Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1581, báo táp đến trước đó. Tại khóa nhập thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong sau, leo lên khí thế mới từ từ bình ổn lại, Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan đợt thứ nhất thực lực nhanh chóng tăng lên xem như là kết thúc. Đương nhiên Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan dược lực vẫn không có tiêu hao hết, còn lại dược lực, yếu tại về sau vừa đến trong vòng 2 tháng mới sẽ từ từ được Diệp Thần Phong cho hấp thu. Nếu như dùng đan dược đến tăng lên trên diện rộng thực lực, như vậy trong tình huống bình thường sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Thế nhưng, Đoạt Thiên Tạo Hóa đan lại không có bất kỳ tác dụng phụ, cũng sẽ không đối người dùng tương lai tu luyện tạo thành trở ngại, đây chính là Đoạt Thiên Tạo Hóa đan nghịch thiên chỗ rồi. Diệp Thần Phong cảm thụ trong cơ thể liên tục đột phá thực lực, cái cảm giác này khiến hắn một trận sảng khoái, hai bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Trong miệng tự nói, hy vọng trong cơ thể còn lại dược lực mau chút được ta hấp thu đi. Diệp thần phong đem còn lại hai viên đoạt thiên tạo hóa đàn đựng vào bình xứ trong. Sau đó, diệp thần phong lại đem còn lại hỏa nguyên quả các loại linh dược cùng với hỏa long đỉnh, toàn bộ một mạch thu nhập hỗn độn bên trong chiếc nhẫn. Tại diệp thần phong thực lực liên tục đột phá đến thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thời điểm. Hỗn độn trong nhẫn tiểu thế giới tại nguyên bản cơ sở bên trên lại đi bốn phương tám hướng kéo dài ra đi rồi hơn 1.500 mét. Hỗn độn trong nhẫn tiểu thế giới, khi theo diệp thần phong thực lực không ngừng tăng lên, diện tích của nó cũng tại không ngừng mà mở rộng. Diệp thần phong cảm thụ bên trong thân thể mình tình huống. Bây giờ diệp thần phong bên phải trong ngực khảm nạm bầu trời trái tim tinh không chi thạch. Mà diệp thần phong bên trong đan điền ngoại trừ có lão bạch cùng lão hắc tàn hồn, còn có vạn năm băng tuyết liên hoa, thanh viêm, bất khuất kiếm ý hạt giống cùng đại địa chi huyết thất sắc xin sen. Còn nữa, hiện tại Diệp Thần Phong lợi hại nhất chiêu thức nên tính là Phượng Hoàng Dương cánh rồi, dung hợp Phượng Hoàng áo nghĩa cùng hỏa chi kiếm ý một chiêu này, dù sao Phượng Hoàng Dương cánh power so với Long Tường Cửu Thiên đều phải lớn hơn gấp ba tả hữu. Dù sao một chiêu này bên trong ẩn chứa hỏa Phượng Hoàng chân chính khí tức thiên kim chuột tiểu kim đang nhìn đến diệp thần phong luyện chế xong đan dược sau đó nó lại nhanh chóng lẻn đến diệp thần phong trên bờ vai. Hiện tại diệp thần phong đoạt thiên tạo hóa đan cũng phục dụng, hắn là thời điểm xuất phát đi tới âm minh tông rồi. Rời phòng sau đó diệp thần phong liền đi thông chi xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an. Giờ khắc này, xích viêm tông bên ngoài cái kia căn nhà gỗ trước. Ngoại trừ tông chủ triệu lãnh phong ở ngoài, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi mấy người cũng đều tại, bọn hắn cũng biết lần này Diệp Thần Phong đi hướng âm minh tông mục đích. Tôn Hằng Phi một mặt ủ rũ cúi đầu nói ra, Thần Phong, từ thế tục giới, đến cổ võ giới, lại cho tới bây giờ địa huyền giới. Hầu như đều là một mình ngươi đang cố gắng, một người tại đẩy lên chúng ta mảnh này thiên, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Bất quá, ta biết ta liền tính đi rồi, ta cũng chỉ biết trở thành ngươi trói buộc, Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tôn Hằng Phi vai, nói ra, Hằng Phi, tin tưởng ta, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở lên cường đại. Diệp Thần Phong mục tiêu nhưng là để người ở bên cạnh đều đến sống mãi. Tôn Hiểu Lệ trong lòng thiên ngôn vạn ngữ quan tâm, cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu nói, "Thần Phong, tất cả cẩn thận." Tiếp lấy, Triệu Lãnh Phong mấy người cũng hướng về Diệp Thần Phong cùng Tằng Quang Viễn bọn họ nói tạm biệt. Tàng Quang viễn cùng Tiền Vinh An nhìn xem Triệu Lãnh Phong, trong đó Tiền Vinh An nói ra, Lãnh Phong, chúng ta rời đi khoảng thời gian này. Xích viêm tông liền giao cho ngươi, chỉ cần có mê vân trận tại. Những người khác muốn đi tới hầu như là không thể nào, dù sao thiên kim chuột loại này trên đất huyền giới tuyệt diệt yêu thú, không phải là thường thường có thể tìm được. Lão Tổ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận xích viêm tông. Triệu Lãnh Phong phi thường trịnh trọng bảo đảm nói sau đó, Triệu Lãnh Phong tạm thời đóng cửa mê vân trận. Tại mê vân trận đóng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong, Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An ba người này, bọn hắn nhanh chóng hướng về bên trong vùng rừng rậm lao đi rồi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong ba người bọn họ liền rời đi rừng rậm. Tại Diệp Thần Phong ba người rời đi bên trong vùng rừng rậm sau, Triệu Lãnh Phong lập tức lại đem mê vân trận mở ra. Sư phụ, để hai chúng ta đến mang người ở trên bầu trời phi hành đi. Bằng không chúng ta e sợ không kịp chạy tới âm minh tông rồi. Tàng Quang Viễn mở miệng nói ra. Diệp Thần Phong cũng không hề phản đối, hắn gật gật đầu, nói ra, được rồi. Thế là, Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An bắt đầu thay phiên mang theo Diệp Thần Phong ở trên bầu trời phi hành. Tuy nói Diệp Thần Phong nắm giữ linh khí vũ rực, nhưng tốc độ của hắn vẫn là xa xa so ra kém niết bàn cảnh cường giả tại Diệp Thần Phong, tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An rời khỏi nửa ngày sau. Một vệt bóng người màu trắng xuất hiện tại xích viêm tông ngoài rừng rậm. Này bôi bóng người màu trắng chính là một người phụ nữ, người mặc trên người một kiện tơ trắng quần áo, dáng dấp khá là tú lệ, tóc dài đen nhánh khoác ở bả vai. Ở tên này nữ nhân mi tâm, mơ hồ có một đóa hoa sen đồ án, nữ nhân này không phải là tiểu bạch, bạch tiểu nhu ma. Lúc trước Diệp Thần Phong từ biển tộc bên trong tiểu thế giới đi ra, tại Lạc Nhật đảo thượng Bạch Tiểu Nhu liền cảm thấy Diệp Thần Phong khí tức. Dù sao Bạch Tiểu Nhu mi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa chính là Diệp Thần Phong đánh vào trong đó, nàng và Diệp Thần Phong trong lúc đó có liên hệ đặc thù nào đó. Bạch Tiểu Nhu dựa vào trong mi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa, người mỗi ngày mỗi đêm cảm ứng Diệp Thần Phong khí tức, người một đường trải qua được Diệp Thần Phong hủy diệt dược phương thành cuối cùng đã tới này xích viêm tông ngoài rừng rậm. Bạch Tiểu Nhu mi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa đồ án nhẹ nhẹ lập lè, của nàng ánh mắt nhìn về phía mặt đông phương hướng, người trong gân mạch linh khí dòng sông trong nháy mắt thúc chuyển động, thân thể bay lên trời, bóng người nhanh chóng hướng về mặt đông phương hướng bay đi rồi. Thời gian một tháng vội vã trôi qua, âm minh tông hôm nay nghênh đón trọng yếu một ngày, thánh tử tranh cướp. Sáng sớm, âm minh tông từ trên xuống dưới đệ tử liền trở nên bận rộn. Âm minh tông trên quảng trường, sớm tại mấy ngày trước liền đáp thành lập xong được luận võ dùng võ đài. Tại trên quảng trường, một tên ăn mặc màu nâu trường sam thanh niên đứng ở nơi đó. Tên thanh niên này trên người hung khí um tùm, hắn trong con người mơ hồ lượn lờ hắc khí, nếu có người tới gần lời của hắn, như vậy liền có thể cảm giác được chu vi thật giống lập tức sẽ trở nên âm khí âm u nên thanh niên này chính là Giang Mạc Thiên rồi. Này Giang Mạc Thiên đã ngâm xong ma sát hóa long dịch. Giang Mạc Thiên cảm thụ trong cơ thể mình khí thế, trên mặt hắn hiện lên nụ cười đắc ý, trong lòng của hắn cực kỳ khí phách thầm nghĩ, hạ đẳng vị diện tiểu tử kia. Hải thần điện Tống Long Thiên. A, à, Giang Mạc Thiên ở trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục suy nghĩ nói, đất này huyền giới sớm muộn cũng sẽ trở thành ta Giang Mạc Thiên thiên hạ. Giang Mạc Thiên nụ cười trên mặt biến giữ tợn không ít, trên người dĩ nhiên mơ hồ tản ra tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Này Giang Mạc Thiên rõ ràng đột phá đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tại Giang Mạc Thiên cách đó không xa địa phương, Hải Thần Điện Nguyên Thái thượng trưởng lão con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên cùng cháu trai Tống Bằng, hai cha con họ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Tống Bằng nhìn cách đó không xa Giang Mạc Thiên, cảm thụ Giang Mạc Thiên trên người mơ hồ tạo hóa cảnh khí thế, hắn có chút không cam lòng nói ra, phụ thân, ta xem Giang Mạc Thiên tiểu tử này giáp tâm hại người, vạn nhất về sau thực lực mạnh mẽ rồi, sợ là chúng ta không khống chế được hắn. Tống Long Thiên khuôn mặt lộ ra một vệt khinh thường, hắn nói ra, bằng nhi, người nhận thức vì phụ thân ta là một cái kẻ ngu xuẩn sao. Ta không thích nhất chính là sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Kỳ thực, cái kia ma sát hóa long dịch tuy rằng có thể gần một bước kích phát trời sinh sát thể, thế nhưng nó còn có một cái tên là con dối dịch. Hiện tại Giang Mạc Thiên trả phát giác không ra không đúng, bất quá, khôi lỗi này dịch ngâm số lần càng nhiều, trời sinh sát thể cũng sẽ bị kích phát càng nhiều, đương nhiên chỉ cần ngâm ba lần trở lên, như vậy Giang Mạc Thiên hội hoàn toàn biến thành khôi lỗi của ta rồi, hắn sẽ biến thành trong tay ta một cái máy giết người tống long thiên lãnh đạm tiếp tục nói ta là định đem giang mạc thiên bồi dưỡng thành của ta tay trái tay phải cánh tay nhưng ta nhưng không muốn tin tưởng những người khác ta muốn thành tất cả không xác định nhân tố đều khống chế ở trong tay chỉ cần giang mạc thiên biến thành khôi lỗi của ta như vậy hắn liền không lo lắng hắn sẽ phản bội ta đương nhiên ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp khôi lỗi của ta tăng cao thực lực rồi tống long thiên khuôn mặt lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ nụ cười mục tiêu cuối cùng của hắn nhưng là trưởng khống hải thần điện, giúp cha của hắn Tống Hải Vân báo thù. Tống bằng khi nghe đến hắn lời của phụ thân sau, trên mặt hắn không cam lòng hoàn toàn biến mất rồi, hắn nói ra, phụ thân, để giang mạc thiên tiểu tử này làm khôi lỗi của chúng ta, đây là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí. Âm minh tông thánh tử chi tranh sắp bắt đầu. Diệp thần phong, tàng quang viễn cùng tiền vinh an cũng đã chạy tới âm minh tông phụ cận mà Bạch Tiểu Nhu cũng nên là theo sát phía sau. Một hồi mãnh liệt bão táp sắp tối. Chương 1582, thanh thế to lớn đội hình. Tại Âm Minh Tông Thánh Tử tranh cướp ngày đi tới thời điểm. Diệp Thần Phong, Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An ba người này, bọn hắn cũng đúng giờ đi tới Âm Minh Tông phụ cận. Nguyên bản Diệp Thần Phong ba người bọn họ có thể sớm một ngày đến Âm Minh Tông phụ cận. Bất quá, Diệp thần phong bọn người ở tại nửa đường suýt chút nữa gặp phong lôi tông phùng quang sơn, kiếm vũ sơn trang phạm Chí dũng cùng tinh vân tông tả tránh long. Cũng may, diệp thần phong bọn họ là hiểm mà lại hiểm tránh được, bọn hắn lựa chọn đi vòng một cái đường xa, cuối cùng mới khiến cho bọn hắn tại thánh tử tranh đoạt làm thiên tài chạy tới. Diệp thần phong thực lực hôm nay lại tăng lên một ít, hắn đã từ thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thuận lợi khóa nhập thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ rồi xem ra đoạt thiên tạo hóa đan còn lại dược lực lại bị hắn hấp thu một ít. Tăng quang viễn cùng tiến vinh nhưng đối diệp thần phong tăng cao thực lực tốc độ đã chấn kinh bó tay rồi, lúc trước diệp thần phong vừa vặn đến xích viêm tông thời điểm mới thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, bây giờ cũng đã bước vào thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Hơn nữa, tăng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu, bọn hắn rõ ràng cảm giác được diệp thần phong khí tức trên người cũng không hư, Nói cách khác Diệp Thần Phong nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực, hắn căn cơ trả làm ổn, này liền không thể không để tàng quang viễn cùng tiền vinh an sợ hãi than. Nhưng người trong cuộc Diệp Thần Phong, hắn là vô cùng bất mãn, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, người không phải là nói đoạt thiên tạo hóa đan dược lực, một đến hai tháng là có thể được ta hấp thu sao? Hiện tại gần như quá rồi một tháng, thực lực của ta làm sao mới tăng lên tới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ? lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp tiểu gia hỏa mỗi cái thể chất của con người cũng khác nhau dùng đoạt thiên tạo hóa đan hiệu quả đương nhiên cũng bất đồng rồi hai tháng kỳ hạn chót còn chưa tới dù sao trong vòng hai tháng ta có thể cam đoan ngươi nhất định bước vào tạo hóa cảnh đương nhiên còn có một cái biện pháp có thể làm cho ngươi tăng nhanh hấp thu dược lực cái kia chính là thông qua chiến đấu liên nguyên đến để bên trong cơ thể ngươi dược lực tăng nhanh hấp thu Lần này Diệp Thần Phong đến Âm Minh Tông chính là chiến đấu, này ngược lại là một cái tăng nhanh để dược lực hấp thu không sai biện pháp. Nếu để cho Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hai cái này lão đầu, bọn hắn biết Diệp Thần Phong như thế tăng cao thực lực trả ngại quá chậm, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ trực tiếp đập đầu chết rồi. Nhớ năm đó bọn hắn từ thần niệm cảnh tam trọng thiên tăng lên tới ngũ trọng thiên, bọn hắn nhưng là bỏ ra thật nhiều năm thời gian. Tại Diệp Thần Phong tàng quang viễn cùng tiền vinh an đến âm minh tông phụ cận thời điểm. Âm minh tông quảng trường khổng lồ bên trên. Trước đó âm minh tông đã hướng về tất cả đại tông môn phát đi mời thiếp rồi. Đương nhiên âm minh tông chỉ là một cái ngũ phẩm tông môn, bọn hắn có thể không đủ tư cách mời đến ngũ phẩm trở lên tông môn tới tham gia. Đại đa số đến quan sát thánh tử chi tranh cũng đều là ngũ phẩm tông môn. Hoặc là ngũ phẩm trở xuống tông môn. Về phần hải thần điện nguyên thái thượng trưởng lão con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên, hắn mời đến một người khác hải thần điện thái thượng trưởng lão đến quan sát thánh tử chi tranh sự tình vẫn không có truyền đi đây. Âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo, trên mặt trước sau hiện lên nụ cười, nhìn qua dáng dấp cực kỳ hiền lành. Kỳ thực hắn chính là nổi danh tiếu diện hổ. Giờ khắc này, Lý Bắc Ngạo cùng Tống Long Thiên sóng vai đứng chung một chỗ, hắn tại Tống Long Thiên trước mặt tư thái thả phải vô cùng thấp mà con trai của Tống Long Thiên Tống Bằng, âm minh tông trưởng lão Tống Xuân Mi cùng đồ đệ của nàng Giang Mạc Thiên, ba người này đứng ở Lý Bắc Ngạo cùng Tống Long Thiên phía sau. Lý Bắc Ngạo chả cũng không biết Tống Xuân Mi cùng Tống Long Thiên quan hệ trong đó, hắn cũng không rõ ràng Tống Xuân Mi lúc nào cùng Hải Thần Điện đặt lên giao tình. Bất quá, Hải Thần Điện là thứ thiệt nhị phẩm tông môn, đây là Lý Bắc Ngạo vui với nhìn thấy. Tống Long Thiên mở miệng nói, Lý Tông Chủ, người yên tâm, Hôm nay chúng ta hải thần điện thái thượng trưởng lão nhất định sẽ đi tới Âm Minh Tông. Hôm nay qua đi, Âm Minh Tông trên đất huyền giới địa vị tuyệt đối có thể dâng lên một cấp độ. Ta cùng luyện khí tông tông chủ Vương Chấn Sơn đã có mấy phần giao tình. Hơn nữa luyện khí tông khoảng cách Âm Minh Tông không xa, ta cũng kinh mời luyện khí tông tông chủ Vương Chấn núi, hắn cũng đáp ứng sẽ đến quan sát Âm Minh Tông lần này thánh tử chi tranh rồi. Lần sau Ta mấy ngày trước nghe nói Linh Dược cốc lão tổ Đỗ Bắc Nam cùng tông chủ Nam Hạo Sinh, bởi trước đây không lâu Linh Dược cốc bị trọng thương, bọn hắn vừa vặn đi tới Âm Minh tông phụ cận chiêu thu đệ tử, ta cũng đi thử mời bọn họ, nguyên bản bọn họ là cực tuyệt. Bất quá, bọn hắn nghe nói luyện khí tông tông chủ cũng phải đến, cho nên bọn hắn cũng dự định đến tập hợp tham gia náo nhiệt. Nghe được Tống Long Thiên lời nói sau, Âm Minh tông tông chủ Lý Bắc Ngạo, trong lòng của hắn một cái run rẩy hắn không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả luyện khí tông tông chủ, linh dược cốc lão tổ cùng tông chủ, những người này toàn bộ muốn tới âm minh tông quan sát. Lý Bắc Ngạo trong lòng càng thêm nghi ngờ, này Tống Long Thiên cùng Tống Xuân Mi đến cùng là quan hệ như thế nào? Tống Long Thiên tại sao phải giúp âm minh tông như thế giữ thể diện? Như thế tạo thế, chẳng lẽ nói Tống Long Thiên đối âm minh tông có gây dối ý đồ? Lý Bắc Ngạo trong lòng là nghĩ mãi mà không ra, cho dù Tống Long Thiên đối âm Minh Tông có gây rối ý đồ, chỉ sợ hắn Lý Bắc Ngạo cũng không ngăn cản nổi rồi, trước mắt đem hôm nay Thánh Tử Chi Tranh làm được mặt mày dạng dỡ mới là chuyện quan trọng nhất. Mà Tống Long Thiên sau lưng Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, bọn hắn chỉ biết là Tống Long Thiên mời Hải Thần Điện một người khác Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn còn không biết Tống Long Thiên mời luyện khí Tông Tông Chủ, Linh Dược Cốc Lão Tổ cùng Tông Chủ. Giờ khắc này, Tống Xuân Nghi cùng Giang Mạc Thiên nghe được tin tức này, đôi thầy trò này cũng cả người một cái run rẩy. Luyện khí tông cùng linh dược cốc trên đất huyền giới địa vị cực kỳ đặc thù, coi như là nhất phẩm tông môn cũng sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt. Bây giờ, không chỉ có hải thần điện thái thượng trưởng lão đến cổ động, liền ngay cả linh dược cốc cùng luyện khí tông đều đến cổ động, hôm nay âm minh tông thánh tử chi tranh tuyệt đối là đội hình cường đại rồi. Lục tục tông môn đều đi tới âm minh tông những này trước hết đến tông môn đại thể cũng chỉ là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm tông môn. Tại quảng trường dòng người hối hả bên trong, có hai cái thanh niên trà trộn ở trong đó. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, hắn một mắt là có thể nhận ra, hai cái này thanh niên không phải là Vân Tiên Tông thiếu chủ tả phi bạch cùng lạc nhật đảo thiếu chủ ngô lực phàm ma. Trước đây không lâu, hải tộc tộc trưởng đêm đông hải tướng Diệp Thần Phong tồn chữ thanh âm mảnh ngọc sao cho lạc nhật đảo trong tay, khi biết Diệp Thần Phong Bình An vô sự sau, Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên cũng rời khỏi Lạc Nhật đảo, mà Ngô Lực Phàm đi theo nói muốn đi Vân Tiên Tông dạo chơi. Cho nên, Ngô Lực Phàm cùng Tả Đức Nguyên bọn hắn cùng rời đi Lạc Nhật đảo. Nhưng tại ngồi thuyền rời đi Lạc Nhật đảo, đã tới bên bờ sau đó Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm ăn nhịp với nhau, hai người bọn họ chạy ra ngoài sông sáo, Tả Đức Nguyên lúc ấy tuy nhiên phát hiện, nhưng hắn không có ngăn cản hắn biết người trẻ tuổi nhiều lưu lạc một cái là chuyện tốt. Thế là, tả phi bạch cùng ngô lực phàm một đường đi tới âm minh tông, bởi vì bọn họ nghe nói âm minh tông yếu cử hành cái gì thánh tử chi tranh, cho nên hai người bọn họ dự định đến tập hợp tham gia trò vui. Lần sau, tả phi bạch cùng ngô lực phàm không có đường vòng đi, cho nên hai người bọn họ so với Diệp Thần Phong đám người còn sớm mấy ngày đến âm minh tông phụ cận, tả phi bạch cùng ngô lực phàm là cực kỳ nhẹ nhõm liền lấy được hai tấm âm minh tông thiệp mời. Tả phi bạch cùng ngô lực phàm tại lạc nhật đảo thượng gặp Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, đồng thời biết hai người này chính là âm minh tông. Ban đầu ở lạc nhật đảo tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu thượng, Giang Mạc Thiên nhưng là được diệp thần phong hầu như làm vỡ nát trái tim. Tả phi bạch cùng ngô lực phàm không nghĩ tới Giang Mạc Thiên tên khốn này còn sống. Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm trong lòng là cực kỳ phẫn nộ, bọn hắn biết âm minh tông cùng bọn họ lão tổ tông Diệp Thần Phong có cửu oán. Hình thể cực kỳ to lớn tráng Ngô Lực Phàm, hắn nhìn phía xa Giang Mạc Thiên, hắn thấp giọng quát nói, Tả Phi Bạch, tên khốn này có gì đó quái lạ, mới một quãng thời gian không gặp, hắn theo lý tới nói cũng đã chết rồi. Lúc trước trái tim của hắn cơ hồ bị chúng ta lão tổ tông chấn vỡ, nhưng hắn không những không chết, thực lực trả tăng lên. Tả phi bạch gật đầu nói, tên khốn này xác thực không bình thường, luôn cảm giác bên trong thân thể của hắn hung khí rất nồng nặc. Lần này hải thần điện con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên cũng đang, lúc trước Tống Hải Vân đã bị chết ở tại các ngươi lạc nhật đảo thượng, xem ra hải thần điện Tống Hải Vân một mạch cùng âm minh tông quan hệ không bình thường a hát. Tại ngô lực phàm cùng tả phi bạch trò chuyện thời khắc. Quảng trường lối vào nơi đột nhiên vang lên âm minh tông đệ tử tiếng la, hải thần điện thái thượng trưởng lão thần hạc giang tiền bối đến. Vậy ngũ phẩm tông môn đến, âm minh tông đệ tử không thông suốt báo, đây là một loại tương đối cao lễ nghi, này chính là là đối với cực kỳ tôn quý khách nhân một loại tôn kính. Khi nghe đến sau khi thông báo, âm minh tông tông chủ lý bác ngạo cùng tống long thiên đám người, bọn hắn lập tức tiến lên nghênh tiếp. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, thông báo lại liên tiếp vang lên luyện khí tông tông chủ vương chấn trước núi bối đến. Linh dược cốc lão tổ đỗ bắc năm trước bối đến. Linh dược cốc tông chủ nam hạo khi còn sống bối đến. Theo, hải thần điện, luyện khí tông cùng linh dược cốc đến, không khí của hiện trường trong nháy mắt tăng vọt lên. Mà vừa vặn đến âm minh tông phụ cận diệp thần phong, hắn chả cũng không biết giờ khắc này âm minh tông chuyện đã xảy ra. Hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân, tuy rằng không phải diệp thần phong tự tay giết nhưng là chẳng khác gì là chết ở diệp thần phong trên tay mà trước đây không lâu linh dược cốc dược vương thành được diệp thần phong phá hủy linh dược cốc đệ tử cùng trưởng chết già ở diệp thần phong trong tay vô số tuy rằng lúc trước diệp thần phong là mang mặt nạ nhưng là linh dược cốc đỗ bắc nam cùng nam hảo sinh có thể nhận ra diệp thần phong tới sao còn có luyện khí tông trưởng lão chu văn thường cùng diệp thần phong giao đấu luyện khí Cuối cùng cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, Luyện Khí Tông người còn lấy vì chuyện này là Thiên Hỏa lão nhân chủ đạo. Đồng thời tại lúc trước Diệp Thần Phong từ biển tộc bên trong tiểu thế giới lúc đi ra, hắn tại bờ biển gặp Luyện Khí Tông đại trưởng lão Dương Phàm Đức đám người, cuối cùng được sự giúp đỡ của hải tộc, Dương Phàm Đức cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay. Thế nhưng, Dương Phàm Đức trong cơ thể có một loại cấm chế bây giờ tại Diệp Thần Phong cánh tay phải thượng để lại một cái vòng tròn màu đỏ. Nếu để cho luyện khí tông người nhìn thấy cái này vòng tròn màu đỏ, như vậy bọn hắn thì sẽ biết Diệp Thần Phong chính là giết chết luyện khí tông đại trưởng lão hung thủ. Lần này, Diệp Thần Phong kẻ thù dĩ nhiên cực kỳ trùng hợp toàn bộ tụ tập đến âm minh tông đến. Thân phận của Diệp Thần Phong sẽ bị Linh Dược Cốc cùng luyện khí tông người nhìn thấu sao. Audio điện tử võ tấn bền chương 1583, Thánh tử tuyển ra. Khiêu chiến bắt đầu. Xích viêm tông quảng trường khổng lồ bên trên. Tại nhị phẩm tông môn hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, linh dược cốc lão tổ đỗ bắc năm cùng tông chủ nam hạo sinh lần lượt đến âm minh tông sau. Những này đại nhân vật đến trong nháy mắt đem bầu không khí đẩy lên cao nhất. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, ăn mặc một bộ trường sam màu trắng, Nhìn qua cực kỳ tiên cốt đạo gió. Này thần Hạc Giang thực lực có niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ tầng thứ, hắn tu luyện là một loại thủy hệ công pháp, hơn nữa hắn tu luyện chiến kỹ cũng đều thuộc về thủy hệ, hắn đem thủy nguyên tố vận dụng là lô hỏa thuần thanh, trên đất huyền giới bị người xưng là Hải Long Vương. Đặc biệt là tại có nước địa phương, Hải Long Vương thần Hạc Giang sức chiến đấu hội tăng lên trên diện rộng. Đi theo thần Hạc Giang đi tới Âm Minh Tông còn có một cái thanh niên ít sắc sắc thanh niên trên mặt kiêu ngạo đều lộ không bỏ sót, hắn chính là thần Hạc Giang cháu trai thần Nam, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Nguyên bản lần này hải thần điện tông chủ chi tranh, có hy vọng nhất ngồi trên vị trí tông chủ, ngoại trừ tống long thiên ở ngoài, kích hù thị phụ thân của thần Nam rồi, cũng kích hù thị thần Hạc Giang con trai. Bây giờ hải thần điện một người khác thái thượng trưởng lão tống Hải Vân đã bị chết ở tại lạc nhật đảo thượng, không có cha mình chống đỡ sau, Tống Long Thiên có thể ngồi trên hải thần điện tông chủ tỷ lệ hầu như là số không rồi. Cho nên, cuối cùng Tống Long Thiên mới cam nguyện thối lui ra khỏi hải thần điện tông chủ chi tranh đi tới âm minh tông, hắn đát loạn lấy âm minh tông đến làm một khối ván cầu, tương lai thanh thuộc về hắn tất cả lại đoạt lại. Mà luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, thực lực tuy rằng còn chưa có tới niết bàn cảnh, nhưng hắn tại luyện khí thượng đã đến lục phẩm luyện khí sư rồi. Bằng vào điểm này, coi như là niết bàn cảnh cao thủ thấy hắn, cũng sẽ không ở trước mặt hắn sĩ diện rồi. Về phần Linh dược cốc lão tổ Đỗ Bắc Năm cùng tông chủ Nam Hạo Sinh, hai người này đều là tứ phẩm luyện dược sư, lần sau Đỗ Bắc Năm thực lực cũng đã tới niết bàn cảnh, bọn hắn thân phận của hai người cùng luyện khí tông tông chủ đồng dạng tôn quý. Âm Minh tông tông chủ Lý Bắc Ngạo, đối diện với mấy cái này đại nhân vật, hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy hắn khiến những này đại nhân vật ngồi lên rồi vị trí đầu não. Tống Long Thiên cùng con trai của hắn Tống Bằng, bọn hắn cũng cùng ở thần Hạc Giang bên cạnh. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, hắn có nhiều ý vị liếc mắt nhìn Tống Long Thiên, hắn cười nói, Long Thiên, này âm minh tông thánh tử chi tranh thật đúng là náo nhiệt. Người thậm chí ngay cả luyện khí tông cùng linh dược cốc người cũng mời tới. Tống Long Thiên ở bề ngoài phi thường cung kính nói, ta cùng âm minh tông có phần ngọn nguồn, về sau ta đã loạn ở lại âm minh tông rồi. Thần Hạc Giang thấy Tống Long Thiên nói như vậy, hắn không sẽ cùng Tống Long Thiên bắt chuyện rồi, ngược lại là cùng một bên luyện khí tông tông chủ vương chấn núi đám người dỗi rảnh hàn huyên. Về phần đứng sau lưng Tống Long Thiên Tống bằng cùng đứng ở thần Hạc Giang sau lưng thần Nam. Hai người bọn họ lẫn nhau tức giận nhìn nhau. Trước đó phụ thân của bọn họ tranh cướp hải thần điện vị trí tông chủ, hai người bọn họ quan tư cũng là như nước với lửa. Tại hải thần điện, luyện khí tông cùng linh dược cốc người đến sau đó rét ết sắc sắc tin tức trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Âm minh tông phụ cận mấy tòa trong thành người tu luyện, bọn hắn khi biết rét sắc sắc tin tức sau, bọn hắn lập tức hướng về âm minh tông tiến đến, trong đó thậm chí còn có luân hồi cảnh cao thủ cùng niết bàn cảnh cao thủ. Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch cùng Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, hai người bọn họ đi tới quảng trường trong một góc hẻo lánh, hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt là âm tình bất định. Thân thể to lớn tráng Ngô Lực Phàm, hắn nói ra, "Này Âm Minh Tông nhưng thể diện thật lớn, không chỉ có Hải Thần Điện Hải Long Vương đến cổ động. Liền ngay cả Luyện Khí Tông cùng Linh Dược Cốc người cũng đều tới." Tả Phi Bạch lặng lẽ gật đầu nói, "Ngô Lực Phàm, hôm nay chúng ta điệu thấp một ít." nếu như ở nơi này gây sự, như vậy sợ là chúng ta hai liên đội Âm Minh Tông đều đi không ra rồi, thật không biết lão tổ tông ở nơi nào. Liền ngay cả hải tộc Niết Bàn cảnh cường giả đều giúp lão tổ tông đến Lạc Nhật đảo truyền tin. Tả Phi Bạch trong miệng lão tổ tông tự nhiên là Diệp Thần Phong rồi. Ngô Lực Phàm cũng gật đầu nói, nếu như lão tổ tông tại nơi này, như vậy ta mới mặc kệ cái gì Âm Minh Tông vẫn là hải thần điện đây này. Nếu như lão tổ tông phải ở chỗ này gây sự, như vậy ta ngô lực phàm khẳng định chống đỡ đến cùng. Lúc trước Diệp Thần Phong giúp lạc nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn mở ra trong cơ thể độc tố, này ngô lực phàm cũng thanh Diệp Thần Phong thật tâm thật ý cho rằng lão tổ tông đối đãi Theo, thời gian rời đổi, âm minh tông thánh tử chi tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Tại Hải Thần Điện, luyện khí tông cùng Linh Dược Cốc đến quan sát âm minh tông thánh tử chi tranh sự tình khuếch tán sau khi đi ra ngoài. Tại âm minh tông phụ cận trong thành người tu luyện, bất kể là thu được thiệp mời, vẫn không có thu được thiệp mời, bọn hắn đều dồn dập chạy tới âm minh tông đến, trong đó chả có thật nhiều tên luân hồi cảnh cao thủ. Cuối cùng, âm minh tông tông chủ lý bác ngạo hủy bỏ cho mời thiếp mới có thể tiến vào quy tắc, dưới cái nhìn của hắn hôm nay có nhiều như vậy đại nhân vật tại, tuyệt đối không người nào dám tại âm minh tông gây chuyện chính lúc âm minh tông tông chủ lý bác ngạo yếu tuyên bố hôm nay thánh tử chi tranh lúc mới bắt đầu. Quảng trường lối vào lại vang lên âm minh tông đệ tử tiếng la, xích hỏa chân nhân. Xích viêm chân người, đến. Một tiếng này thông báo vang lên sau. Hai tên ăn mặc hỏa đạo bào màu đỏ lão đầu tiến vào âm minh tông trên quảng trường. Hai cái này lão đầu mó diễm gần như giống nhau, hai người bọn họ chính là sinh đôi, trên đất huyền giới xem như là so sánh nổi danh tán tu. Này xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người thực lực đều tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, bởi vì là sinh đôi ngọc á ngù, bọn hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù, hai người bọn họ liên thủ lại lực công kích hội tăng lên theo cấp số nhân, coi như là gặp phải niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ, hai người bọn họ cũng có sức đánh một trận. Này xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người vừa lúc ở âm minh tông phụ cận trong thành, hai người bọn họ lúc trước bị luyện khí tông cùng linh dược cốc ân huệ, đang nghe nói luyện khí tông cùng linh dược cốc tại âm minh tông sau đó hai người bọn họ liền lập tức chạy tới. Vương Tông Chủ Xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân đầu người trước tiên hướng về luyện khí tông tông chủ vương chấn núi chào hỏi một tiếng. Sau đó, hai người bọn họ vừa nhìn về phía linh dược cốc lão tổ đỗ bắc năm cùng tông chủ nam hạo sinh, nói ra đỗ tiền bối, nam tông chủ, âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo đang nhìn đến xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người sau khi đến hắn lập tức tải trên thủ vị cho hai cái này lão đầu bỏ thêm hai cái ghế xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người là không chút do dự ngồi xuống tại xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người đến sau đó đây cũng đem âm minh tông thánh tử chi tranh đẩy hướng một cái khác đỉnh phong lúc này âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo chính thức tuyên bố thánh tử chi tranh bắt đầu kỳ thực Lần này thánh tử chi tranh hầu như không có bất kỳ huyền niệm. Âm Minh Tông chỉ là một cái ngũ phẩm tông môn, tại ngũ phẩm trong tông môn nhưng là liền nhất bản cảnh cường giả cũng không có. Tại Giang Mạc Thiên đời này phần trong các đệ tử, chỉ có Giang Mạc Thiên một người đã tới tạo hóa cảnh tầng thứ, còn lại đệ tử trẻ tuổi nhiều lắm là tại thần niệm cảnh tầng thứ. Có thể nói, Âm Minh Tông hôm nay thánh tử chi tranh tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng xác thực vô cùng nhàm chán. Giang Mạc Thiên lấy tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, hắn là lũ chiến lũ thắng. Giang Mạc Thiên sư phụ Tống Xuân Mi, người đứng ở tỷ võ bên cạnh lôi đài, người nhìn mình đồ đệ thực lực, người khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mà Tông chủ lý bắc ngạo, hắn đem Lâm Hân Di cho mang ra ngoài. Tu luyện tam tuyệt diệt tình Lâm Hân Di, trên mặt nàng trước sau lạnh như băng. Lâm Hân Di mó diếm cực kỳ tướng mạo đẹp, khí chất lạnh như núi băng, như vậy một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến xuất hiện. Nhất thời, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Hân Di trên người. Lý Bắc Ngạo cũng ngồi xuống vị trí đầu não trong đó trên một cái ghế, mà lạnh như băng Lâm Hân Di đứng ở Lý Bắc Ngạo bên cạnh. Bất quá, Lâm Hân Di ánh mắt trước sau nhìn xem quảng trường lối vào, trong lòng nàng thầm nghĩ, thần phong, người sẽ đến sao? Ngược lại, Lâm Hân Di vừa muốn nói, người tuyệt đối không nên đến bởi vì ở đây có nhiều cường giả như vậy tại theo lâm hân di nếu như diệp thần phong đi tới âm minh tông lời nói như vậy diệp thần phong sống sót khả năng rời đi rất nhỏ lý bắc ngạo hướng về vị trí đầu não những người còn lại giới thiệu một chút lâm hân di hải thần điện thái thượng trưởng lão thần hạc giang hắn thở dài nói trời sinh lạnh thể lại có thể tu luyện tam tuyệt diệt tình không sai là cái không sai mầm thần hạc giang cháu trai thần nam hắn đứng ở thần hạc giang phía sau, hắn nhìn xem Lâm Hân Di, trong con người của hắn lộ ra một loại nào đó khát vọng, Lâm Hân Di mó diễm xuất chúng, thiên phú vừa tốt, tuyệt đối là nam nhân nửa kia lý tưởng lựa chọn. Mà đứng sau lưng tống long thiên tống bằng, hắn đã sớm tại âm minh tông bên trong từng thấy Lâm Hân Di rồi, tuy rằng hắn vẫn không có nói với Giang Mạc Thiên qua cái gì, thế nhưng hắn cũng đã sớm vừa ý Lâm Hân Di rồi, dưới cái nhìn của hắn cho dù Giang Mạc Trời mới biết. Giang Mạc Thiên cũng không dám có chút lời oán hận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không hề đáng xem thánh tử chi tranh thuận lợi kích Esu rồi. Giang Mạc Thiên không hề y mếp sắc làm tới lần này âm minh tông thánh tử. Một tên âm minh tông trưởng lão tuyên bố, lần này âm minh tông thánh tử chính là Giang Mạc Thiên. Tiếp lấy, người trưởng lão này lại nói kế tiếp là khiêu chiến phân đoạn, chỉ cần thực lực và chúng ta thánh tử tương đồng hoặc là hơi thấp, Bất kể là tán tu vẫn là tông môn đệ tử đều có thể thượng tới khiêu chiến, nếu như thắng lời nói, như vậy có thể đối với chúng ta Âm Minh Tông đưa ra một yêu cầu đến. Tại Giang Mạc Thiên thuận lợi trở thành Âm Minh Tông thánh tử thời điểm. Diệp Thần Phong, Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An ba người này, thân ảnh của bọn họ vừa vặn đi tới Âm Minh Tông dưới chân núi. Trên lưng treo to lớn Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn hướng về Âm Minh Tông trên núi nhìn tới rồi ngày hôm nay, hắn đã chờ quá lâu. Là thời điểm tìm Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đôi thầy trò này đòi lại một ít lợi tức. chương 1584, không tự lượng sức. Âm Minh Tông dưới chân núi, Diệp Thần Phong, Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An ba người này, bởi vì bọn họ điểm dừng chân cũng không tại Âm Minh Tông phụ cận trong thành phố, bọn hắn chả cũng không hề nghe nói Âm Minh Tông bây giờ cái kia thanh thế to lớn đội hình đây xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu lông mày của bọn họ chăm chú nhíu lại bọn hắn mơ hồ cảm giác được âm minh tông bên trên có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ tàng quang viễn nói ra sư phụ âm minh tông bên trên cần phải có niết bàn cảnh cao thủ này âm minh tông chỉ là ngũ phẩm tông môn cho nên âm minh tông bên trong phải không ca an có thuộc về mình niết bàn cảnh cao thủ chư chư đảo tiểu thuyết Ta cùng tiền lão đầu cảm giác được niết bàn cảnh cao thủ khí tức, hẳn là bị âm minh tông mời tới quan sát thánh tử chi tranh. Thực lực nằm ở thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ diệp thần phong, hắn trong con ngươi nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Ngược lại, diệp thần phong lại hơi hơi nôn thở ra một hơi, hắn đều đã đi tới âm minh tông dưới chân núi rồi, nếu như lần này hắn không xuất hiện nữa giải quyết giang mạc thiên, như vậy lâm hân gì rất có ca năng sẽ trở thành giang mạc thiên nữ nhân diệp thần phong tuyệt đối không thể bỏ lại lâm hân di rồi còn nữa hôm nay chính là âm minh tông thánh tử chi tranh trong đó có một cái khiêu chiến phân đoạn chỉ cần diệp thần phong đang khiêu chiến phân đoạn giải quyết giang mạc thiên e sợ âm minh tông cũng không tiện nói thêm cái gì chứ dù sao hôm nay có rất nhiều những tông môn khác đều tại tràng mặc kệ âm minh tông bên trên có nguy hiểm cỡ nào diệp thần phong cũng nhất định phải bước lên âm minh tông diệp thần phong đối với tằng quang viễn cùng tiền vinh an nói ra hai người các ngươi trước tiên ở trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng lần này mục đích của ta chỉ là giết chết giang mạc thiên mang đi lâm hân di nếu như âm minh tông tuân thủ quy tắc lời nói như vậy không cần hai người các ngươi đứng ra thế nhưng nếu như âm minh không tuân thủ quy tắc e sợ hôm nay sẽ có một hồi huyết chiến tằng quang viễn cùng tiền vinh an gật gật đầu tiền vinh an nói ra sư phụ người yên tâm, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ bảo đảm sư phụ an toàn của ngươi. Diệp thần phong trước tiên hướng về âm minh tông núi bên trên đi tới rồi, mà tăng quang viễn cùng tiền vinh an tại diệp thần phong đi ra thật dài một khoảng cách sau, hai người bọn họ mới thu liếm lên hơi thở của mình. Từ từ cũng hướng về núi bên trên đi tới rồi, bởi âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo hủy bỏ cho mời thiếp mới có thể tiến vào quy tắc, cho nên diệp thần phong đi tới âm minh tông. Hắn một đường thông suốt, Âm Minh Tông quảng trường khổng lồ bên trên, Giang Mạc Thiên cực kỳ tự kiêu đứng ở trên võ đài, hắn đã trở thành Âm Minh Tông thánh tử. Thời khắc này, Giang Mạc Thiên cảm giác hôm nay hắn chính là là chân chính nhân vật chính, có nhiều như vậy đại nhân vật đến cổ động. Hắn chính là từ trước tới nay nhất là phong quang Âm Minh Tông thánh tử. Đứng ở quảng trường trong góc Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, bọn hắn nhìn thấy trên thủ vị đứng ở Lý Bắc Ngạo bên cạnh Lâm Hân Di, bọn hắn cũng nghe nói lần này âm minh tông thánh tử, có thể cưới âm minh tông vị kia tu luyện tam tuyệt diệt tình nữ tử làm vợ. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Ngô lực phàm khó chịu bĩu môi nói ra, tả phi bạch gật đầu nói, không có gì đáng xem rồi, chúng ta lại không thể đủ ở nơi này gây sự, chúng ta vẫn là rời đi đi. Trên lôi đài giang mạc thiên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lâm Hân Di trong con người của hắn là không hề che giấu chút nào khát vọng. Lâm Hân Di trên mặt biểu lộ thì là càng ngày càng lạnh như băng. Mà âm minh tông tên kia tuyên bố Giang Mạc Thiên trở thành thánh tử trưởng lão, hắn lại nói có thể có người đi lên khiêu chiến. Người trưởng lão này chưa giao một cái cái phân đoạn chỉ là đi đi qua. Hôm nay lại có nhiều như thế đại nhân vật đến âm minh tông cổ độc, hẳn không có sẽ ở thời điểm này đứng ra mất hứng được rồi. Xem ra không có ai muốn khiêu chiến rồi, như vậy ta. Tên này Âm Minh tông trưởng lão vừa mới nói được nửa câu, đã bị một đạo thanh âm hùng hậu cắt đứt, "Ta muốn khiêu chiến." Âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quảng trường, ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến quảng trường lối vào nơi. Chỉ thấy một tên ăn mặc trường sam màu đen, khuôn mặt đường viền rõ ràng, dáng dấp cực kỳ dễ nhìn thanh niên xuất hiện tên thanh niên này sau lưng treo một cái cổ quái to lớn trường kiếm, trường sam màu đen theo gió nhẹ nhấp nhô, hắn từng bước từng bước bước chân vào âm minh tông quảng trường bên trong. Diệp thần phong ánh mắt nhìn thẳng quảng trường vị trí đầu não địa phương, làm hắn nhìn thấy linh dược cốc đỗ bắc năm cùng nam hạo sinh thời điểm, trong lòng của hắn vi vi căng thẳng, hắn không nghĩ tới ở nơi này lại có thể biết gặp phải linh dược cốc người. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng chưa từng thấy luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, hải thần điện một người khác thái thượng trưởng lão thần hạc giang cùng với con trai của tống hải vân tống long thiên đám người cho nên diệp thần phong cũng không chưa rào thân phận của những người này bằng không diệp thần phong cảm xúc sắp trở nên càng thêm nghiêm nghị diệp thần phong trên mặt biểu lộ lập tức khôi phục lại dù sao lúc trước diệp thần phong tại dược vương thành bên ngoài hắn là mang mặt nạ mà Hắc huyền kiếm lúc đó cũng bị hắn thu nhập trong nhẫn chứa đồ theo Diệp Thần Phong đỗ Bắc Nam cùng Nam Hạo Sinh muốn nhận ra hắn, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đứng ở âm minh tông tông chủ bên cạnh Lâm Hân Di, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm. Thân thể của nàng khẽ run lên, lại run lên, Lâm Hân Di trong lòng tự lẩm bẩm hắn thật sự đến rồi. Hắn thật sự vì ta đến rồi, ta liền chưa rào hắn sẽ không yêu thị. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di ánh mắt hai hai nhìn nhau. Hồi lâu, Hồi lâu sau, Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt, mà Lâm Hân Di trên mặt tuy rằng vẫn là lạnh như băng, nhưng trong lòng nàng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mà đứng tại trên lôi đài giang mạc thiên, hắn sững sờ chỉ chốc lát sau, hắn trong con ngươi lửa giận hiện lên, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại vẫn sống sót. Hơn nữa còn xuất hiện tại âm minh tông. Đứng ở dưới lôi đài giang mạc thiên sư phụ Tống Xuân Mi, ánh mắt của nàng cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Tống Long Thiên cũng chưa từng thấy Diệp Thần Phong, hắn còn không chưa rào cha của mình Tống Hải Vân chết đi, chính là cùng xuất hiện tại trên quảng trường Diệp Thần Phong có quan hệ. Bởi Tống Long Thiên là quảng trường vị trí đầu não địa phương, Tống Xuân Mi là ở dưới lôi đài, người cũng không tiện đi quấy giày Tống Long Thiên. Lại nói, Diệp Thần Phong nếu là tới khiêu chiến Giang Mạc Thiên, như vậy Tống Xuân Mi bây giờ đối đổ đệ của nàng Giang Mạc Thiên phi thường có gì tính? người cũng cảm giác được suốt diệp thần phong mới chỉ là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Tống Xuân Mi muốn để đồ đệ của nàng giải quyết xong Diệp Thần Phong sau đó người tại đem thân phận của Diệp Thần Phong hồi báo cho Tống Long Thiên. Mà vị trí đầu não bên trên, ngoại trừ âm minh tông tông chủ lý bác ngạo nhíu nhíu mày ở ngoài, còn lại hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, linh dược cốc lão tổ đỗ Bắc Nam, tán tu xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân đám người người, Vẻ mặt của bọn họ cũng không có quá nhiều biến hóa. Những người này cũng đều không chưa rào thân phận của Diệp Thần Phong đây. Cho nên, bọn hắn mỗi một người đều như vậy bình tĩnh, bọn hắn một mắt liền hiểu rõ Diệp Thần Phong thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong loại hành vi này quả thực là không tự lượng sức. Thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh trong lúc đó có một cái không cách nào vượt qua khe rãnh. Tại tạo hóa cảnh dưới, thiên mới có thể vượt cấp khiêu chiến, cái này cũng là bình thường sự tình. Mà thần niệm cảnh muốn vượt cấp chiến thắng tạo hóa cảnh cường giả, đây cơ hồ là không ca an nén sự tình. Dù sao thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh trong lúc đó có một cái to lớn danh giới. Vừa muốn lén lút rời đi âm minh tông tả phi bạch cùng ngô lực phàm hai người này, bọn hắn nhìn thấy Diệp thần phong đột nhiên xuất hiện sau đó hai người bọn họ dùng sức rụi rụi con mắt, đang xác định không là ảo giác sau đó ngô lực phàm có phần kích động nói, lão tổ tông. Lão tổ tông làm sao tới âm minh tông? Tả phi bạch sau khi khiếp sợ, hắn mở miệng nói, ngô lực phàm, đây không phải rất rõ ràng ma. Lão tổ tông trăm phần trăm là đến đá quán. Tên kia được Diệp Thần Phong đánh gãy lời nói âm minh tông trưởng lão, trên mặt hắn hiện lên nồng nặc không sảng khoái, hắn nhìn thẳng Diệp Thần Phong, hắn chất vấn, người thật sự muốn khiêu chiến chúng ta thánh tử. Dưới lôi đài tống Xuân mi người đối với người trưởng lão kia nói ra, tiểu tử này cùng Mạc Thiên có phần ân oán, trận luận võ này liền để cho ta tới chủ trì đi. Để tiểu tử này trở thành mạc thiên lên làm thánh tử về sau khối thứ nhất đá mài dao. Người trưởng lão kia thấy Tống Xuân Mi mở miệng, hắn liền đi xuống lôi đài. Tống Xuân Mi âm trầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, người quát lên, các vị ở tại đây bằng hiếu, tiểu tử này cùng chúng ta âm minh tông thánh tử có phần ân oán, xem ra hắn hôm nay là chuẩn bị sẵn sàng đi tìm cái chết. Tiểu tử này là đến từ chính hạ đẳng vị diện người, bị hắn may mắn có thực lực hôm nay, nhưng hạ đẳng vị diện người chung quy chỉ là hạ đẳng vị diện người. Đứng ở trên lôi đài giang mạc thiên, bên trong thân thể của hắn hung khí um tùm, trên mặt hắn hiện lên một vệt cực kỳ âm trầm nụ cười, ngón tay hắn chỉ vào diệp thần phong, quát lên, hạ đẳng vị diện tiểu tử, người ở trong mắt ta chỉ là một con run dế. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, người cũng dám xuất hiện ở đây ngươi quả thực là quá không tự lượng sức, ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Chương 1585, trào phúng không ngừng. Thản nhiên tự nhiên, cái này muốn khiêu chiến Âm Minh Tông thánh tử Giang Mạc Thiên người là tới từ ở hạ đẳng vị diện. Âm Minh Tông trung quanh quảng trường những tông môn khác bên trong đệ tử hoặc là tông chủ, bọn hắn trong con ngươi lập tức hiện lên vẻ khinh thường. Tuy rằng diệp thần phong bây giờ ở bề ngoài thực lực có thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ rồi, bực này thực lực đạt ở ngũ phẩm tông môn, thậm chí là tứ phẩm trong tông môn, tuyệt đối có thể có thể xưng tụng là thiên tài rồi. Thế nhưng, diệp thần phong cái này hạ đẳng vị diện thân phận, cơ hồ khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng, diệp thần phong tuyệt đối là chó ngáp phải ruồi, chính như Tống Xuân Nghi từng nói, hạ đẳng vị diện người chung quy chỉ là hạ đẳng vị diện người mà thôi. Ở đây phần lớn người đều cho rằng Diệp Thần Phong sức chiến đấu tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Quảng trường vị trí đầu não bên trên. Đứng ở âm minh tông tông chủ lý bác ngạo bên cạnh Lâm Hân Di, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nhưng nàng lại không thể đủ lên tiếng khuyên Diệp Thần Phong rời đi, e sợ nếu như người lên tiếng khuyên nói, như vậy sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Vân Tiên Tông thiếu chủ tả phi bạch, lạc nhật đảo thiếu chủ ngô lực phàm, hai người bọn họ đang nhìn đến diệp thần phong sau đó bọn hắn tùy tiện từ trong đám người ép ra ngoài vội vội vàng vàng đi tới diệp thần phong bên cạnh cung kính hô lão tổ tông diệp thần phong không nghĩ tới tả phi bạch cùng ngô lực phàm dĩ nhiên cũng ở nơi đây hắn chỉ là đối hai người này gật gật đầu ánh mắt của hắn trước sau như ngừng lại giang mạc thiên cùng tống xuân mi trên người tả phi bạch cùng ngô lực phàm chỉ là vãn bối mà thôi quảng trường trên thủ vị đại nhân vật cũng cũng không quen biết tả phi bạch cùng ngô lực phàm. Chỉ là hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, linh dược cốc lão tổ đỗ Bắc Nam, tán tu xích hỏa chân nhân, xích viêm chân nhân hòa tống long thiên đám người, bọn hắn phi thường kỳ quái tả phi bạch cùng ngô lực phàm làm sao sẽ xưng hô diệp thần phong vì lão tổ tông. Tả phi bạch cùng ngô lực phàm thực lực đều khóa nhập tạo hóa cảnh tầng thứ. Bất quá, trên thủ vị những này đại nhân vật nhưng vẫn là không có bất kỳ biểu lộ, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong xuất hiện chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tả phi bạch cùng ngô lực cung kính đứng ở Diệp Thần Phong phía sau. Tuy rằng bọn hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong cùng âm minh tông thù, nhưng mà nếu như hôm nay bọn hắn lão tổ tông phải ở chỗ này gây sự, như vậy hai người bọn họ cho dù chết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, bên trong thân thể của hắn sát khí phun trào. Trong mắt đen nhánh dường như không thấy được đáy ngọn nguồn vực sâu vạn trược, tản ra một loại uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Nhớ tới lần thứ nhất cùng Tống Xuân Mi một tia thần niệm gặp mặt, chính là tại thế tục giới chỗ kia đáy biển trong cung điện. Lúc đó Diệp Thần Phong liền Tống Xuân Mi một tia thần niệm cũng không chống đỡ được, được Tống Xuân Mi làm cho gân mạch cùng xương toàn bộ gãy vỡ, mà Lâm Hân Di cũng vào lúc đó được Tống Xuân Mi bắt đi, lần thứ hai cùng Tống Xuân Mi gặp mặt, chính là Tống Xuân Mi vì uy hiếp Lâm Hân Di tu luyện tam tuyệt diệt tình. Lợi dụng sinh tử la bàn, không tiếc tiêu hao 5 năm tu vi, một tia thần niệm lần nữa tìm tới thế tục giới bên trong Diệp Thần Phong. Này lần thứ hai Diệp Thần Phong tại Tống Xuân Mi trước mặt nhưng vẫn là nhược nhỏ đến đáng thương. Này lần thứ hai Tống Xuân Mi đổ đệ Giang Mạc Thiên hình ảnh cũng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, đồng thời đối Diệp Thần Phong là một trận châm chọc khiêu khích tại Giang Mạc Thiên trong mắt Diệp Thần Phong chính là một con hắn tiện tay có thể bóp chết run dế. Lúc đó, Diệp Thần Phong liền lập xuống thệ ngôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn sớm muộn cũng sẽ đem tại Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên trên người bị sỉ nhục, gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Trên thủ vị âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo, hắn từ trên ghế đứng lên, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Diệp Thần Phong. Hôm nay có nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, hắn không nghĩ tới một cái thần niệm cảnh tiểu tử lại dám đi ra làm dối. Lý Bắc ngạo quát lên, tiểu tử, người thật sự muốn khiêu chiến chúng ta âm minh tông thánh tử. Một khi người đạp lên lôi đài, sinh tử bất luận, tỷ võ trong quá trình tử thương là không thể tránh được. Một bộ màu đen thượng trường sam diệp thần phong, ánh mắt của hắn đón nhận Lý Bắc ngạo, hắn bình thản nói ra, nếu như ta không cẩn thận giết chết các người âm minh tông thánh tử, như vậy các người Âm Minh tông cần phải cũng không sẽ truy cứu a. À. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, Lý Bác Ngạo khí sắc mặt đỏ lên. Nhưng làm sao Diệp Thần Phong là đang khiêu chiến phân đoạn xuất hiện, nếu như hắn đối Diệp Thần Phong động thủ. Như vậy hắn sắc trở thành địa huyền giới trò cười. Mà đứng tại Lý Bác Ngạo bên cạnh Lâm Hân Di, người biết mình đứng ra giúp Diệp Thần Phong cầu tình. Chỉ biết trêu đến Lý Bác Ngạo tự mình đối với Diệp Thần Phong động thủ. Lâm Hân Di trong lòng đối Diệp Thần Phong vẫn là có tự tin, dù sao Diệp Thần Phong từng ở thế tục giới đã sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích, còn nữa nếu như hôm nay Diệp Thần Phong có những gì bất ngờ. Như vậy Lâm Hân Di tuyệt đối sẽ không chút do dự bồi tiếp Diệp Thần Phong lên đường. Lý Bắc Ngạo trên người mơ hồ nhấp nhô luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ thật khí thế, hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận, hắn quát lên, được, nếu như người muốn khiêu chiến, như vậy ta ngược lại muốn xem xem dùng ngươi thần niệm cảnh thực lực người phải làm sao chiến thắng tạo hóa cảnh thực lực người người quả thực là tại si nhân nằm mơ đứng ở trên lôi đài giang mạc thiên hắn khi nghe đến tông chủ lời nói sau trên mặt hắn âm trầm nụ cười càng thêm thịnh vượng hắn đối với diệp thần phong quát lên tiểu tử đứng lên lôi đài đến a yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết quá đơn giản bây giờ giang mạc thiên có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực hắn nhớ tới ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa, hắn thấy Diệp Thần Phong chỉ có con đường trốn. Hắn nhớ tới tại lạc nhật đảo thượng, trái tim của hắn cơ hồ bị Diệp Thần Phong cho làm vỡ nát. Giang Mạc Thiên trong lòng tức giận liền thẳng tắp kéo lên, hắn yếu tại Diệp Thần Phong con kiến cỏ này trên người, đem tất cả những thứ này đều đòi lại. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn gión mũi chân, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài đứng ở dưới lôi đài Tống Xuân Mi, người mắt lạnh nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, tiểu tử, người có thể từ dưới các loại vị diện đi tới nơi này, hơn nữa có thể thanh thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, đây quả thật là để cho ta phi thường khiếp sợ. Thế nhưng, hôm nay qua đi, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc, người tại địa huyền giới trong dòng sông lịch sử căn bản không để lại bất kỳ một tia dấu chân. Trung quanh quảng trường tất cả đại tông môn bên trong tông chủ và đệ tử, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thật sự đi lên lôi đài rồi, bọn hắn từng cái cũng châm chọc khiêu khích lên. Dựa vào thần niệm cảnh thực lực liền muốn khiêu chiến tạo hóa cảnh. Lẽ nào hắn không biết thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh trong lúc đó có một cái to lớn khe rãnh sao? Hắn quả thực là tự tìm đường chết. Điều này cũng không có thể quái tiểu tử này, dù sao hắn là tới từ ở hạ đẳng vị diện người, hắn đối với chúng ta mà nói chỉ là một cái nhà quê mà thôi, Thật không biết tên nhà quê này là đi rồi bao nhiêu số chó ngáp phải rồi, hắn mới đưa thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, ta thực lực bây giờ cũng mới thần niệm cảnh tam trọng thiên trung kỳ đây. Trung quanh quảng trường tiếng bàn luận không ngừng, đại đa số đều là chào phúng Diệp Thần Phong, thậm chí rất nhiều người trong giọng nói trả chua chát, một cái hạ đẳng vị diện tiểu tử có thực lực như vậy, này để cho bọn họ có phần không thể nào tiếp thu được rồi. Tại quảng trường trong đám người xích viêm tông lão tổ tằng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu, bọn hắn xích viêm tông có một loại cực hạn thu lại chính mình hơi thở pháp môn, tại đã vận hành lên phương pháp này sau, quảng trường trên thủ vị những đại nhân vật kia cũng đều không có phát hiện tằng quang viễn cùng tiền vinh an. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an nhìn xem trên thủ vị hải thần điện, luyện khí tông, linh dược cốc cùng với tán tu xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người, hai người bọn họ nhận ra những người này, này để hai người bọn họ cảm xúc càng phát ngưng trọng lên. Nếu để cho hai cái này lão đầu biết, Diệp Thần Phong không chỉ có cùng âm minh tông có ân oán, cùng hải thần điện, luyện khí tông, linh dược cốc đều có ân oán lời nói, e sợ hai cái này lão đầu cảm xúc không phải dùng nghiêm nghị. Là có thể hình dung rồi. Hiện tại tàng quang viễn cùng tiền vinh an chỉ có thể cầu nguyện, âm minh tông tốt nhất không nên không nể mặt mũi, đồng thời bọn hắn cũng lo lắng Diệp Thần Phong đến cùng có thể hay không chiến thắng Giang Mạc Thiên. Dù sao Diệp Thần Phong mới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, Giang Mạc Thiên nhưng có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực. Đi lên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn đối chung quanh trào phúng âm thanh mắt điếc tai ngơ, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì thản nhiên tự nhiên biểu lộ. Bạch, một tiếng, Diệp Thần Phong đem sau lưng hắc huyền kiếm cho rút ra, Hắn cái kia tròng mắt đen nhánh trong tràn đầy lãnh đạm, quát lên, "Giang Mạc Thiên, hôm nay người cũng có thể yếu chính thức lên đường." Giang Mạc Thiên trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái màu xanh lam bảo kiếm, mũi kiếm chỉ vào Diệp Thần Phong, khinh thường nói, "Tiểu tử, xem ra ta hẳn là muốn cho người biết rõ biết rõ, giữa chúng ta thực lực chênh lệch rồi." Chương 1586, liên tục đột phá khiếp sợ toàn trường. Tại dưới lôi đài Tống Xuân Mi nói một câu bắt đầu sau. Trên lôi đài Giang Mạc Thiên, tay hắn nắm màu xanh lam bảo kiếm, trên người bắn ra tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, linh khí hướng về dưới bàn chân hội tụ. Dưới bàn chân ánh sáng lóe lên. Giang Mạc Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà phải cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn cẩn thận cảm ứng trong không khí chấn động, hắn khẽ cao mày, ánh mắt như ngừng lại chính mình bên trái địa phương, trong gân mạch linh khí dòng sông điên cuồng thôi thúc, hắc huyền kiếm chắn bên trái. Chen, một tiếng, ánh lửa sáng lên, Giang Mạc Thiên thân ảnh xuất hiện tại diệp thần phong bên trái, trong tay hắn màu xanh lam bảo kiếm bổ chúng hắc huyền kiếm thượng. Diệp thần phong nhất thời cảm thấy nhất cổ trọng lực truyền tới, Tuy nói Giang Mạc Thiên chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ, nhưng về mặt sức mạnh cũng đã mạnh hơn Diệp Thần Phong một bậc. Đương nhiên, Diệp Thần Phong trên người chính là ăn mặc hắc huyền giáp, trong tay cầm hắc huyền kiếm. Nếu như Diệp Thần Phong cởi hắc huyền giáp, hoặc là thả xuống hắc huyền kiếm đối chiến, như vậy sức mạnh của hắn cùng tốc độ không nhất định sẽ thua cho Giang Mạc Thiên, dù sao hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm trọng lượng cùng đối với linh khí áp chế lực, hội theo Diệp Thần Phong thực lực không ngừng tăng lên mà gia tăng. Theo người khác hay là thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh trong lúc đó có một cái khó mà vượt qua khe rãnh. Thế nhưng, tại Diệp Thần Phong trước mặt căn bản không tồn tại cách nói này, chỉ cần hiện tại Diệp Thần Phong thả xuống hắc huyền kiếm tác chiến, như vậy hắn chiến thắng Giang Mạc Thiên tỷ lệ cơ hồ là trăm phần trăm rồi. Nếu như ngay cả hắc huyền giáp đều có thể cởi lời nói, như vậy Diệp Thần Phong trực tiếp có thể miểu sát Giang Mạc Thiên rồi. Bất quá, Hắc Huyền Giáp chỉ có tại thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh sau đó Diệp Thần Phong mới có thể chính mình đem Hắc Huyền Giáp cởi ra. Lần sau, Đoạt Thiên Tạo Hóa đan dược lực trả lưu lại tại Diệp Thần Phong trong cơ thể. Diệp Thần Phong muốn phải mau sớm hấp thu dược lực, hắn chỉ có thể thông qua chiến đấu liên miên rồi. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là chiến đấu đối tượng nhất định muốn cho Diệp Thần Phong một loại áp lực, như vậy mới có thể kích phát dược lực nhanh chóng hấp thu. Cho nên Diệp Thần Phong quyết định trước tiên lợi dụng Giang Mạc Thiên đến tăng lên một ít thực lực, hắn chả không có ý định thi triển Long Tường Cửu Thiên cùng Phượng Hoàng Dương cánh các loại chiêu thức đây. Thịch thịch thịch, tại Diệp Thần Phong hắc huyền kiếm cùng Giang Mạc Thiên màu xanh lam bảo kiếm đụng vào nháy mắt. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân liên tục lui về phía sau ba bước, theo người ngoài lần thứ nhất so chiêu, Giang Mạc Thiên hoàn toàn là chiếm thượng phong. Dưới lôi đài tống Xuân Mi, khóe miệng nàng hiện lên chuyện đương nhiên nụ cười. Mà tả phi bạch cùng ngô lực phàm cùng với trong đám người tầng quang viễn cùng tiền vinh an. Bốn người bọn họ trên mặt mơ hồ hiện lên lo lắng. Về phần trên thủ vị những đại nhân vật kia, bọn hắn trước sau đều là gợn sóng không khỏi, ngoại trừ đứng ở âm minh tông tông chủ bên cạnh lâm hân di. Nàng nhìn thấy Diệp thần phong được giang mạc thiên đẩy lui rồi, trong lòng nàng không có từ trước đến nay căng thẳng. Trên lôi đài Giang Mạc Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong được chính mình đẩy lui sau đó trên mặt hắn vẻ khinh thường càng thêm nồng nặc, hắn lạnh giọng quát lên tiểu tử. Thế nào, hiện tại hẳn phải biết giữa chúng ta tranh lệch đi nha. Người tại ta Giang Mạc Thiên trong mắt, mãi mãi cũng chỉ là một con không ngóc đầu lên được run dế. Cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, trên mặt hắn biểu lộ trước sau không có bất kỳ biến hóa nào, hắn mở miệng nói, người miệng lưới công phu rất lợi hại. Hy vọng thực lực của ngươi cũng là như thế đi. Giang Mạc Thiên đối với Diệp Thần Phong giả vờ chấn định giáng dấp, trong lòng của hắn vô cùng không sảng khoái, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong hiện tại hẳn là yếu hoảng hồn, trong miệng hắn hàm răng cắn chặt, bên trong thân thể hung khí đang không ngừng tràn ra tới. Quát lên, ta ngược lại muốn xem xem là ai tại múa mép khua môi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu. Giang Mạc Thiên trong tay màu xanh lam bảo kiếm một bên, bên trong thân thể của hắn thật khí thế tăng lên tới cực hạn. Uy nghiêm đáng sợ hung khí từ trong thân thể của hắn tán phát ra đến, này làm cho trên thủ vị Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão thần Hạc Giang Vi Vi ngây người, hắn mở miệng nói trời sinh sát thể. Không nghĩ tới Âm Minh Tông ra trời sinh lạnh thể đệ tử bên ngoài, lại vẫn ra một trời sinh sát thể đệ tử. Ngồi ở chủ vị hắn dư đại nhân vật, bọn hắn cũng từng cái ngưng lông mày âm minh tông có trời sinh lạnh thể cùng trời sinh sát thể chống đỡ, tương lai nhất định có thể nâng cao một bước. Mà đối với trên lôi đài tràng tỷ đấu này, những này cái gọi là đại nhân vật, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ở trong mắt bọn họ, giao đấu kết quả đã rất rõ ràng rồi, Diệp Thần Phong nhất định sẽ chết ở Giang Mạc Thiên trong tay. Trên lôi đài Giang Mạc Thiên, trong tay hắn màu xanh lam bảo kiếm, đột nhiên rung động chuyển động, nhất cổ uy nghiêm đáng sợ hung khí đem màu xanh lam bảo kiếm thân kiếm bị lượn quanh ở. Giang Mạc Thiên không chút do so dự hướng về Diệp Thần Phong vung ra một kiếm, diệt sinh mười kiếm. Đệ nhất kiếm, một đạo cử đại màu đen kiếm ảnh ở trong không khí ngưng tụ mà thành. Này đạo cử đại màu đen kiếm ảnh nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bổ tới. Này diệt sinh mười kiếm chính là tống long thiên truyền thụ cho Giang Mạc Thiên, diệt sinh mười kiếm chỉ có trời sinh sát thể người, mới có thể phát huy ra uy lực thật sự đến. Đem diệt sinh 10 kiếm luyện đến mức tận cùng, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 đạo cửa đại màu đen kiếm ảnh đến. Diệp thần phong nhìn xem hướng chính mình bổ tới to lớn màu đen kiếm ảnh, trong không khí che kín vù vù tiếng ma sát. Diệp thần phong không có lựa chọn thi triển bất kỳ chiêu thức, hắn chỉ là đem trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc đã đến cực hạn. Diệp thần phong trong tay hắc huyền kiếm chắn trước mặt chính mình, Hiện tại hắn yêu cầu trong chiến đấu mang đến cho hắn áp lực, hắn cần phải mau sớm hấp thu trong cơ thể Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan dược lực. Ầm, um, một tiếng. Diệp Thần Phong dưới bàn chân tấm gạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Diệp Thần Phong đem Diệt Sinh 10 kiếm đệ nhất kiếm cho cản lại. Bất quá, nắm hắc huyền kiếm tay phải, bởi Diệt Sinh 10 kiếm mang tới áp lực, bàn tay phải của hắn thượng ra thịt hoàn toàn vỡ nứt ra, chỉnh bàn tay trở nên máu me đầm đìa. Trên trán của hắn cũng toát ra đầy mồ hôi hột. Thế nhưng, Diệp Thần Phong trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể lưu lại dược lực đang nhanh chóng bị hắn hấp thu. Giang Mạc Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong đã ngăn được hắn Diệt Sinh 10 kiếm đệ nhất kiếm, hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc, hắn nói ra "Tiểu tử, lấy thực lực của ngươi, ta đã sớm đoán được ngươi có thể chặn loại kém nhất kiếm rồi." "Bất quá, này Diệt Sinh 10 kiếm" ta đã tu luyện đến kiếm thứ năm. Ngu kiếm cùng phát rồi, để ngươi chết tại của ta diệt sinh mười dưới kiếm, vậy cũng là vinh hạnh của ngươi rồi. Diệt sinh mười kiếm, kiếm thứ hai. Lần này ở trong không khí ngưng tụ thành hai đạo cự đại màu đen kiếm ảnh. Diệp thần phong nhưng vẫn là không có thi triển bất kỳ chiêu thức, hắn chỉ dùng hắc huyền kiếm đi chống đối. Trong nháy mắt, Giang Mạc Thiên đã thi triển xong diệt sinh mười kiếm kiếm thứ tư rồi nhưng Diệp Thần Phong nhưng vẫn là đem bốn đạo cự đại màu đen kiếm ảnh cho chống đỡ cản lại. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong quần áo trên người có phần ngổn ngang, hắn nắm hắc huyền kiếm tay phải trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Tiên huyết hoàn toàn đem tay phải của hắn cho bao trùm rồi. Giang Mạc Thiên trên mặt tàn nhẫn nụ cười hiện lên, hắn nói ra tiểu tử, không nghĩ tới người có thể tiếp được ta kiếm thứ tư. Thế nhưng này diệt sinh mười kiếm kiếm thứ năm, người là chắc chắn phải chết rồi. Theo Giang Mạc Thiên Diệp thần phong không hề phản kích, đây là Diệp thần phong căn bản không làm được phản ứng đến. Đương nhiên ở đây những người còn lại cũng cũng cho là như vậy. Trong đám người tầng quang viễn cùng Tiền Vinh An sắp không nhịn được động thủ, nhưng Diệp thần phong đã phân phó yếu khi hắn đưa ra ám chỉ sau. Hai người bọn họ mới có thể đứng ra động thủ. Mà vị trí đầu não bên trên những cái được gọi là đại nhân vật. Bọn hắn đối với cái này chẳng tầng thứ chiến đấu bọn hắn căn bản không làm sao có hứng nổi đến. Đứng ở âm minh tông tông chủ lý bác ngạo bên cạnh Lâm Hân Di, người không nhịn được vi vi cắn môi, của nàng một viên trái tim đều phải nhấc đến cổ họng rồi. Mà chính lúc lúc này, trên lôi đài giang mạc thiên vung ra kiếm thứ năm, diệt sinh người kiếm kiếm thứ năm, ngũ kiếm cùng phát. Năm đạo cự đại màu đen kiếm ảnh trong nháy mắt ở trong không khí ngưng tụ mà thành này năm đạo hắc sắc kiếm ảnh đem Diệp Thần Phong cho bao phủ nghiêm nghiêm thật thật rồi, đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong bổ xuống. Âm, 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 âm. Trên mặt đất tấm gạch nổ tung, bụi đất tung bay. Diệp Thần Phong thân ảnh được bụi bặm giấu chùm lên trong đó, bởi bụi bặm che chắn. Người ở chỗ này không nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh rồi. Chu Vi cảm nhận được vừa vận diệt sinh 10 kiếm kiếm thứ 5 power tất cả đại tông môn đệ tử, trên mặt bọn họ hiện lên khinh thường cùng trào phúng kết quả cũng sớm đã đã chú định tiểu tử này có thể sống qua nhiều như vậy chiêu hắn cũng coi như có mấy phần thực lực cho dù hắn có mấy phần thực lực thì lại làm sao cho là hắn thực lực như vậy người là hắn có thể đủ đến âm minh tông kêu gào sao tàng quang viễn tiền vinh an tả phi bạch ngô lực phàm cùng lâm hân di bọn hắn năm sắc mặt người vi vi kịch biến mà trong bụi đất diệp thần phong ngoại trừ quần áo trên người tổn hại nghiêm trọng trên người cũng nhiều thêm vài đạo sâu thấy được tận xương vết thương ở ngoài cả người hắn ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng trải qua vừa vặn giang mạc thiên không ngừng áp bức diệp thần phong thuận lợi hấp thu trong cơ thể rất nhiều lưu lại dược lực diệp thần phong vừa vặn một mực tại đè lên không cho thực lực lập tức đột phá xuất hiện ở trong người linh khí càng ngày càng nồng đậm hắn đã hoàn toàn áp chế không nổi rồi mà Giang Mạc Thiên nhìn xem trong không khí bụi bặm, hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong đã bị chết. Hắn lạnh lẽo nói ra, người bây giờ hẳn phải biết người chính là một con run dế đi nha. Tại Giang Mạc Thiên rứt tiếng thời khắc. Trong không khí bụi bặm chậm rãi tản đi rồi, cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn lần thứ hai ánh vào ở đây tất cả mọi người trong đôi mắt. Ngoại trừ dáng dấp có phần chật vật ở ngoài, Diệp Thần Phong cũng không có bị trí mạng thương thế nắm hắc huyền kiếm tay phải, tiên huyết che kín tay phải mỗi một tấc da thịt. Giọt máu, một giọt, một giọt rơi vào mặt đất. Diệp thần phong khóe miệng phóng ra một vệt nụ cười, hắn lãnh đạm nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn mạng của ta. Ngươi vẫn đúng là không đủ tư cách. Diệp thần phong không lại áp chế trong cơ thể mãnh liệt như hồng thủy linh khí. Trong cơ thể hắn thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ bình cảnh trong nháy mắt tùng chuyển động, khí thế không ngừng kéo lên, thế như trẻ che khóa nhập ngũ trọng thiên trung kỳ. Nhưng mà, leo lên khí thế chả đang không ngừng dâng lên, dường như đem đề đập sông nát đầu hồng thủy, một lần lại một lần đem bình cảnh cho phá tan. Diệp thần phong khí thế trên người không ngừng phóng lên trời. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Diệp thần phong liền lại khóa nhập ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tiếp lấy, tại một giây sau, Diệp thần phong thực lực lần nữa xông vào ngũ trọng thiên đỉnh phong khi tiến vào thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó diệp thần phong leo lên khí thế này mới chậm rãi bình ổn lại. Mà âm minh tông trên quảng trường người trong nháy mắt được kinh choáng váng, bao quát trên thủ vị những cái được gọi là đại nhân vật. Diệp thần phong tại thừa nhận lấy giang mạc thiên diệt sinh người kiếm kiếm thứ năm. Diệp thần phong không những không chết, thực lực lại còn một lần liên tục đột phá đến thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, trực tiếp vượt qua ba cái tầng thứ chuyện này quả thật để tất cả mọi người tại chỗ có loại cảm giác đang nằm mơ. chương 1587, không thể tả một kích. Thế nào, lẽ nào người chả muốn tiếp tục nữa sao? Chả không chuẩn bị ngoan ngoãn chịu thua. Trên võ đài, Phương Hải đào trên mặt mang rào rạt nụ cười đắc ý, nhưng là của hắn tư thế này hoàn toàn chọc giận dưới lôi đài một đám bay vọt bộ đội thành viên. Phải biết lục thiên nhưng là bay vọt một phần tử, nhưng mà Lục Thiên được như thế sỉ nhục, này không phải là bằng với tại đánh mặt của bọn họ như thế sao? Khuôn mặt được Phương Hải đào đáy giải dẫm lấy, Lục Thiên khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, trong lòng nam nhân tôn nghiêm càng thêm mãnh liệt, lửa giận hừng hực khiến hắn tạm thời đã quên ngực đau đớn, kích phát ra hắn sức mạnh tiềm tàng, hai tay bỗng nhiên bắt được Phương Hải đào chân mắt cá chân, đi lên dùng sức một phen. Hồi sinh công chúa gặp Hoàng Thúc, quý hiếm thị thiếp. Phương Hải Đào được đột nhiên không kịp chuẩn bị nắm lấy mắt cá chân, căn bản không có trước tiên phản ứng lại, đợi đến phản ứng đến đây thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sát theo đó ngửa mặt lên trời hung hăng té xuống đất. Phần lưng một trận đau đớn, phương Hải Đào hai con mắt trở nên một mảnh mù mịt, này đối với hắn mà nói quả thực chính là trời lớn sỉ nhục, Lục Thiên ở trong mắt hắn rõ ràng chính là một con kiến kết quả hắn cũng tại một con nhỏ yếu vô cùng con kiến trước mặt quang ngã ngã nhào một cái đây không phải chuyện cười lớn sao khốn nạn ta không có rảnh chơi với ngươi phương hải đào từ trên mặt đất đứng lên trực tiếp một cước hướng về lục thiên ngực đá tới lục thiên dùng cánh tay chắn nơi ngực thế nhưng tiếc rằng thực lực của hai người cách biệt rất xa lục thiên thân thể được trực tiếp đá bay ra võ đài trong miệng phun suốt một ngụm máu tươi lục thiên ngươi làm sao vậy Phương Hải đào tên khốn kiếp kia quả thực hơi quá đáng. Chu Bình sẽ bị đá xuống lôi đài Lục Thiên từ trên mặt đất đỡ lên. Lục Thiên khóe miệng miễn cưỡng hiện lên một vệt nụ cười, nói ra, lão tử còn chưa chết, món nợ này ta Lục Thiên về sau sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Hỏi kính, không cần chờ sau đó, ta hiện tại liền giúp ngươi đi đòi lại. Diệp thần phong đen nhánh hai con mắt nhìn xem trên võ đài đắc ý Phương Hải Đào, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Thần Phong, ngươi không phải là tại cùng chúng ta đùa dỡn đây này chứ? Ngươi thế nào lại là cái kia con rùa đối thủ? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta xem vẫn là đợi về sau lại tìm cơ hội đi. Chu Bình cũng không nhận ra Diệp Thần Phong sẽ là phương hải đào đối thủ, tuy rằng Diệp Thần Phong tại đã qua một tháng trong khi huấn luyện biểu hiện ra khác hẳn với thường thể lực của con người cùng nghị lực. Đúng, Thần Phong, Chu Bình nói không sai, người cũng không nên cậy mạnh, khẩu khí này ta về sau chính mình hội đòi lại. Được Chu Bình đỡ Lục Thiên vội vã khuyên giải nói. Kế tiếp hai người là ai? Thẳng thắn cùng lên đi. Ta Phương Hải đào hôm nay một người đem ba cuộc tỉ thí kế tiếp rồi, ta xem bay vọt bộ đội toàn bộ là một ít xác rưởi căn bản vô pháp cùng chúng ta mãnh hổ bộ đội so với. Tu La Võ Thần đứng ở trên lôi đài Phương Hải đào khí thế mãnh liệt đã như vậy diệp thần phong cũng không cần đợi được trận thứ ba rồi tung người một cái nhảy lên võ đài phương hải đào người này thật sự là quá kiêu ngạo rồi liền một điểm làm người tố dưỡng đều không có thần phong thực sự là quá vọng động rồi hắn này không phải là mình tìm tai vạ đây này ma chu bình một trận cau mày mặc kệ thắng hay thua thần phong về sau đều là ta lục thiên bạn bè thân thiết chỉ cần hắn mở miệng coi như là lên núi đao xuống chảo dầu cũng không chối từ theo lục thiên diệp thần phong là vì hắn mới đến trên võ đài đi tìm hành hạ, trong khoảng thời gian ngắn cái này to con được diệp thần phong cử động hoàn toàn đánh chuyển động, bất quá diệp thần phong nhưng cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Lâm Trung Hổ, lẽ nào các người bay vọt bộ đội liền thật sự không bỏ ra nổi dáng dấp giống như người? Là một cái như vậy tiểu bạch kiểm có thể thắng chúng ta sóng biển sao? Lý trên trời khinh thường diễu cợt nói, dưới cái nhìn của hắn hôm nay tỷ thí, hắn mãnh hổ bộ đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Nho nhỏ kéo sau tàn nhẫn vô lại. Nhìn thấy Diệp Thần Phong ra sân, Lâm Trung Hổ nhất thời bình tĩnh lại, trong lòng âm thầm cười nói, lý trên trời, người cái quả trứng, sau đó khẳng định cho ngươi mở rộng tầm mắt. Trên võ đài Diệp Thần Phong cùng Phương Hải Đào bốn mắt nhìn nhau, lúc này Phương Hải Đào trên mặt khinh thường càng thêm nồng đậm, từ thân hình thượng trước mắt Diệp Thần Phong còn không bằng lục thiên đây lẽ nào nghe không hiểu lời của ta sao? Ta để còn lại hai cuộc tỉ thí người cùng tiến lên, vậy cũng là ta đối với các ngươi bay vọt bộ đội đặc thù chiếu cố. Phương Hải đào chỉ cao khí ngang nói ra. Diệp thần phong bĩu môi, nghi vấn đạo, như ngươi loại này khiêu lương tiểu sử ở đâu ra tự tin. Ta xem ngươi liền làm người cũng không xứng, đời sau vẫn là an phận đầu thai làm xuất sinh đi. Phương Hải đào nụ cười trên mặt động lại, miệng quát, đã như vậy liền để cho ta tới thật tốt dọn dẹp một chút ngươi, để ngươi biết ai mới là khiêu lương tiểu sử. Ba 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 bành bạch, Phương Hải Đào vừa dứt lời, Diệp Thần Phong thân hình liền xuất hiện tại trước mặt hắn, khiến được đối phương căn bản phản ứng không kịp nữa lại đây, tiếng tát tai vang dội liền ở Phương Hải Đào trên mặt vang vọng ra. Đô thị thiếu soái bùm bùm một trận bạt tai, đánh cho Phương Hải Đào là thất điên bát đảo, một cái hàm răng toàn bộ thoát rơi ở trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Cùng lúc đó Diệp Thần Phong hai quyền hung hăng đập vào phương hải đào ngực, làm cho đối phương hoàn toàn mất đi năng lực công kích. Hệ này loại động tác phát sinh ở trong chớp mắt, dưới lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là không ai từng nghĩ tới hội là kết quả như thế. Một chiêu, liền một chiêu, Phương Hải Đào được giải quyết, hơn nữa liên ti hào năng lực hoàn thủ cũng không có này, đây không phải tại tán róc sao? Liền ngay cả trước đó biết rõ Diệp Thần Phong thân thủ lâm trung hổ đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, hắn vốn cho là Diệp Thần Phong yếu vượt qua phương hải đào tối thiểu yếu 20 chiêu tả hữu ai biết? Ta liền nói ngươi là khiêu lương tiểu sử, ngươi còn cứ không thừa nhận. Lúc này ăn được đau khổ chứ? Xuất hiện đang quyết định yếu nhận thua sao? Phương Hải đào một cái hàm răng được đánh rớt, hơn nữa khuôn mặt sưng cùng đầu heo tựa như, cái nào vẫn có thể mở miệng nói chuyện a à hát. bất quá diệp thần phong muốn chính là cái này hiệu quả. xương cũng vẫn là thật cứng rắn, vậy ta liền chơi với người chơi. ba 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 nói xong diệp thần phong lại tại phương hải đào hai bên trên gương mặt phiến lên bạt tai. lúc này diệp thần phong nắm giữ lực đạo phi thường có chừng mực, chỉ là làm cho đối phương cảm giác được đau rát đau nhức mà thôi. hắn không phải yêu thích sỉ nhục người sao? diệp thần phong liền để hắn nếm thử cảm giác này. Phương Hải đào tại Diệp Thần Phong trước mặt liền một điểm sức đối kháng đều không có, gò má đau rát đau nhức, để trong lòng của hắn lửa giận càng thêm thịnh vượng. Thế nhưng hắn biết mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, trong miệng không ngừng phát ra mơ hồ không rõ chịu thua âm thanh. Ngươi nói cái gì, nói lớn tiếng một điểm, còn không muốn chịu thua. Mãnh hổ bộ đội thành viên quả nhiên đều là kẻ kiên cường a hát. Vậy cũng chỉ có thể oan ức mặt của ngươi rồi. Diệp Thần Phong làm bộ nói ra, bàn tay một lần một lần cùng Phương Hải đào gò má tiếp xúc thân mật. Lâm Trung Hổ, nhanh cho người bộ đội thành viên dừng lại. Lúc này đến phiên Lý trên trời ngồi không yên, nguyên bản vui vẻ ra mặt sắc mặt chuyển biến thành mây đen dày đặc. Lâm Trung Hổ cười ha hả, đem lý trên trời lời mới vừa nói trả lại cho hắn, so đấu nhưng là có minh văn quy định, trừ phi có một phương chịu thua, hoặc là bất tỉnh đi, bằng không tỉ thí không tính là kết thúc. Lẽ nào Lý trên trời huấn luyện viên muốn trái với quy tắc? Ngươi, ngươi Lý trên trời ngươi nửa ngày đều không nói ra được một câu. Lúc này Lâm Trung Hổ là hoàn toàn sướng rồi, Diệp Thần phong cách làm quá đối khẩu vị của hắn rồi, hắn ngược lại muốn xem xem lần này về sau mãnh hổ bộ đội còn dám hung hăng sao. Chương 1588, hấp thu hung khí. Cô động ma nhãn trên võ đài Đầu được Diệp Thần Phong va vào gạch đá bên trong Giang Mạc Thiên, thân thể của hắn không nhúc nhích nằm. Đến giờ phút này rồi, ở đây còn lại tất cả đại tông môn đệ tử, bọn hắn cũng không dám chào phúng Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong triển hiện ra sức chiến đấu để cho bọn họ đều khiếp đảm không ngớt. Diệp Thần Phong bàn tay phải cầm lấy gạch đá bên trong Giang Mạc Thiên đầu, hắn biết Giang Mạc Trời còn chưa có chết, chính lúc Diệp Thần Phong muốn trực tiếp thanh Giang Mạc Thiên đầu bóp nát thời điểm bất ngờ lại xảy ra. Oanh, một tiếng. Từ Giang Mạc Thiên bên trong thân thể đột nhiên đã tuôn ra nhất cổ sát khí ngập trời. Tại sát khí xung kích dưới, Diệp Thần Phong không tự chủ lỏng tay ra, dưới chân hắn bước chân lui về phía sau hai bước. Sau đó, đầu được va vào gạch đá bên trong Giang Mạc Thiên, thân thể của hắn chuyển động, đầu của hắn từ gạch đá bên trong cứng lên, thân thể cũng từ trên võ đài đứng lên. Giờ khắc này chỉ thấy giang mạc thiên trên trán che kín mấy chục đầu vết dạn nứt, từng tia từng tia máu tươi từ vết dạn nứt bên trong không ngừng tràn ra, vừa vặn chỉ cần diệp thần phong lại dùng sức một cái, giang mạc thiên đầu trăm phần trăm hội nổ tung. Từ võ đài đứng lên giang mạc thiên, thân thể hắn hết thảy ra thịt đều bị một tầng màu đen hung khí bao trùm lên rồi. Lấy giang mạc thiên làm trung tâm, màu đen hung khí không ngừng tại hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh, toàn bộ võ đài đều bị màu đen hung khí cho bao phủ lại rồi đang ở màu đen hung khí bên trong diệp thần phong hắn đột nhiên cảm thấy từng trận đâm nhói thân thể cũng đang từ từ tê dại lên diệp thần phong lông mày chăm chú vừa nhíu này màu đen hung khí cũng không bình thường nếu như tại tiếp tục như vậy như vậy cuối cùng thân thể của hắn rất có thể sẽ không có cách nào nhúc nhích diệp thần phong không nghĩ tới giang mạc thiên còn có một chiêu này quảng trường trên thủ vị những cái được gọi là đại nhân vật. Nguyên bản trong lòng bọn họ chính là rồi, Diệp Thần Phong không nhìn thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa khe rãnh, mà cảm thấy khiếp sợ đây. Nhưng Giang Mạc Thiên đột nhiên biến hóa, này để cho bọn họ con người vi vi ngưng lại. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, hắn ngạc nhiên nghi ngờ nói, hung khí ngăn địch. Đây là trời sinh sát thể người từ lúc sinh ra đã mang theo chiêu thức nhưng hung khí ngăn địch cũng không phải dễ dàng như vậy được kích phát đi ra có vài ngày sinh sát thể người thậm chí cả đời đều không thể thi triển hung khí ngăn địch trời sinh sát thể người trong cơ thể hung khí cuồn cuộn không đoạn nhưng bình thường muốn quy mô lớn phóng thích trong cơ thể hung khí đây căn bản là không thể nào chỉ có lĩnh ngộ hung khí ngăn địch trời sinh sát thể người bọn hắn mới có thể quy mô lớn thả ra trong cơ thể hung khí hơn nữa bọn hắn thả ra hung khí đối với kẻ địch có chí mạng tê liệt tác dụng. Hung khí ngăn địch hung khí thậm chí có thể tê liệt mạnh hơn chính mình cái trước đại tầng thứ đối thủ. Hải thần điện nguyên thái thượng trưởng lão con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên, trên mặt hắn mang ý cười, hắn mở miệng nói, không sai. Xem ra là hạ đẳng vị diện tiểu tử kia kích phát rồi Giang Mạc Thiên hung khí ngăn địch một chiêu này. Lĩnh ngộ hung khí ngăn địch sau, Giang Mạc Thiên về sau tiền đồ đem càng thêm quang minh. Tống Long Thiên trong lòng đương nhiên là hy vọng Giang Mạc Thiên càng lợi hại càng tốt, dù sao hắn cho Giang Mạc Thiên ngâm ma sát hóa Long Dịch lại gọi con dối dịch, về sau Giang Mạc Thiên nhất định sẽ trở thành trong tay hắn một cái khôi lỗi. Âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo, trên mặt hắn cuối cùng là lại lộ ra nụ cười đến rồi, xem ra ta tốt phải đa tạ này không biết sống chết tiểu tử, nếu không có tiểu tử này đi ra làm dối, Mạc Thiên cũng không khả năng lĩnh ngộ hung khí ngăn địch một chiêu này rồi mà trên lôi đài diệp thần phong hắn cảm giác mình tứ chi chi giác đang từ từ biến mất rồi lẽ nào hiện tại liền muốn để tàng quang viễn cùng tiền vinh an xuất đến giúp đỡ sao lẽ nào cho tới cuối cùng hắn diệp thần phong liên khu khu một cái giang mạc thiên cũng không giải quyết được chính lúc diệp thần phong trái lo phải nghĩ thời khắc trong đầu hắn vang lên lão hắc giang vận thiên thanh âm người phát cái gì buồn người bây giờ hẳn là cao hứng mới đúng này hung khí đối với ngươi mà nói nhưng là vật đại bổ a hát có lẽ có thể làm cho ngươi tạm thời thức tỉnh ma nhãn còn nhớ lúc trước tu luyện ma thiên quyết lúc ta nói qua với ngươi lời nói sao này ma thiên quyết không những có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực vẫn có thể giúp ngươi ngưng luyện ra ma nhãn chính là ma cũng có đạo ma nhãn vừa ra hủy thiên diệt địa dựa vào phổ thông tu luyện yếu ngưng luyện ra ma nhãn chuyện này sẽ tiêu tốn thời gian rất dài nhưng nếu như ngươi có thể hấp thu rất nhiều hung khí như vậy ngưng luyện ra ma nhãn tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh đương nhiên cho dù hiện tại ngươi có thể ngưng luyện ra ma nhãn cũng chỉ là trụ cột nhất địa ngục ma nhãn mà thôi chỉ cần ngươi vận chuyển ma thiên quyết ngươi là có thể thuận lợi hấp thu nơi này hung khí rồi thật là một đang ở trong phúc không biết phúc tiểu tử khi nghe đến lão hắc giang vận thiên lời nói sau diệp thần phong ngoại trừ mừng rỡ ở ngoài trong lòng của hắn còn có một loại xúc động mà chửi thề, lão hắc trước đó căn bản không có từng nói với hắn chuyện này. Diệp thần phong chỉ biết là thần huyết quyết có thể chuyển hóa thần huyết, mà ma thiên quyết có thể cô động ma nhãn. Nếu hung khí chính là vật đại bổ, như vậy diệp thần phong trong lòng lo lắng nhất thời quét một cái sạch sành xanh. Trên võ đài được tràn đầy màu đen hung khí cho bao phủ lại rồi, thân tại chính mình thả ra hung khí bên trong giang mạc tiên, hắn nhìn xem diệp thần phong hắn quát lên, tiểu tử, hiện tại có phải không làm thoải mái? Ta còn cần cảm ơn ngươi đâu, may mắn mà có ngươi, mới khiến cho ta lĩnh ngộ hung khí ngăn địch. Từ giang mạc thiên bên trong thân thể phóng thích ra hung khí càng ngày càng nồng đậm, tuy rằng hung khí đang không ngừng thả ra ngoài, thế nhưng hung khí chỉ là bao phủ ở trên lôi đài, mà dưới lôi đài không có ảnh hưởng chút nào. Dưới lôi đài tống xuân mi, người trong con ngươi nghiêm nghị biến mất rồi, người hết sức hài lòng nhìn xem chính mình đồ đệ. Giang Mạc Thiên trong cổ họng thanh âm trở nên âm u mấy phần, run dế, người con kiến cỏ này, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Giang Mạc Thiên từng bước từng bước hướng về Diệp Thần Phong đi tới, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong giờ khác này cũng đã không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần Phong nhìn xem không ngừng tới gần Giang Mạc Thiên, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nắm chắc phần thắng nụ cười. Trong cơ thể Ma Thiên Quyết công pháp trong nháy mắt vận chuyển, Vân Đạm Phong khinh nói ra, "Là ta hẳn là phải cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi hung khí ta muốn rồi." Tại Giang Mạc Thiên còn chưa rõ Diệp Thần Phong trong lời nói ý tứ lúc. Kèm theo Diệp Thần Phong trong cơ thể Ma Thiên Quyết vận chuyển, trên lôi đài hung khí đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Diệp Thần Phong hai con mắt biến thành đen tuyền, phảng phất là hai cái động không đáy bình thường bao phủ lại lôi đài hung khí cuồng tràn vào diệp thần phong hai con mắt màu đen bên trong hai con tinh khiết con mắt màu đen hấp thu sát khí tốc độ cực cực kỳ nhanh chỉ là thời gian ba hơi thở trên lôi đài hung khí toàn bộ được diệp thần phong con mắt màu đen hấp thu xong mà diệp thần phong tinh khiết con mắt màu đen thật giống còn chưa từng có nghiện theo hai con tinh khiết con mắt màu đen nhìn xem giang mạc thiên Giang Mạc Thiên trong cơ thể hung khí đang không ngừng bị tinh khiết con mắt màu đen rút ra đi ra, sau đó hấp thu đi. Tại Diệp Thần Phong con mắt màu đen đem trên lôi đài hung khí hấp thu cho tới khi nào xong, Giang Mạc Thiên chả chưa kịp phản ứng, thẳng đến con mắt màu đen tại rút ra trong cơ thể hắn hung khí rồi, hắn mới mãnh liệt hồi phục thần trí. Được không ngừng rút ra sát khí Giang Mạc Thiên, thân thể của hắn dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong hai con tinh khiết con mắt màu đen không ngừng rút ra cùng hấp thu hung khí. Giang Mạc Thiên trong cơ thể hung khí cuồn cuộn không đoạn được rồi tiến vào Diệp Thần Phong hai con tinh khiết con mắt màu đen bên trong. Mà Giang Mạc Thiên sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Không, không, ngươi dừng tay cho ta. Giang Mạc Thiên trong cổ họng khàn giọng quát. Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến Giang Mạc Ý của trời lại qua năm cái hô hấp sau giang mạc thiên trên người không cảm giác được bất kỳ một tia hung khí rồi theo lý tới nói hắn chính là trời sinh sát thể trong cơ thể hắn hung khí là cuồn cuộn không đoạn nhưng hắn trời sinh sát thể hung khí lại bị diệp thần phong ánh mắt cho mạnh mẽ rút khô có thể nói giang mạc thiên trời sinh sát thể là phế bỏ không có sát khí thân thể vẫn có thể xưng là trời sinh sát thể sao Giang Mạc Thiên trời sinh sát thể là bị Diệp Thần Phong ánh mắt cho hủy diệt. Tại không có hung khí hấp thu sau đó Diệp Thần Phong hai con tinh khiết con mắt màu đen lần nữa khôi phục bình thường màu sắc, trong đầu hắn lão hát Giang Vận Thiên thanh âm lại vang lên, tiểu tử, những sát khí này căn bản không đủ khiến cho người chân chính thức tỉnh cấp thấp nhất địa ngục ma nhãn, chỉ có thể tạm thời cho người thức tỉnh địa ngục ma nhãn thời gian 10 hơi thở. Dùng ngươi bây giờ có thể tạm thời thức tỉnh 10 cái hô hấp địa ngục ma nhãn, người hẳn có thể ảnh hưởng đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, muốn thi triển tạm thời thức tỉnh địa ngục ma nhãn, người cũng chỉ yếu vận chuyển ma thiên quyết là được rồi. Diệp thần phong không nghĩ tới hấp thu nhiều như vậy hung khí, lúc này mới chỉ có thể tạm thời thức tỉnh địa ngục ma nhãn 10 cái hô hấp. Chuyện này quả thật quá xả đạm. Bất quá, đất này ngục ma mắt có thể ảnh hưởng đến tạo hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, điểm này thật ra khiến Diệp thần phong khá là hài lòng. Diệp thần phong nhìn xem có quáp ngồi ở trên mặt đất giang mạc thiên, hắn vô sỉ thầm nghĩ, thật là một đồ vô dụng, còn nói là cái gì trời sinh sát thể đâu này. Bên trong thân thể liền điểm sát khí này, còn có mặt mũi kêu trời sinh sát thể. chương 1589, nói chẳng khác gì là đánh giám. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Giang Mạc Thiên nhưng là đường đường trời sinh sát thể, đồng thời lĩnh ngộ hung khí ngăn địch tuy rằng giang mạc thiên chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực thế nhưng hắn thả ra hung khí coi như là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cao thủ được bao phủ ở bên trong thân thể cũng sẽ từ từ hoàn toàn mất đi chi giác nhưng diệp thần phong chỉ là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực hắn không chỉ thanh bao phủ lại lôi đài hung khí toàn bộ hấp thu trả thanh giang mạc thiên trong cơ thể hung khí cũng rút khô giang mạc thiên trời sinh sát thể được diệp thần phong là hoàn toàn phá hủy Quảng trường trên thủ vị những cái được gọi là đại nhân vật, trên mặt bọn họ biểu lộ cực kỳ âm tình bất định. Đặc biệt là Âm Minh Tông tông chủ Lý Bắc Ngạo, Hải Thần Điện nguyên thái thượng trưởng lão con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ là phi thường khó coi. Giang Mạc Thiên lấy tư cách Âm Minh Tông thiên tài, hắn tại Lý Bắc Ngạo trong lòng có địa vị trọng yếu. Mà ở Tống Long Thiên trong mắt, Giang Mạc Thiên chính là hắn về sau con rối, lấy Giang Mạc Thiên trời sinh sát thể sau này chả có thể trở thành hắn tống long thiên tay trái tay phải cánh tay nhưng tất cả những thứ này đều bị diệp thần phong làm hỏng tuy rằng giang mạc thiên thực lực vẫn còn chỉ là trời sinh sát thể bị hủy rồi nhưng là không có trời sinh sát thể giang mạc thiên hắn sau này tại trên con đường tu luyện căn bản vô pháp đạt được thành tựu quá lớn tại tất cả mọi người rơi vào ngắn ngủi trong khiếp sợ lúc co quắp ngồi dưới đất giang mạc thiên sắc mặt hắn trắng bệch hắn nhìn xem phía trước mặt cách đó không xa Diệp Thần Phong, trên mặt hắn biểu lộ giữ tợn vặn vẹo lên. Hôm nay sinh sát thể chính là Giang Mạc Thiên quật khởi dựa vào, như hôm nay sinh sát thể được Diệp Thần Phong phá hủy, này làm cho Giang Mạc Thiên làm sao có thể tiếp nhận. Giang Mạc Thiên bên trong thân thể tức giận tuôn ra, hắn tuyệt đối muốn tự tay giết Diệp Thần Phong. Hắn muốn tự tay bóp chết Diệp Thần Phong con kiến cỏ này. Giang Mạc Thiên trong con người đột nhiên tinh quang lóe lên co quắp ngồi dưới đất giang mạc thiên, trong cơ thể hắn vẫn cứ duy trì tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, hắn điên cuồng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, thân thể đột nhiên bay lên trời, cả người đứng ở trên bầu trời. Thần niệm cảnh người chả không cách nào ở trên bầu trời phi hành, chỉ có thực lực đã tới tạo hóa cảnh sau, mới có ngự không năng lực phi hành, cái này cũng là thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa trong đó một cái khác biệt. Đứng lập ở trên bầu trời Giang Mạc Thiên, hắn mắt nhìn xuống dưới đáy Diệp Thần Phong, hắn vừa vặn vẫn muốn tự tay dần vặt Diệp Thần Phong, hắn đã quên một cái căn bản nhất sự tình rồi, Diệp Thần Phong mới thần niệm cảnh thực lực, Diệp Thần Phong căn bản không thể đủ phi hành. Chỉ cần hắn tại trên bầu trời đối Diệp Thần Phong công kích, Diệp Thần Phong còn sẽ có sức đánh trả sao. Giang Mạc Thiên tại mấy ngày gần đây bên trong mới đột phá đến tạo hóa cảnh, hắn ngự không năng lực phi hành rõ ràng còn không thuần thục, thân thể tại trên bầu trời tốc độ phi hành phi thường chầm chậm. Bất quá, theo Giang Mạc Thiên này đã đủ rồi. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem dưới đáy Diệp Thần Phong, hắn chợt quát lên, người con kiến cỏ này, có bản lĩnh người tới công kích ta a. À? Người mới thần niệm cảnh thực lực, người có thể bay trên trời sao? Tiếp đó, người sắp trở thành cái thất gỗ thượng thịt cá mặc ta làm thịt. Giang Mạc Thiên lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, trên quảng trường nhất thời một trận ồ lên, dưới lôi đài tống xuân my trong lòng nàng âm thầm thở dài bây giờ giang mạc thiên trời sinh sát thể bị hủy cho dù giang mạc thiên vẫn có thể giết chết diệp thần phong này theo tống xuân my cũng quá uổng phí rồi nói cách khác thi triển bay trên trời giang mạc thiên tại tống xuân my trong mắt giang mạc thiên lần này là nhất định có thể giải quyết diệp thần phong rồi mà quảng trường trên thủ vị những cái được gọi là đại nhân vật bọn hắn cũng từng cái giao động cái đầu bọn họ là đang đáng tiếc thật tốt một trời sinh sát thể bị hủy rồi. Đương nhiên ở trong lòng bọn họ cũng cho rằng, lần này Diệp Thần Phong chỉ có thể mặc cho Giang Mạc Thiên làm thịt. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang bình thản nói ra, tiểu tử kia lại có thể hấp thu hung khí, trên người hắn khẳng định có bí bảo. Ngược lại, thần Hạc Giang lại nhìn xem Lý Bắc Ngạo, nói ra, Lý Tông Chủ. Tiểu tử này không vội trực tiếp giết chết. Linh dược cốc lão tổ đỗ Bắc Năm, hắn cũng nhớ kỹ vừa vặn diệp thần phong liên tục đột phá thực lực sự tình đây dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong tuyệt đối là phục dụng tứ phẩm trở lên đan dược hắn tự nhiên cũng không muốn diệp thần phong trực tiếp được giang mạc thiên giết chết rồi thế là đỗ bắc năm cũng gật gật đầu nói ra lý tông chủ tiểu tử này có thể sống nắm chậm rãi lại dằn vặt ma nghe vậy âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo hắn nhìn lên bầu trời bên trong cơ hồ bị phẫn nộ tràn ngập giang mạc thiên hắn thở ra một hơi, nói ra, Mạc Thiên, dù như thế nào, trước tiên lưu tiểu tử này một hơi. Đứng ở Lý Bắc Ngạo bên cạnh Lâm Hân Di, người đồng dạng biết thần niệm cảnh người là không thể đủ bay trên trời, lúc này người chồng mắt lạnh như băng bên trong hiện lên điểm một chút vẻ lo âu. Mà quảng trường trong đám người tầng quang viễn cùng tiền vinh an, cùng với dưới lôi đài tả phi bạch cùng ngô lực phàm, bốn người bọn họ thần kinh cũng lúc nào cũng căng thẳng. Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên cuộc chiến đấu này thật sự là quá biến đổi bất ngờ rồi. Thân thể đứng ở trên bầu trời Giang Mạc Thiên, hắn hiện tại hận không thể đem Diệp Thần Phong chặt thành thịt nát, nhưng hắn lại không thể đủ cãi lời lý bác ngạo lời nói, bây giờ hắn đã mất đi trời sinh sát thể, như vậy hắn về sau chả có thể đạt được hay không tống Long Thiên chống đỡ. Các loại một loạt hậu quả tại Giang Mạc Thiên trong đầu chợt lóe lên, này làm cho hắn đối Diệp Thần Phong phẫn nộ là thẳng tắp dâng lên, hai tay hắn nhanh nắm thành quyền đầu, cúi nhìn xem dưới đáy Diệp Thần Phong, hắn băng quát lạnh, run dế, vận khí của ngươi rất tốt, ngươi nên yếu cảm giác cảm ơn chúng ta tông chủ đối với ngươi nhân từ. Đứng ở trên lôi đài Diệp Thần Phong, đang hấp thu giang mạc thiên hung khí sau, chủ cột nhất địa ngục ma nhãn chỉ có thể thức tỉnh 10 cái hô hấp, xem ra sau này hắn phải nhiều hấp thụ nhiều hung khí đến cô động ma nhãn. Diệp Thần Phong nhìn lên bầu trời bên trong giang mạc thiên, người ở chỗ này cũng không biết diệp thần phong biết phi hành chiến kỹ linh khí vũ dực dù sao diệp thần phong trước đó không có tại công chúng dưới tình huống từng dùng tới linh khí vũ dực diệp thần phong trên mặt phong đạm vân khinh biểu lộ không có thay đổi hắn lãnh đạm nói ta không thích ngẩng đầu xem người khác hơn nữa ngươi cũng không có tư cách để cho ta ngẩng đầu nhìn ngươi giữa bầu trời giang mạc thiên nghe vậy trong cổ họng hắn phát ra cười lạnh một tiếng quát lên ngươi con kiến cỏ này ngươi lẽ nào không nhìn ra tình thế bây giờ sao? Bằng ngươi thần niệm cảnh thực lực, ngươi có thể bay trên trời sao? Công kích của ngươi đánh cho đến ta sao? Ngươi quả thực ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được rồi. Diệp thần phong tiện tay đem cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm rút ra, lạnh lùng nói ra kẻ ngu xuẩn hẳn là ngươi mới đúng. Ha ha ha! Giữa bầu trời giang mạc thiên trong cổ họng lại là một trận cười gần, nhưng hắn cười đáp một nửa, trong cổ họng hắn tiếng cười đột nhiên im bặt đi. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở trên lôi đài diệp thần phong, trong cơ thể hắn linh khí nhanh chóng hướng về sau lưng tập trung. Hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực từ diệp thần phong sau lưng mở rộng ra. Sử dụng tới linh khí vũ rực diệp thần phong, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về giữa bầu trời sông đi. Diệp thần phong thanh linh khí vũ rực vận dụng phi thường thuần thục, mà giang mạc thiên đối bay trên trời lại cực kỳ không thuần thục. Ở trên bầu trời cùng Diệp Thần Phong chiến đấu, Giang Mạc Thiên quả thực là tự tìm đường chết. Giang Mạc Thiên nhìn xem hướng chính mình xông lên Diệp Thần Phong, con mắt của hắn trợn lên giường như đèn lồng, cả người hắn hoàn toàn choáng váng, trong miệng tự nói, không thể, đây tuyệt đối không thể. Mà ở Diệp Thần Phong thi triển linh khí vũ dực thời điểm. Tất cả mọi người tại chỗ lại một lần nữa được Diệp Thần Phong cho chấn kinh rồi, quảng trường trên thủ vị những đại nhân vật kia, bọn hắn không hẹn mà cùng bật thốt lên phi hành chiến kỹ. Trên đất huyền giới phi hành chiến kỹ là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí đã là thất truyền rồi, những này đại nhân vật cũng thất thố như thế, này là chuyện cực kỳ bình thường tình. Ngoài sàn đấu tống Xuân mi người đang nhìn đến Diệp Thần Phong không ngừng áp sát đồ đệ của nàng Giang Mạc kiên người cái thứ nhất tỉnh táo lại, trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, bóng người đồng dạng hướng về giữa bầu trời phóng đi. Tống Xuân Mi thực lực tốt xấu cũng có tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong đây. Tốc độ của nàng còn nhanh hơn Diệp Thần Phong thượng rất nhiều. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng chú ý tới Tống Xuân Mi cử động, mà Giang Mạc Thiên cũng tỉnh táo lại rồi, hắn muốn né tránh Diệp Thần Phong công kích. Diệp Thần Phong biết mình là không kịp giết chết Giang Mạc Thiên rồi, mắt thấy Tống Xuân Mi đã đến trước mặt, bén nhọn một trưởng hướng về Diệp Thần Phong đập đi qua. Diệp Thần Phong thân thể một bên, hắn một kiếm chỉ có thể đâm về Giang Mạc Thiên trên đan điền rồi. Ngươi dám, ngươi dừng tay cho ta. Tống Xuân Mi tức giận quát bảo ngưng lại đạo nhưng Diệp Thần Phong căn bản đối Tống Xuân Mi tiếng hét thất thanh chẳng quan tâm. Xì xì, một tiếng. Giang Mạc Thiên đan điền trực tiếp được Diệp Thần Phong phế ngay lập tức. Giang Mạc Thiên một thân thực lực trong nháy mắt tán không còn chút nào. Tống Xuân Mi thấy thế, người tựa như phát điên muốn đối Diệp Thần Phong công kích. Nhưng, Diệp Thần Phong bóng người lui nhanh, mà Giang Mạc Thiên tại hoàn toàn bị phế bỏ sau đó thân thể của hắn hướng xuống đất thượng nhanh chóng rơi xuống. Tống Xuân Mi cuối cùng chỉ có thể từ bỏ công kích Diệp Thần Phong rồi, người nhanh chóng bắt được Giang Mạc Thiên thân thể. Lúc này, Diệp Thần Phong cũng vững vàng một lần nữa đứng ở trên lôi đài. Diệp Thần Phong biết hôm nay mang đi Lâm Hân Di mới là chuyện quan trọng nhất, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Âm Minh Tông tông chủ Lý Bắc Ngạo đúng mực quát chàng tỷ đấu này hẳn là là ta thắng chứ các ngươi âm minh tông phải hay không phải đáp ứng ta một yêu cầu ta nghĩ các ngươi âm minh tông theo như lời nói hẳn là sẽ không chẳng khác gì là đánh giám chứ diệp thần phong thanh âm hùng hậu thậm chí chấn động đến mức ở đây có phần thực lực thấp kém người màng tai đâm nhói đứng ở lý bắc ngạo bên cạnh lâm hân di nàng nhìn thấy diệp thần phong hồn nhiên không sợ dáng dấp người phương tâm rung động người biết Diệp Thần Phong hôm nay làm tất cả cũng là vì người. Theo lý tới nói, tu luyện Tam Tuyệt Diệt Tình Lâm Hân Di, tâm tình của nàng không có quá sóng lớn chuyển động, hẳn là cả ngày đều là khối băng trạng thái, nhưng thời khắc này, trong lòng nàng lại nảy sinh một niềm hạnh phúc, một loại không thể ngôn ngữ hạnh phúc. Bởi vì đứng ở trên lôi đài người đàn ông kia là vì người mà đến. Tại thế tục giới thời điểm, Diệp Thần Phong cũng không có tiếp nhận Lâm Hân Di yêu bây giờ Diệp Thần Phong tự mình làm người mà đến, không quan tâm sinh mệnh. Trong giây lát này, Lâm Hân Di cắn chặt lấy môi, viên mắt ướt át, người trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt rồi. Trên mặt lạnh lẽo biểu lộ cũng không còn cách nào giữ vững. chương 1590, không ngừng biến hóa tình thế. Diệp Thần Phong thanh âm tại trên quảng trường vang vọng, phần trăm. Ở đây ai cũng không có chú ý tới đã lệ rơi đầy mặt Lâm Hân Di, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Trong đám người xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu, bọn họ là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mà vân tiên tông thiếu chủ tả phi bạch cùng lạc nhật đảo thiếu chủ ngô lực phàm, hai người bọn họ khuôn mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tống Xuân Mi đỡ giang mạc thiên đã rơi vào dưới lôi đài. Tống Xuân Mi bà lão này, trên mặt nàng che kín mây đen, Nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt đằng đằng sát khí. Được Tống Xuân Mi đỡ Giang Mặc Thiên, trên mặt hắn tái nhợt không có một tia màu máu, đan điền trực tiếp được Diệp Thần Phong đâm thủng, hắn khổ sở tu luyện một thân thực lực, hoàn toàn trôi theo nước chảy rồi. Từ giờ khắc này, Giang Mặc Thiên hoàn toàn biến thành không có một người một tia thực lực người bình thường, hai con mắt của hắn cực kỳ chỗ trống, cả người ngây người như phỗng. Mà quảng trường trên thủ vị những đại nhân vật kia được Diệp Thần Phong chất vấn âm minh tông tông chủ lý bác ngạo, hắn cơ hồ bị Diệp Thần Phong tức đến muốn phun máu ra rồi, căng thẳng cơ thể hơi có chút run rẩy hắn đang cực lực chịu đựng trong lòng bốc hơi lửa giận. Mà hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, linh dược cốc lão tổ đỗ bắc nam, tông chủ nam hạo sinh, tán tu xích hỏa chân nhân, xích viêm chân nhân hỏa tống long thiên đám người. Những người này cũng không khỏi khẽ cao mày, ánh mắt của bọn họ đều như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Nguyên bản Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên chiến đấu, những này cái gọi là đại nhân vật, bọn hắn cho rằng Giang Mạc Thiên có thể nhẹ nhõm giải quyết Diệp Thần Phong. Mà kết quả đây, Diệp Thần Phong thực lực trực tiếp đột phá ba cái tầng thứ. Cực kỳ nhẹ nhõm liền đem Giang Mạc Thiên đánh ngã xuống đất. Sau đó, bất ngờ xảy ra, Giang Mạc Thiên lĩnh ngộ hung khí ngăn địch. Lúc này, những này đại nhân vật cho rằng Diệp Thần Phong không thể lại có thêm năng lực phản kháng rồi. Nhưng kết quả đây, Diệp Thần Phong không chỉ đem hung khí hấp thu, còn đem Giang Mạc Thiên trong cơ thể hung khí cho rút khô, thanh Giang Mạc Thiên trời sinh sát thể là hoàn toàn phá hủy. Cuối cùng, Giang Mạc Thiên nghĩ tới bị hắn bỏ qua bay trên trời. Tại Giang Mạc Thiên sử dụng tới bay trên trời sau, những này cái gọi là đại nhân vật lại một lần nữa cho rằng chàng tỷ đấu này Giang Mạc Thiên là tất thắng rồi. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại một lần nữa để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Diệp Thần Phong rõ ràng thi triển ra cực kỳ hiếm thấy phi hành chiến kỹ, trực tiếp thanh Giang Mạc Thiên đan điền cho đâm rách, để Giang Mạc Thiên hoàn toàn biến thành một kẻ tàn phế. Những này cái gọi là đại nhân vật một lần lại một lần đã đoán sai kết quả. Này để cho bọn họ đối Diệp Thần Phong có một loại bản năng căm ghét. Diệp thần phong đối ở ánh mắt chung quanh không để ý chút nào, ánh mắt của hắn nhìn hướng Lâm Hân Di, nói ra, Hân Di, ta đến mang ngươi rời khỏi. Diệp thần phong thanh âm phá vỡ hiện trường vắng lặng. Tất cả mọi người theo Diệp thần phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Hân Di. Khi bọn họ nhìn thấy viền mắt ướt át, trên gương mặt vệt nước mắt còn chưa khô Lâm Hân Di lúc, chỉ cần không phải người ngu xuẩn, bọn hắn đều có thể đoán được Diệp thần phong cùng Lâm Hân Di quan hệ không bình thường. Lâm Hân Di trong lòng nhắc lên ngập trời sóng lớn, người cũng không nhịn được nữa chính mình đối Diệp Thần Phong tư niệm rồi, người muốn lập tức nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn âm minh tông tông chủ Lý Bắc Ngạo một mắt, nàng liền hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Lý Bắc Ngạo thấy thế, hắn thật có loại nộ khí công tâm cảm giác. Tại Lâm Hân Di vừa vặn bước ra năm bước, Lý Bắc Ngạo tay phải khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa phung một cái từ ngón tay của hắn bên trong bay ra tam đạo linh khí, này tam đạo linh khí vừa vặn chui vào lâm hân di trên người ba cái huyệt vị bên trong. Lâm hân di trên người ba cái huyệt vị bị phong bế. Người dưới chân bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Trên võ đài cầm trong tay hắc huyền kiếm diệp thần phong, hắn lần nữa mở miệng nói, làm sao? Lẽ nào các người âm minh tông nói chẳng khác nào là đánh giám sao? chàng tỷ đấu này ta thắng, ta muốn dẫn nàng đi, đây chính là ta yêu cầu. Diệp thần phong tay chỉ lâm hân di, tiếp tục nói, lúc trước vị bằng hữu kia của ta là bị các người âm minh tông chụp tới, hiện tại ta muốn mang đi người hẳn là cũng là chuyện đương nhiên a. À. Lại nói ta nhưng là thắng các người âm minh tông thánh tử. Âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo, hắn trên gương mặt cơ bắp một trận co giật, thánh tử Giang Mạc Thiên được Diệp Thần Phong phế ngay lập tức, bây giờ Diệp Thần Phong lại muốn dẫn đi Lâm Hân Di, này Lâm Hân Di nhưng là âm minh tông hy vọng a hát. Có một chút để lý bác ngạo vô cùng nghi hoặc, Lâm Hân Di không phải tu luyện tam tuyệt diệt tình đấy sao? Theo lý tới nói, Lâm Hân Di hẳn là phải biến đổi đến mức máu lạnh vô tình. Tam tuyệt diệt tình, diệt thân tình, diệt ái tình cùng diệt tình bạn. Xem ra Diệp Thần Phong chính là Lâm Hân Di trong lòng không bỏ xuống được người. Lý Bắc Ngạo biết nhất định phải đem Diệp Thần Phong giết, tương lai Lâm Hân Di tại tam tuyệt diệt tình thượng mới có thể đạt được thành tựu. Xem ra các người âm minh tông thực sự là không biết xấu hổ ra. Đùng, đùng, đùng. Diệp Thần Phong vỗ tay đến, đây là hắn cho Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An ám hiệu. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An khi nghe đến ám hiệu sau, bọn hắn không lại giấu giếm hơi thở của mình rồi, niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cùng đỉnh phong khí thế, bỗng nhiên từ hai cái này lão đầu trong cơ thể phóng thích mà ra. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an thản nhiên từ trong đám người đi ra, hai người bọn họ kiên quyết không rời đứng ở diệp thần phong hai bên. Này tàng quang viễn cùng tiền vinh an xuất hiện, này để người ở chỗ này hơi sững sờ. Mà tả phi bạch cùng mô lực doanh phàm thì là nắm đấm nắm chặt, bọn hắn biết lần này bọn hắn lão tổ tông đến có chuẩn bị được rồi. Tàng quang viễn ánh mắt không lành nhìn chằm chằm lý bắc ngạo, quát lên, Lý Tông Chủ, ta nghĩ các người âm minh tông hẳn là sẽ không nói không giữ lời chứ. Tiền Vinh An cũng hử lạnh nói, âm minh tông tốt nhất không cần làm ra những kia không biết xấu hổ ra sự tình đến. Lý Bắc Ngạo đã từng ngược lại cũng đúng là gặp Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An một lần, hắn không nghĩ tới xích viêm tông hai vị lão tổ dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là đứng ở diệp thần phong phía bên kia này làm cho Lý Bác Ngạo cảm giác trong cổ họng phẳng phất thẻ một cái xương cá, khó chịu cực kỳ. Mà trên thủ vị những người còn lại, bọn hắn cũng đều là nhận ra tàng quang viễn cùng tiền vinh an, hôm nay dù sao cũng là âm minh tông sự tình, hơn nữa diệp thần phong xác thực có lý trước, bọn hắn thật cũng không tốt nói thêm cái gì. Đang lúc này, đỡ giang mạc thiên tống Xuân mi người biết còn tiếp tục như vậy, diệp thần phong nhất định có thể mang theo lâm hân di an toàn rời khỏi. Tống Xuân Mi lập tức đỡ Giang Mạc Thiên đi tới vị trí đầu não thần hạc Giang cùng Tống Long Thiên trước mặt, người lập tức nói ra hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân chết đi cùng này Diệp Thần Phong có quan hệ. Đồng thời Tống Xuân Mi trả nói ra tả phi bạch cùng ngô lực phàm thân phận. Nguyên bản Tống Xuân Mi dự định tại Giang Mạc Thiên giải quyết xong Diệp Thần Phong sau đó người trở lại bẩm báo chuyện này, nhưng ai biết kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tống Hải Vân chính là phụ thân của Tống Long Thiên, hắn khi biết cha mình chết đi cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, cùng với tả phi bạch cùng ngô lực phàm thân phận sau, miệng hắn bên trong trong nháy mắt cắn chặt hàm răng. Một bên thần Hạc Giang cũng nghe được Tống Xuân Mi chỗ nói tất cả, tuy rằng hắn và một người khác thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân không hợp nhau, thế nhưng nội đấu về nội đấu, tại tông môn gặp phải phiền toái thời điểm, bọn hắn chả là biết một gây nên đối ngoại. Thần Hạc Giang trong lòng phải không muốn Tống Hải Vân chết, dù sao Tống Hải Vân chết rồi, này làm cho hải thần điện thực lực giảm xuống không ít. Thần Hạc Giang ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, giọng nói chuyện trong tràn đầy uy thế, hắn chất vấn, người cùng chúng ta hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân chết đi có quan hệ. Như vậy hôm nay nơi này chính là người táng sinh đất. Tống Long Thiên trong con người sát ý không hề che giấu chút nào, hắn quát lên, tiểu tử, Tống Hải Vân chính là là cha của ta, hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi âm minh tông rồi thần hạc giang cùng tống long thiên cũng không phải nguyện ý đối tả phi bạch cùng ngô lực phàm động thủ bây giờ bọn hắn hải thần điện mất đi một tên thái thượng trưởng lão thế lực lớn làm giảm xuống mà vân tiên tông cùng lạc nhật đảo cũng đều là tam phẩm tông môn nếu như tả phi bạch cùng ngô lực phàm chết rồi như vậy vân tiên tông cùng lạc nhật đảo tuyệt đối sẽ liên thủ đối phó hải thần điện đến lúc đó hải thần điện e sợ sẽ cùng này hai đại tông môn lưỡng bại câu thương. Bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ diệp thần phong tiểu tử này là tuyệt đối không thể buông tha, cho dù có xích viêm tông che chở thì lại làm sao. Này xích viêm tông chỉ là một cái chỉ là tứ phẩm tông môn mà thôi, tại hải thần điện trước mặt vẫn chưa đủ gây cho sợ hãi. Diệp thần phong cũng không quen biết thần hạc giang đám người, hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên là hải thần điện này làm cho Diệp Thần Phong lông mày hơi nhíu lại. Thần Hạc Giang cùng Tống Long Thiên đột nhiên hùng hổ dọa người ngôn ngữ, cảnh này khiến không khí của hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng lên. chương 1591, Chiến Tống Xuân uy Đứng ở Diệp Thần Phong hai bên tầng quang viễn cùng tiền vinh an, bọn hắn không nghĩ tới sư phụ của mình cùng Hải Thần Điện có cửu oán. Bây giờ Hải Thần Điện nhúng tay vào, này Thần Hạc Giang nhưng là có niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, liền tính hai người bọn họ liên thủ, bọn hắn cũng không phải là thần Hạc Giang đối thủ. Thế nhưng Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An trong lòng hồn nhiên không sợ. Diệp Thần Phong chính là là hai người bọn họ sư phụ. Trước đó nếu không có Diệp Thần Phong tại, bọn hắn Xích Viêm Tông đã sớm hủy ở Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân trưởng thượng tổ trong tay rồi. Coi như là muốn vì Diệp Thần Phong mà chết trận, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cũng sẽ không một chút nhíu mày hai cái này lão đầu tính khí chính là như vậy ngay thẳng. Được âm minh tông tông chủ lý bác ngạo niêm phong lại huyệt vị lâm hân di, thân thể nàng không cách nào nhúc nhích mảy may, bất quá, trong miệng của nàng nhưng vẫn là có thể nói chuyện. Tại lâm hân di nhìn thấy hải thần điện thái thượng trưởng lão đều nhúng tay sau đó người biết sự tình không ổn, cho dù diệp thần phong sức chiến đấu cường hãn, nhưng là không ngăn cản được niết bàn cảnh cường giả công kích. Bởi tu luyện tam tuyệt diệt tình nguyên nhân, Lâm Hân Di thanh âm có phần lành lạnh, người hướng về phía Diệp Thần Phong quát, Diệp Thần Phong, người đi, ta không dùng tới người quản ta. Tống Long Thiên hừ lạnh một tiếng, cha của hắn Tống Hải Vân đã bị chết ở tại Lạc Nhật Đảo Thượng, hiện tại Tống Long Trời còn chưa có thực lực đối Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông ra tay, nếu trước mắt Diệp Thần Phong cũng cùng hắn cái chết của phụ thân có quan hệ, như vậy hắn liền muốn nắm Diệp Thần Phong đi tới tiêu trừ hết một ít trong lòng lửa giận. Tống Long Thiên ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi qua Diệp Thần Phong, hắn lạnh giọng quát lên, muốn đi. Ngươi cho rằng ngươi đi được không? Cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn biết Lâm Hân Di là đang lo lắng hắn. Lâm Hân Di cùng hắn trong lúc đó có một khoảng cách lớn đây. Hắn căn bản vô pháp đem Lâm Hân Di thu nhập hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, bằng không hắn mang theo Lâm Hân Di đám người tiến vào tiểu thế giới là được rồi diệp thần phong biết nếu để cho hải thần điện thần hạc giang đám người động thủ như vậy bọn hắn tình huống ở bên này liền nguy hiểm diệp thần phong âm thanh bình tĩnh nói các ngươi nói hải thần điện thái thượng trưởng lão tống hải vân chết đi cùng ta có quan hệ xin hỏi tống hải vân thực lực có hay không bước vào niết bàn cảnh con trai của tống long thiên tống bằng hắn vẫn đứng sau lưng tống long thiên tống hải vân lấy tư cách gia gia của hắn nếu như gia gia của hắn không có chết như vậy cha của hắn Tống Long Thiên rất có thể sẽ ngồi trên hải thần điện vị trí tông chủ, hắn cũng không cần tới đây ngũ phẩm tông môn âm minh tông rồi. Tống bằng đứng ra khinh thường quát lên, ta tên của Gia Gia cũng là người có thể gọi. Ta nói người có phải hay không đầu có vấn đề, ông nội ta thực lực đã sớm bước vào niết bàn cảnh rồi. Thần Hạc Giang cháu trai thần Nam, hắn cũng từ thần Hạc Giang phía sau đứng dậy, hắn và Tống bằng tuy rằng như nước với lửa, Thế nhưng hắn biết Tống Hải Vân chết đi, này làm cho hải thần điện thế lực lớn phạm vi hạ thấp, bây giờ là nhất trí đối ngoại thời điểm. Đây là lấy tư cách đại tông môn đệ tử cần phải có giác ngộ. Thần Nam khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể chiến thắng âm minh tông thánh tử, ngươi liền có nhiều sao ghê gớm. Ngươi đề gặp sự cố trước đó không động não đấy sao? Hay là nói ngươi vốn là một con lợn? có thể trở thành chúng ta hải thần điện thái thượng trưởng lão. Thực lực đó nhất định muốn bước vào niết bàn cảnh. Diệp thần phong lãnh đạm nhìn xem một sướng một hỏa tống bằng cùng thần nam. Hắn gật đầu cười, nói ra, đúng vậy, câu trả lời của các người ta rất hài lòng. Ngược lại, Diệp thần phong lại chuyển đề tài, nói ra, nếu tống hải vân thực lực có niết bàn cảnh tầng thứ, mà ta chỉ là khu khu thần niệm cảnh thực lực, Lẽ nào các ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ta có thể giết Tống Hải Vân? Các ngươi cho ta xoa bóp cái này giả dối không có thật tội danh, ta xem là các ngươi Hải Thần Điện muốn thay âm Minh Tông ra mặt chứ? Hôm nay nơi này là âm Minh Tông thánh tử tranh cướp. Ta thắng âm Minh Tông thánh tử, lẽ nào âm Minh Tông liền như thế không thua nổi sao? Thậm chí ngay cả Hải Thần Điện đều rời ra ngoài, thực sự là uy phong thật to a à hát. Diệp thần phong ánh mắt trào phúng nhìn xem tống bằng cùng thần nam hai người kia, hắn tiếp tục nói các ngươi thông minh thật là khiến người ta lo lắng, tự coi như các ngươi phải cho ta theo như một cái tội danh, lẽ nào các ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều là nhược trí sao? Tống bằng cùng thần nam được Diệp thần phong nói á khẩu không biết nói gì, hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thân thể tức giận một trận khẽ run. Mà lúc này, Đứng sau lưng Diệp Thần Phong tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm cũng đứng dậy. Vân Tiên Tông thiếu chủ tả Phi Bạch, hắn quát lên, lẽ nào Hải Thần Điện thật sự muốn cùng chúng ta Vân Tiên Tông khai chiến không? Nếu như là lời nói, như vậy các ngươi có thể giết ta cùng của ta lão tổ tông. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, hắn liếc nhìn Diệp Thần Phong, sau đó hắn cũng kiên quyết không rời nói, vị này chính là ta Ngô Lực Phàm lão tổ tông nếu như các người hải thần điện muốn muốn thừa nhận lạc nhật đảo cùng vân tiên tông liên thủ, như vậy các người có thể lập tức động thủ. Ngồi ở chủ vị những người khác, bọn hắn mỗi một người đều lần lượt trầm mặc không nói, dù sao vân tiên tông cùng lạc nhật đảo chính là tam phẩm tông môn, xem ra chuyện ngày hôm nay càng ngày càng tê phiền. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần hạc giang, trong lòng của hắn kìm nén một cơn giận, bây giờ hải thần điện kinh không vẩy vùng nổi. Nếu như Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông liên thủ công kích, như vậy này sẽ khiến cho Hải Thần Điện thế lực lại một lần nữa mức độ lớn hạ thấp. Tống Long Thiên cũng đoán được thần Hạc Giang ý nghĩ trong lòng, thoát ly Hải Thần Điện Tống Long Thiên, hắn hiện tại cũng không có tư bản cùng Vân Tiên Tông, Lạc Nhật Đảo là địch. Ngược lại là thần Hạc Giang cùng Tống Long Thiên sau lưng Tống bằng cùng thần Nam, hai người bọn họ hận không thể lập tức đối diệp thần phong động thủ. Thần Hạc Giang đã trầm mặc một lát sau, hắn lại mở miệng, hôm nay là Âm Minh Tông thánh tử tranh cướp nhưng người đem âm minh tông thánh tử phế ngay lập tức, này không khỏi quá tàn nhẫn đi. Mặc dù nói giao đấu bên trong sinh tử bất luận, nhưng là cách làm của ngươi hơi quá rồi, hơn nữa người muốn mang đi người chính là âm minh tông thiên tài, dù như thế nào, người cũng nhất định muốn cho âm minh tông một cách nói. Thần Hạc Giang dĩ nhiên không đề cập tới vừa vặn Tống Hải Vân sự tình rồi, đem đề tài chuyển đến âm minh tông trên người, hắn quả nhiên là một con cáo giả, hắn muốn mượn âm minh tông thủ giết Diệp Thần Phong. Tống Long Thiên cũng liếc mắt nhìn đỡ giang mạc thiên Tống Xuân Mi, này Tống Xuân Mi như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát sau, người đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần Phong quát lên, tiểu tử, hôm nay người muốn mang ta đi nhóm âm minh tông thiên tài lâm hân di cũng được, thế nhưng trừ phi người có thể chiến đã thắng được ta. Bằng không liền tính đổ đệ của ta giang mạc thiên phế bỏ, này lâm hân gì cũng phải trở thành đồ nhi ta nữ nhân. Tống Xuân Mi biết Lâm Hân gì tại Diệp Thần Phong trong lòng phân lược, bằng không Diệp Thần Phong cũng sẽ không đến âm minh tông mạo hiểm. Sư phụ, người không thể đáp ứng yêu cầu này. Tàng Quang viễn cùng tiến vinh nhưng gương mặt sốt ruột. Đúng vậy, lão tổ tông, bọn hắn rõ ràng là muốn người chết. Tả phi bạch cùng ngô lực phàm cũng gấp vội mở miệng khuyên can. Diệp thần phong ngược lại là trở nên trầm tư, bây giờ thực lực của hắn tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, trong cơ thể hắn trả lưu lại rất nhiều dược lực đây. Nếu như cùng Tống Xuân Mi chiến đấu, như vậy trong cơ thể hắn dược lực hội bị hấp thu, chỉ cần hắn bước vào tạo hóa cảnh, như vậy hắn liền không nhất định sẽ thua cho Tống Xuân Mi rồi. Dù sao bước vào tạo hóa cảnh sau đó Diệp Thần Phong là có thể đem trên người Hắc Huyền Giáp cởi ra rồi, đến lúc đó hắn có lẽ vẫn có thể giết chết Tống Xuân Mi lão thái bà này. Muốn trở thành cường giả, nhất định muốn có một viên dũng cảm tiến tới trái tim. Hôm nay Diệp Thần Phong nhất định phải đem Lâm Hân Di cho mang đi. Diệp Thần Phong nhìn xem Âm Minh Tông tông chủ Lý Bắc Ngạo, hắn chỉ vào Tống Xuân Mi, hỏi, phải hay không ta chiến thắng người, ta là có thể mang đi Hân Di? Hơn nữa giao đấu quá trình không thể có người nhúng tay. Điểm trọng yếu nhất là chàng tỷ đấu này phải hay không sinh tử bất luận. Âm Minh Tông tông chủ Lý Bắc Ngạo, sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn đương nhiên không muốn để cho chạy Lâm Hân Di được rồi cuối cùng hắn chỉ có thể gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng tống trưởng lão, như vậy hôm nay ngươi có thể mang theo lâm hân di bình an rời đi âm minh tông. Một bên thần hạc giang cùng tống long thiên cũng gật đầu cười, nếu như diệp thần phong là ở trên võ đài chết ở tống xuân nghi trong tay, những người khác ai cũng không nói được nửa câu chuyện phiếm rồi. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái diệp thần phong không tự lượng sức. Diệp thần phong trong tay nắm chặt hắc huyền kiếm, hắn trung khí mười phần nói, được, ta đáp ứng chàng tỷ đấu này rồi. Bất quá, các người tốt nhất không nên lại làm ra không ra mặt sự tình đến rồi. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong rồi hướng tàng quang viễn đám người, nói ra các người đi trước xuống lôi đài. Thấy tàng quang viễn đám người do dự không quyết định, Diệp Thần Phong lại một lần nữa mở miệng nói, lẽ nào các người đối với ta không có lòng tin? Lẽ nào các người đã cho ta là một cái yêu thích tìm người chết? Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Tăng Quang Viễn bọn người mới dồn dập đi xuống lôi đài. Chương 1592, bước vào tạo hóa cảnh. Âm Minh Tông trên quảng trường, tại Diệp Thần Phong đáp ứng rồi giao đấu sau, Tống Xuân Mi bà lão này, thân ảnh của nàng xuất hiện tại trên lôi đài. Mà Tống Xuân Mi đồ đệ Giang Mạc Thiên, trên mặt hắn khôi phục mấy phần màu máu. Giang Mạc Thiên thân thể có phần lay động đứng ở dưới lôi đài, hắn đối với Tống Xuân Mi nói ra, sư phụ, giết con kiến cỏ này. Sự tình phát triển tình trạng này, nguyên bản những kia đối diệp thần phong cảm giác hứng thú đại nhân vật, bọn hắn cũng không lên tiếng nữa rồi. Bọn hắn biết hôm nay Diệp Thần Phong nhất định phải chết tại trên võ đài, hôm nay chuyện này mới sẽ tạm thời kết thúc. Trên thủ vị những đại nhân vật kia, bao quát lý bác ngạo, thần hạc giang cùng Tống Long Thiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong rõ ràng thật sự đáp ứng rồi cùng Tống Xuân Mi giao đấu. Tống Xuân Mi thực lực nhưng là đã tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cho dù Diệp Thần Phong sức chiến đấu lại làm sao cường hãn, hắn cũng chỉ là một cái thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực người. Tại đây chút đại nhân vật trong lòng, Diệp Thần Phong muốn chiến thắng Tống Xuân Mi tỷ lệ hầu như là số 0. Bị phong bế huyệt đạo lâm hân di cùng dưới lôi đài tàng quang viễn đám người, ánh mắt của bọn họ trước sau như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Tống Xuân Mi nhìn xem phía trước mặt cách đó không xa Diệp Thần Phong, người lại nhìn một cái dưới lôi đài giang mạc thiên, người giận dữ quát lên, tiểu tử, sớm biết lúc trước ngươi tại thế tục giới thời điểm, ta nên muốn giết chết ngươi. Khi đó Diệp Thần Phong liền Tống Xuân Mi một tia thần niệm cũng không chống đỡ được. Tống Xuân Mi căn bản sẽ không nghĩ đến, lúc này mới quá rồi ngắn ngủn một quãng thời gian, Diệp Thần Phong không chỉ có đi tới địa huyền giới, thực lực trả tăng lên tới như vậy trình độ. Thậm chí còn đem đồ đệ của nàng Giang Mạc Thiên phế ngay lập tức. Từng ở Tống Xuân Mi trong mắt một con run dế, dĩ nhiên bất chi bất giác là được dài đến rồi, đủ khiến người nhìn thẳng vào trình độ. Tống Xuân Mi bên trong thân thể linh khí phun trào, phẫn nộ che kín người chỉnh tấm mặt mo, người âm thanh trầm thấp lần thứ hai quát lên, tiểu tử, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống đi xuống lôi đài rất tiếng tống xuân Mi liền không lại nói nhảm nhiều rồi người hai con bàn tay gầy guộc dò ra như vỏ quýt giống như nhăn nheo thủ trưởng ở trong không khí vi vi đung đưa theo hai con bàn tay gầy guộc đong đưa tống xuân Mi bốn phía không khí trong nháy mắt trở nên bạo động lên từng đợt linh khí từ tống xuân Mi trong cơ thể lộ ra hai con giò xét ra tay trưởng nhắm ngay diệp thần phong đoạt mệnh truy hồn từ tống xuân Mi trong cơ thể lộ ra linh khí nhanh chóng ở trong không khí ngưng tụ thành một cái xiềng xích. Này linh khí xiềng xích, một vòng thủ sẵn một vòng, trọn vẹn có người thành niên cánh tay bình thường tráng kiện, độ dài cũng đã tới khoảng 5 mét. Này linh khí xiềng xích dường như ngân xà bình thường hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng lao đi. Cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, cảm thấy một tí ti nguy hiểm khí tức, hắn biết không có thể chỉ dựa vào thân thể của mình đi ngăn cản. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp ba Hàn Băng Kiếm ý hơi động, chỉnh thanh Hắc Huyền Kiếm trong nháy mắt được sương mù màu trắng cho bao trùm. Trong tay Hắc Huyền Kiếm hướng về linh khí xiềng xích phun ra, Long Tường Cửu Thiên ba tiếng rồng gầm từ trong thân kiếm truyền ra. Sát theo đó ba cái màu trắng cự long từ trong thân kiếm bật đi ra, ba cái màu trắng cự long hướng về linh khí xiềng xích đánh tới. Tại Diệp Thần Phong sử dụng tới Long Tường Cửu Thiên thời điểm trên thủ vị những đại nhân vật kia dồn dập biến sắc hải thần điện thái thượng trưởng lão thần hạc giang hắn không khỏi nói ra cấp ba hàn băng kiếm ý hơn nữa còn được tiểu tử này sáp nhập vào chiến kỹ tiểu tử này không phải tới từ ở dưới các loại vị diện đấy sao thiên phú của hắn làm sao sẽ tốt như vậy không riêng gì thần hạc giang mặt âm trầm liền ngay cả lý bắc ngạo cùng tống long thiên mấy người cũng gương mặt che lấp đang lúc này oanh một tiếng ba cái màu trắng cự long cùng linh khí xiềng xích va chạm vào nhau. Ba cái màu trắng cự long biến mất rồi, nhưng là linh khí xiềng xích vẫn không có biến mất. Chỉ là linh khí xiềng xích thật khí thế trở nên yếu mấy phần. Dù sao Tống Xuân Mi chính là tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà Diệp Thần Phong hiện tại liền tạo hóa cảnh đều không có bước vào đây. Mắt thấy linh khí xiềng xích kéo tới, Diệp Thần Phong đã tới không kịp thi triển lần thứ hai long tường cửu thiên rồi hắn trực tiếp đem hắc huyền kiếm chắn trước người của mình. Con, một tiếng, linh khí xiềng xích đụng vào hắc huyền trên thân kiếm. Diệp thần phong bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, khóe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết đến, nhưng trong lòng của hắn lại hiện lên một vệt nụ cười, bởi vì hắn trong cơ thể lưu lại dược lực lại tại bị hắn nhanh chóng hấp thu. Diệp thần phong nhìn xem linh khí xiềng xích còn muốn hướng về thân thể của hắn quấn quanh lại đây, hắn bóng người cấp tốc lùi về sau, hắn lập tức lại thi triển ra một lần long tường cửu thiên. Lần này vừa vặn đem linh khí xiềng xích cho Trung Hòa mất. Diệp thần phong cảm thụ trong cơ thể nhanh chóng bị hấp thu dược lực, hắn dùng tay lưng đem vết máu ở khóe miệng cho lau sạch. Tống Xuân Mi thấy thế, người âm trầm quát lên, tiểu tử, vừa vặn là ta cho ngươi khai vị ăn sáng, lĩnh ngộ cấp ba hàn băng kiếm ý, ngươi thật sự cũng coi là thiên tài, không nghĩ tới hạ đẳng vị diện trả sẽ đi ra người như ngươi. Bất quá, cấp ba hàn băng kiếm ý đây cũng là người lợi hại nhất chiêu thức chứ hy vọng người cũng không nên được ta nhanh như vậy đùa chơi chết tống xuân mi trong cơ thể lần thứ hai đã tuôn ra linh khí lúc này từ tống xuân mi trong cơ thể tuôn ra linh khí ngưng tụ thành hai cái linh khí xiềng xích theo tống xuân mi cánh tay vung một cái cái này hai đầu linh khí xiềng xích hướng về diệp thần phong lần thứ hai lướt tới trên thủ vị những đại nhân vật kia bọn hắn tất cả có suy nghĩ, bất quá, thần hạc giang cùng tống long thiên đám người trên mặt hiện lên nụ cười, ở trong lòng bọn họ đồng dạng cho rằng, vừa vặn cấp ba hàn băng kiếm ý chính là diệp thần phong tuyệt chiêu. Tại hai cái linh xiềng xích hướng về chính mình kéo tới sau. Diệp thần phong tiện tay đem hắc huyền kiếm thả lại trên lưng, hắn cảm ứng trên ngón tay hỗn độn nhẫn, hắn đem tại xích viêm tông hỏa diễm động quật dưới đáy luyện chế hỏa vẫn kiếm lấy ra, Hỏa vẫn kiếm có thể tăng lên hỏa chi kiếm ý power. Hỏa vẫn kiếm vừa xuất hiện, Diệp Thần Phong chu vi nhất thời tràn đầy lửa nóng năng lượng. Trên thủ vị luyện khí tông tông chủ Vương Chấn Núi, hắn con ngươi không khỏi sáng ngời, hắn nói ra, tiểu tử này thanh kiếm này ta muốn rồi. Mà ở Vương Chấn Núi trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 2 hỏa kiếm cùng phượng hoàng áo nghĩa đồng thời vận chuyển chỉnh cây đuốc vẫn trên thân kiếm trong nháy mắt được ngọn lửa màu đỏ bọc lại, phượng hoàng dương cánh. Hỏa vẫn kiếm hướng về hai cái linh khí xiềng xích vung ra. Nhất thời, hai tiếng phượng hót từ hỏa vẫn trong kiếm truyền ra. Hai con hình thể to lớn hỏa phượng hoàng từ trong thân kiếm vọt ra. Cái này hai chỉ hỏa phượng hoàng trông rất sống động, dường như thật sự hỏa phượng hoàng dáng lâm bình thường. Trên thủ vị những đại nhân vật kia, bọn hắn vốn cho là Long Tường Cửu Thiên chính là Diệp Thần Phong tuyệt chiêu, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong lại thi triển Phượng Hoàng Dương Cánh. Bọn hắn cả đám trợn mắt há mồm, Linh Dược Cốc Lão Tổ Đỗ Bắc Năm, hắn có chút đờ đẫn nói ra cấp hai hỏa chi kiếm ý. Hắn không chỉ lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, hắn lại vẫn lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, hắn rốt cuộc là ai? Tán tu xích hỏa chân nhân, hắn khiếp sợ không ngậm miệng được rồi, hắn nói ra, một chiêu này cũng không phải đơn giản như vậy, so với vừa vạn hàn băng kiếm ý mạnh hơn rất nhiều lần, cái này hai chỉ ngưng tụ mà thành hỏa phượng hoàng bên trong chứa đựng chân chính phượng hoàng khí tức. Xích viêm chân người cũng lập tức nói ra, đúng vậy, tiểu tử này lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa. Hắn đem phượng hoàng áo nghĩa sáp nhập vào hỏa chi kiếm ý bên trong. Phượng hoàng áo nghĩa, đây chính là cao cấp áo nghĩa rồi. Tại toàn bộ địa huyền giới lĩnh ngộ áo nghĩa người, dùng người ngón tay đầu cũng đếm ra trong lúc nhất thời trên thủ vị những đại nhân vật kia được khiếp sợ không lời có thể nói diệp thần phong đúng là hạ đẳng vị diện người oanh một tiếng hai con to lớn hỏa phượng hoàng cùng hai cái linh khí xiềng xích đối với đụng vào nhau đợi đến hỏa phượng hoàng tản đi sau trong đó một cái linh khí xiềng xích đã biến mất rồi mà một căn khác linh khí xiềng xích thật khí thế cũng yếu đi rất nhiều phải biết diệp thần phong mới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hắn có thể đủ làm đến mức độ như thế đã cực kỳ bất khả tư nghị tại phượng hoàng dương cánh cùng hai cái linh khí xiềng xích đụng vào nhau thời điểm diệp thần phong cảm nhận được từng đợt áp lực mà trong cơ thể hắn dược lực lần thứ hai tăng nhanh hấp thu chính lúc diệp thần phong mừng rỡ thời gian cái kia khí thế yếu bất linh khí xiềng xích nhiễm nhiên là xuất hiện đi tới diệp thần phong trước mặt diệp thần phong vừa định yếu tránh né cách đó không xa trên mặt trả mang theo khiếp sợ tống xuân mi hai tay của nàng vung lên linh khí xiềng xích tốc độ nhất thời tăng nhanh cái kia khí thế yếu đi rất nhiều linh khí xiềng xích trong nháy mắt đem diệp thần phong thân thể cho quấn chặt lấy rồi một khi bị linh khí này xiềng xích quấn quanh linh khí này xiềng xích có thể đem người mạnh mẽ cho giết chết được linh khí xiềng xích quấn chặt lấy diệp thần phong thân thể của hắn nhất thời không cách nào nhúc nhích mà ở dưới lôi đài xem cuộc chiến giang mạc thiên hắn nguyên bản cũng bị diệp thần phong sức chiến đấu cho chấn nhiếp rồi hắn không nghĩ tới diệp thần phong cường hãn như vậy hắn liều lĩnh quát sư phụ giết con kiến cỏ này trên thủ vị những đại nhân vật kia bọn hắn đối diệp thần phong càng ngày càng hiếu kỳ liền ngay cả thần hạc giang cùng tống long thiên đám người bọn hắn cũng không muốn diệp thần phong trực tiếp chết rồi bọn hắn càng muốn biết diệp thần phong trên người bí mật. Một cái chỉ là hạ đẳng vị diện tới tiểu tử, hắn là như thế nào lĩnh ngộ Hàn Băng Kiếm ý, Hỏa Chi Kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa. Tống Xuân Mi nhìn xem được Linh Khí xiềng xích quấn chặt lấy Diệp Thần Phong, người cười lạnh nói: "Tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, ngươi muốn chiến thắng ta, chỉ có thể đợi kiếp sau rồi." Tống Xuân Mi bàn tay nắm chặt, Linh Khí xiềng xích quấn quanh cường độ nhất thời gia tăng. Mà chính lúc trên thủ vị những đại nhân vật kia yếu mở miệng tạm tạm giữ lại Diệp Thần Phong một hơi thời điểm. Diệp Thần Phong trong cơ thể dược lực đã hấp thu không sai biệt lắm, hơn nữa lão Bạch cùng lão Hắc cũng đem đột phá đến tạo hóa cảnh yếu lĩnh nói cho Diệp Thần Phong. Đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói, đột phá đến tạo hóa cảnh sức mạnh có, hơn nữa lĩnh ngộ cũng có. Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết huyết cùng Ma Thiên Quyết nhất thời luân phiên vận chuyển, trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra nhất cổ sức mạnh kinh người. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế phóng lên trời. Diệp thần phong trên người linh khí xiềng xích trong nháy mắt gãy vỡ. Diệp thần phong trong miệng lãnh đạm nói, muốn ta chết. Người cũng còn chưa đủ tư cách. Diệp thần phong thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong bình cảnh được giải khai, hắn thuận lợi khóa nhập tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Mà ở diệp thần phong thực lực lần nữa đột phá, bước vào tạo hóa cảnh trong nháy mắt, toàn bộ âm minh tông quảng trường yên lặng như tờ. Thời khắc này, Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ là toàn bộ trên quảng trường tiêu điểm. chương 1593, áo giáp bỏ đi. Linh khí tuôn ra, cầm trong tay hỏa vẫn kiếm Diệp Thần Phong. Theo linh khí không ngừng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, trên người của hắn trường sa màu đen mãnh liệt nhấp nhô. Tại khóa nhập tạo hóa cảnh sau đó Diệp Thần Phong có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, trong cơ thể hắn linh khí mức độ đậm đặc gấp bội dâng lên, gân mạch lại mở rộng rất nhiều, linh khí dòng sông vận chuyển tốc độ trở nên nhanh hơn, toàn thân xương cốt cũng trở nên càng cường hãn hơn rồi, cả người thật khí thế có vẻ càng sắc bén hơn rồi. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể đoạt thiên tạo hóa đan dược lực hoàn toàn hấp thu. Tại bước vào tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ không bao lâu, diệp thần phong bốn phía không khí lại là một trận sao động trong cơ thể khí thế đột nhiên lần thứ hai kéo lên hầu như không trở ngại chút nào liền khóa nhập nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ tại bước vào tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ sau diệp thần phong trong cơ thể khí thế mới hoàn toàn bình ổn lại diệp thần phong đang uống đoạt thiên tạo hóa đan trước đó hắn mới thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực bây giờ đoạt thiên tạo hóa đan dược lực toàn bộ bị hắn hấp thu hắn dựa vào một viên đoạt thiên tạo hóa đan Hắn dĩ nhiên từ thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, một đường đột phá đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Này Đoạt Thiên Tạo Hóa đan dược lực thật sự là quá nghịch thiên rồi. Đương nhiên lão Bạch cùng lão Hắc cũng nói cho Diệp Thần Phong đột phá đến tạo hóa cảnh yếu lĩnh, nếu như không có lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp, như vậy dựa vào Diệp Thần Phong lĩnh ngộ của mình, hắn đột phá đến tạo hóa cảnh khả năng còn muốn kéo sau mấy ngày. Đem Đoạt Thiên Tạo Hóa đan dược lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ sau, Diệp Thần Phong trong lòng là cực kỳ sảng khoái. Khoảng cách Diệp Thần Phong cách đó không xa Tống Xuân Mi, người cảm giác Diệp Thần Phong trên người tạo hóa cảnh thật khí thế, người trong đầu tư duy nhất thời có phần đường ngắn. Diệp Thần Phong khí thế trên người cực kỳ hùng hậu, người biết Diệp Thần Phong thực lực tăng lên cũng không phải mặt ngoài hiện tượng, trước mặt cái này Diệp Thần Phong đến cùng là quái vật nào. Này Diệp Thần Phong không phải một cái chỉ là hạ đẳng vị diện người sao? lúc trước người Tống Xuân Mi một tia thần niệm, hầu như cũng có thể đem Diệp Thần Phong cho giết chết, nhưng hôm nay đâu này. Tống Xuân Mi bà lão này, người nhất thời có loại trong gió sốc sách cảm giác. Dưới lôi đài vừa vặn trả đang kêu gào, muốn cho Tống Xuân Mi giết chết Diệp Thần Phong Giang Mạc Thiên, cả người hắn là trong nháy mắt hóa đá, hôm nay Diệp Thần Phong là một lần lại một lần, thanh Giang Mạc Thiên tự kiêu cho hung hăng đạp vỡ. Mà trên thủ vị những cái được gọi là đại nhân vật, bọn hắn con mắt trừng lớn, con người phẳng phất đều phải từ hốc mắt trong mất đi ra. Bọn hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật. Thần Hạc Gian cháu trai thần Nam, con trai của Tống Long Thiên Tống Bằng. Hai người bọn họ vừa vặn muốn đối diệp thần phong động thủ, xuất hiện ở trong lòng bọn họ nảy xanh điểm một chút sợ hãi. Tuy rằng hai người bọn họ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên thực lực, nhưng là bọn hắn đã không có dũng khí đứng ra cùng Diệp Thần Phong đối chiến. Linh Dược Cốc lão tổ Đỗ Bắc Nam, hắn kích động cả người run rẩy. Hắn nói ra, tiểu tử này tuyệt đối là phục dụng nghịch thiên đan dược. Hắn là ở cạnh chiến đấu đến hấp thu trong cơ thể dược lực. Nếu như không có đoán sai, như vậy loại đan dược này là đặc biệt nhằm vào thần niệm cảnh, có thể làm cho thần niệm cảnh tam trọng thiên đến tứ trọng thiên người một lần bước vào tạo hóa cảnh. Linh Dược Cốc tông chủ Nam Hạo Sinh, hắn gấp bận biểu gật đầu nói, đúng vậy bây giờ ta đã không cảm giác được tiểu tử này trong cơ thể dược lực rồi, trong cơ thể hắn dược lực hẳn là hoàn toàn bị hấp thu. Nếu như có thể thu được loại đan phương này, như vậy đột phá tạo hóa cảnh sắp trở nên không khó khăn đi nữa. Nghe được Đỗ Bắc Năm cùng Nam Hạo sinh lời nói, còn lại đại nhân vật từng cái mắt nháng lửa, dù sao tạo hóa cảnh thực lực này một nhóm người, bọn hắn mới là một cái tông môn sức mạnh trung kiên. Luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh cường giả, đây là một cái trong tông môn đỉnh cấp sức mạnh. Muốn để một cái tông môn không ngừng tiếp tục phát triển, sức mạnh trung kiên là át không thể thiếu, bởi vậy có thể thấy được, những này đại nhân vật vì sao lại mắt nháng lửa rồi. Được âm minh tông tông chủ lý bác ngạo niêm phong lại huyệt vị lâm hân di, trong lòng nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhóm, diệp thần phong mỗi một lần đều có thể sáng tạo xuất kỳ bất ý kỳ tích, hay là đây chính là diệp thần phong trên người mị lực. Mà đứng tại dưới lôi đài tàng quang viễn, Tiền Vinh An, Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm, bọn hắn cũng đã sớm là trợn mắt hốc mồm rồi. Bất quá, Tăng Quang Viễn bọn bốn người trên mặt ngoại trừ kích động bên ngoài, liền vẫn là kích động, thậm chí bọn hắn kích động cơ thể hơi phát run. Về phần chung quanh quảng trường tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, bọn hắn trong đầu trống rỗng, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì. Hay là hôm nay âm minh tông một trận chiến, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên rồi đứng ở trên lôi đài tống xuân mi người trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó người trong con ngươi vẻ mặt trở nên càng thêm âm trầm diệp thần phong biểu hiện ra thiên phú càng mạnh tống xuân mi đối diệp thần phong sát ý lại càng nồng nặc tống xuân mi trên khuôn mặt già nua ra thịt nhíu lại người bàn tay gầy guộc nắm thành quyền đầu trên người tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế được người thôi phát vô cùng nhuần nhuyễn tống xuân mi thanh âm bên trong sen lẫn cuồn cuộn sát khí tiểu tử ta thừa nhận ngươi thật sự một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của ta rồi, nhưng là thực lực của ngươi hẳn là sẽ không lại đột phá đi nha. Ngươi nhất định là phục dụng một loại nào đó đan dược, xuất hiện tại trong cơ thể ngươi dược lực đã hoàn toàn được ngươi hấp thu. Tự coi như ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thì lại làm sao? Ta nhưng là tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, ngươi không có cơ hội vượt qua ta. Tống Xuân Mi trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, người cả người bay lên trời. Xem ra Tống Xuân Mi dự định ở trên bầu trời cùng Diệp Thần Phong đối chiến, dù sao Tống Xuân Mi đột phá đến tạo hóa cảnh đã phi thường lâu, của nàng bay trên trời năng lực đã cực kỳ thuần thục. Mà Diệp Thần Phong mới vừa vặn đột phá đến tạo hóa cảnh, hắn bay trên trời năng lực trả làm mới lạ. Cho nên, Diệp Thần Phong tạm thời vẫn là chỉ có thể thi triển linh khí vũ dực. Cầm trong tay hỏa vẫn kiếm, sau lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực lần thứ hai từ sau lưng hắn mở rộng ra đến. Diệp thần phong thân ảnh cũng trong nháy mắt sông hướng trên bầu trời. Tống Xuân Mi thấy Diệp thần phong bay lên trời về sau, khóe miệng nàng hiện lên một vệt âm trầm nụ cười. Tống Xuân Mi trong cơ thể linh khí hướng về dưới bàn chân tuôn ra, từ của nàng hai bàn chân dưới đáy hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Nhất cổ bạo động tại Tống Xuân Mi hai bàn chân dưới đáy mơ hồ hiện lên. Tật phong phi ảnh, linh khí nồng nặc trong nháy mắt từ Tống Xuân Mi dưới chân tuôn ra. Tống Xuân Mi tại trên bầu trời một cước bước ra, dưới bàn chân hào quang màu xanh dập dờn. Tống Xuân Mi thân ảnh hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, tại trên bầu trời để lại một đạo lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ cực cực kỳ nhanh, này tật phong phi ảnh chính là thân pháp chiến kỹ, có thể làm cho Tống Xuân Mi tăng lên gấp đôi tốc độ. Cầm trong tay hỏa vẫn kiếm Diệp Thần Phong, mắt hắn tuy rằng bắt được tống xuân my thân ảnh nhưng là thân thể của hắn đến không kịp né tránh rồi ầm um, một tiếng tống xuân my bàn tay gầy guộc vỗ vào diệp thần phong ngực diệp thần phong trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra thân thể của hắn ở trên bầu trời chợt lui trọn vẹn lui ra chừng 30 thước diệp thần phong thân ảnh mới ngưng được tống xuân my cười lạnh nói tiểu giác rưởi đây chính là chúng ta ở giữa thực lực tranh lệch rồi trên thủ vị những đại nhân vật kia, bọn hắn bây giờ là tuyệt đối không hy vọng Diệp Thần Phong bị giết chết rồi. Dù sao Diệp Thần Phong trên người có quá nhiều bí mật, không riêng gì cái kia nghịch thiên đan dược, còn có Hàn Băng kiếm ý, Hỏa Chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa đây. Nhưng chính lúc những này đại nhân vật lại chuẩn bị mở miệng để tống Xuân Mi lưu Diệp Thần Phong một hơi thời điểm. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ cho dù Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến tạo hóa cảnh, Diệp Thần Phong muốn chiến thắng Tống Xuân Mi vẫn là không có khả năng lắm. Nhưng mà, còn không có đợi những này đại nhân vật mở miệng, chỉ thấy trên bầu trời Diệp Thần Phong, hắn lau sạch vết máu ở khóe miệng. Diệp Thần Phong cười nói, xem ra ta cũng phải quyết tâm được rồi. Tống Xuân Mi lạnh lẽo quát lên, tiểu rác rưởi, ngươi không cần lại cố làm ra vẻ bí ẩn rồi. Diệp Thần Phong đem hỏa vẫn kiếm đặt ở trên lưng, tiếp lấy hắn đem trên lưng hắc huyền kiếm rút ra diệp thần phong trực tiếp buông lỏng ra hắc huyền kiếm chỉnh thanh hắc huyền kiếm trong nháy mắt hướng xuống đất thượng rơi xuống âm um, một tiếng hắc huyền kiếm thượng trả lưu lại đối diệp thần phong trọng lực cùng ước chế lực từ trên cao rơi xuống trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu to lớn mà diệp thần phong trên người linh khí lưu động trong nháy mắt trở nên nồng nặc mấy phần hiện trường tất cả xôn xao cái này hắc huyền kiếm có cỡ nào trầm trọng, rõ ràng trên mặt đất đập ra to lớn như vậy hố sâu. Diệp thần phong vừa vặn một mực cóng lấy thanh kiếm này. Quái vật, quả thực là quái vật, nhìn xem diệp thần phong tống xuân nghi, người thấy cảnh này sau, da mặt của nàng giật giật hai lần. Sát theo đó, diệp thần phong lại mở ra hắn trường sam màu đen. hắc huyền giáp lại hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Rốt cuộc bước vào tạo hóa cảnh rồi, rốt cuộc có thể chóc xuống hắc huyền giáp rồi. Diệp thần phong trực tiếp đem trên người hắc huyền giáp cởi ra. Nhẹ buông tay mở, trả cất giữ đối diệp thần phong trọng lực cùng linh khí áp chế lực hắc huyền giáp, không nghiêng lệch từ bầu trời bên trong rơi xuống trên lôi đài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lần này so với vừa vặn hắc huyền kiếm động tĩnh còn muốn lớn hơn. Toàn bộ võ đài trong nháy mắt biến mất rồi. Bụi bặm tràn ngập, đợi đến bụi bặm tản đi thời điểm, Nguyên bản lôi đài địa phương cũng trở thành một cái đặc biệt, phi thường, cực kỳ hố sâu to lớn. So với vừa vặn Hắc Huyền kiếm nện đi ra ngoài hố sâu lớn hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Tại Hắc Huyền giáp cũng bỏ đi trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể nhẹ dường như một trang giấy. Mà linh khí nồng nặc cũng từ trong thân thể của hắn tuôn trào ra, hắn bốn phía không khí trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Ở đây hết thảy nhìn lên bầu trời bên trong người bao quát đối mặt Diệp Thần Phong Tống Xuân Nghi, bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt hóa đá. Chương 1594, đánh giết Tống Xuân Nghi. Mi. Âm Minh Tông trên quảng trường. Nhấp nhô liên tục tiếng hít thở vang vọng ở trong không khí. Nhìn trên mặt đất được Hắc Huyền kiếm đập ra hố sâu. Nhìn xem Hắc Huyền giáp hạ xuống sau đó toàn bộ biến mất to lớn võ đài. Cho dù không có đem Hắc Huyền kiếm cùng Hắc Huyền giáp cầm ở trong tay, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều có thể đoán được, hai thứ đồ này tuyệt đối là rất nặng vô cùng. Về kép tiểu thuyết diệp thần phong dĩ nhiên thẳng đến cầm hắc huyền kiếm, ăn mặc hắc huyền giáp tại chiến đấu. Thật sự vẫn là người sao? Giờ khắc này, liền ngay cả trên thủ vị những cái được gọi là đại nhân vật, bọn hắn cũng chậm chậm không cách nào từ đó phục hồi tinh thần lại rồi. Diệp thần phong một lần lại một lần bày ra thủ đoạn mỗi một lần đều có thể để tất cả mọi người tại chỗ rơi vào cực độ trong khiếp sợ. Như vậy một cái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp người, căn bản không ca an nén là hạ đẳng vị diện bên trong người. Bây giờ, hiện trường phần lớn người đều cho rằng chỉ có nhất phẩm trong tông môn đỉnh cấp thiên tài, hẳn là mới có thể lấy ra cùng Diệp Thần Phong so sánh. Trên bầu trời, Diệp Thần Phong chỉ là đem trường sa màu đen mở ra một cái, Hắn cũng không hề lộ ra hắn trên cánh tay phải vòng tròn màu đỏ. Bằng không luyện khí tông tông chủ Vương trấn núi liền muốn nhận ra, Diệp Thần Phong chính là giết chết luyện khí tông đại trưởng lão hung thủ. Đem Hắc Huyền Giáp bỏ đi Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn phóng ra một vệt nụ cười. Không có Hắc Huyền Giáp cùng Hắc Huyền kiếm trọng lực áp chế cùng đối với linh khí áp chế lực sau, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí vận chuyển cực kỳ thông thuận, bất kể là hắn sù dù vẫn là sức mạnh đã gấp mấy lần dâng lên. Liền ngay cả Diệp Thần Phong sau lưng hai con màu xanh lam linh khí vũ rực. Tại hắc huyền giáp bỏ đi trong nháy mắt. Hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực lập tức làm lớn ra gấp ba, linh khí vũ rực màu xanh lam cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Diệp Thần Phong đem thả ở phía sau lưng thượng hỏa vẫn kiếm lần thứ hai rút ra. Diệp Thần Phong có nhiều ý vị nhìn cách đó không xa tống Xuân mi hắn lãnh đạm nói, lúc trước ta tại thế tục giới thời điểm, người một tia thần niệm là có thể ung dung ta, ta ở trong mắt ngươi chính là một con run dế. Một con các người bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết run dế. Lúc đó ta liền lập xuống thệ ngôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến đến, ta muốn tự tay đem ta bị sỉ nhục gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Mà hôm nay, ta không chỉ đi tới địa huyền giới, còn muốn lấy đi tính mạng của ngươi. Diệp thần phong trong tay hỏa vẫn kiếm mũi kiếm nhắm ngay Tống Xuân Mi. Tống Xuân Mi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sắc mặt của nàng trở nên khó coi cực kỳ, sự tình một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của nàng. Đến giờ phút này rồi, đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm. Tống Xuân Mi trong lòng dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một cảm giác bất an. Tống Xuân Mi trong cơ thể linh khí mãnh liệt, người lông mày chăm chú nhíu lại, người ở trong lòng thầm nghĩ ta không ca a nén sẽ thua bởi cái này tuyệt đối không ca a nén tống xuân mi linh khí hướng về dưới bàn chân tuôn tới dưới chân bước chân bước ra tật phong phi ảnh tống xuân mi thân ảnh lần thứ hai hướng về diệp thần phong lướt tới tại trên bầu trời để lại từng đạo tàn ảnh diệp thần phong đối mặt hướng về chính mình nhanh chóng kéo tới tống xuân mi sau lưng của hắn linh khí vũ rực bên trong đã tuôn ra linh khí nồng nặc bóng người lóe lên. Diệp thần phong liền tránh qua công kích, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Tống Xuân Mi phía sau, mà Tống Xuân Mi nhưng là vồ hụt. Vừa vặn Tống Xuân Mi đã đem Sù Dù phát huy đến mức tận cùng rồi, bởi vậy có thể thấy được, Tống Xuân Mi Sù Dù đã còn kém rất rất xa Diệp Thần Phong rồi. Làm sao, lẽ nào ngươi liền điểm này Sù Dù sao? Ngươi đúng là tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Quả thực là quá yếu. Diệp thần phong gương mặt hí hành hạ, tiếp tục nói, lúc này ứng với giờ đến phiên ta công kích. Vô hụt tống xuân mi, người nhanh chóng xoay người lại, nàng nhìn diệp thần phong hí hành hạ biểu lộ. Trong lòng nàng rốt cuộc sinh ra. Nhưng mà, diệp thần phong cũng sẽ không liền như vậy ngừng tay. Hôm nay này tống xuân mi đúng rồi. Diệp thần phong trong cơ thể cấp hai hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa đồng thời vận chuyển trong tay hỏa vẫn kiếm trong nháy mắt được ngọn lửa màu đỏ cho bao trùm rồi. Theo, hai tiếng phượng hót vang lên. Diệp thần phong trong tay hỏa vẫn kiếm hướng về tống xuân mi quất tới, phượng hoàng dương cánh. Hai con to lớn hỏa phượng hoàng ngưng tụ mà thành, mang theo một tia chân chính phượng hoàng hơi thở hai con hỏa phượng hoàng, hung mãnh hướng về tống xuân mi vọt tới. Tống Xuân Mi vừa vặn được Diệp Thần Phong sù dù khiếp sợ đến, Bây giờ Diệp Thần Phong đột nhiên sử dụng tới Phượng Hoàng Dương cánh, Tống Xuân Mi trong đầu tư duy chậm một chút, này đưa đến người căn bản đến không kịp né tránh rồi. Tống Xuân Mi hai bàn tay duỗi về phía trước, trong cơ thể linh khí tuôn ra, tại chung quanh nàng lập tức ngưng tụ ra một tầng linh khí vòng bảo hộ. Oanh, oanh, hai tiếng. Hai con Hỏa Phượng Hoàng đem Tống Xuân Mi trong nháy mắt thôn phệ. Đợi đến Hỏa Phượng Hoàng tản đi, Tống Xuân Mi vòng bảo hộ đã sớm tán loạn rồi, người quần áo trên người rách tả tơi, trên người rất nhiều nơi đều che kín từng đạo sâu thấy được tận xương kiếm ngân, tóc của nàng trực tiếp được đốt rụi rồi, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết đến, nghiễm nhiên là bị nội thương không nhẹ. Diệp thần phong căn bản không có cho Tống Xuân Mi thở dốc cơ hội, thân ảnh của hắn lại hướng về Tống Xuân Mi lướt tới. Suzu phi thường nhanh, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Diệp Thần Phong liền xuất hiện tại Tống Xuân Mi trước mặt. Mái tóc được đốt rụi, bị nội thương nghiêm trọng Tống Xuân Mi, con mắt của nàng trong nháy mắt trừng lớn, trên ngón tay của nàng chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu đen nhất thời xuất hiện tại trong tay nàng, cái này trường kiếm màu đen chính là hạ phẩm linh khí. Tống Xuân Mi vội vàng đem trường kiếm màu đen đi chống đối hỏa vẫn kiếm, trong miệng nói ra ta, ta nhận thức. Này Tống Xuân Mi tại mặt sắp tử vong thời điểm, người muốn nhận thua. Nhưng Diệp Thần Phong trực tiếp đã cắt đứt lời của nàng, lạnh giọng quát lên, không nghĩ tới đi. Người cuối cùng hội chết trên tay ta, chết ở trong miệng người con kiến cỏ này trên tay. Con, kết băng, tại hỏa vẫn kiếm cùng trường kiếm màu đen đụng vào trong nháy mắt. Tống Xuân Mi trường kiếm màu đen thượng xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy, chỉnh thanh trường kiếm màu đen được hỏa vẫn kiếm cho chặt đứt bây giờ hỏa vẫn kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí thế nhưng lửa này vẫn kiếm chính là dùng luyện chế mà thành chỉ là hạ phẩm linh khí làm sao có thể ngăn cản được đem trường kiếm màu đen chặt đứt sau đó hỏa vẫn kiếm hướng về tống xuân mi cổ vạch tới rồi tống xuân mi ánh mắt trợn lên càng gia tăng người chỉnh tấm mặt mo thượng che kín nồng nặc sợ hãi mà quảng trường trên thủ vị âm minh tông tông chủ lý bác ngạo cùng tống long thiên đám người bọn hắn cũng từng cái tỉnh táo lại Tống Long Thiên đầu tiên quát lên, tiểu tử, người dừng tay cho ta. Lý Bác Ngạo cũng quát, tiểu tử, kiếm hạ lưu nhân. Diệp Thần Phong cực kỳ lãnh đạm trả lời một câu, chàng tỷ đấu này sinh tử bất luận, đây là các người đồng ý. Sức tiếng, xì xì, một tiếng. Diệp Thần Phong trong tay hỏa vẫn kiếm thuận lợi xẹt qua Tống Xuân Mi cổ. Tống Xuân Mi đầu cùng cái cổ trong nháy mắt chia lìa, nóng bỏng máu tươi từ cái cổ khẩu phun ra tung tóe trên mặt sợ hãi như ngừng lại tử vong trước một khắc, Tống Xuân Mi con mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn, nghiễm nhiên là một bộ dáng dấp. Diệp thần phong liếc nhìn đáy ngọn nguồn xuống mặt đất thượng dọa đến sắc mặt trắng bệch giang mạc thiên. Diệp thần phong một cước trực tiếp đá vào Tống Xuân Mi trên thân thể. Tống Xuân Mi thân thể nhất thời hướng về dưới đáy giang mạc thiên nhanh chóng hạ xuống. Đã biến thành một kẻ tàn phế giang mạc thiên, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Xuân Mi thân thể càng ngày càng gần, thẳng đến cuối cùng, ầm. Một tiếng, Giang Mạc Thiên được cực kỳ tinh chuẩn nện vào rồi, hắn trực tiếp được Tống Xuân Mi thi thể cho nện. Diệp Thần Phong về tới trên mặt đất, hắn đem Hắc Huyền kiếm cùng Hắc Huyền giáp thu hồi bên trong. Diệp Thần Phong trong miệng ra vẻ bất đắc dĩ nói, ai lại bị của mình đập chết. Thực sự là đủ xui xẻo, bất quá, như loại phế vật này lưu tại các ngươi âm minh tông cũng không dùng được rồi. Diệp thần phong lần thứ hai nhìn thẳng trên thủ vị vị đại nhân vật kia, hắn cuối cùng ánh mắt như ngừng lại lý bắc ngạo trên người, nói ra, ngươi là âm minh tông tông chủ, hiện tại ta có thể mang theo hân di rời khỏi chứ. Chẳng lẽ các ngươi yếu không ra mặt lần thứ hai sao? Nếu như ta là các ngươi, như vậy ta thật không ném nổi người này. Lý Bắc Ngạo trên mặt so với màu gan heo còn khó hơn xem, Âm Minh Tông trưởng lão Tống Xuân Mi bị giết chết, Thánh tử Giang Mạc Thiên bị nện chết rồi, hắn Lý Bắc Ngạo thật có loại yếu thổ huyết xúc động rồi. Nhưng Lý Bắc Ngạo lại không thể đủ đối diệp thần phong động thủ, dù sao giao đấu bất luận sinh tử, đây là bọn hắn xuống, hơn nữa Giang Mạc Thiên chính là được Tống Xuân Mi cho đập chết, hắn thật cũng không tốt lại tìm lý do khó xử diệp thần phong rồi. Đến khắp chung quanh thượng hắn dư đại nhân vật, bọn hắn từng cái sắc mặt cũng đỏ lên cực kỳ, ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần Phong đang khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm, chuyện này quả thật là tại trực tiếp đánh mặt của bọn họ a hát. Không khí của hiện trường lại một lần nữa trở nên trở nên yên lặng. Chương 1595, bảy giai bất khuất kiếm ý kích phát. Giang Mạc Tiên chết rồi, Tống Xuân Mi cũng đã chết, hơn nữa là tại Âm Minh Tông thánh tử tranh đoạt cùng ngày, đây không thể nghi ngờ là hung hăng quang Âm Minh Tông một cái bạt tai phải biết giang mạc thiên chính là âm minh tông tuyển gia thánh tử mà tống xuân mi chính là âm minh tông ngũ đại trưởng lão trong tại người thứ năm trưởng lão hải thần điện nguyên thái thượng trưởng lão con trai của tống hải vân tống long thiên hắn lửa giận trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực tại tống long thiên trong mắt giang mạc thiên chính là hắn tương lai tay trái tay phải nhưng giang mạc thiên không chỉ trời sinh sát thể bị phế hơn nữa bây giờ chả chết rồi còn nữa Tống Xuân Mi chính là Tống Hải Vân cái con gái rơi, nói cho cùng Tống Xuân Mi cùng Tống Long Thiên trong lúc đó là có liên hệ máu mủ. Tuy rằng hắn và Tống Xuân Mi trong lúc đó hầu như không có thân tình, nhưng hắn vẫn là không cách nào khoan dung Diệp Thần Phong giết Tống Xuân Mi sự tình. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, hắn híp mắt, tầm mắt của hắn như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, Diệp Thần Phong trên người biểu hiện ra hết thảy đều quá hấp dẫn người, Hắn đã quyết định quyết tâm muốn chiếm được Diệp Thần Phong trên người bí mật, cho dù cùng Vân Tiên Tông, Lạc Nhật Đảo khai chiến cũng sẽ không tiếc. Luyện Khí Tông tông chủ Vương Chấn Núi, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong trên tay Hỏa Vẫn kiếm, trong ánh mắt của hắn là nóng bỏng vô biên, hắn nhận ra cái này Hỏa Vẫn kiếm chất liệu chính là Vạn Năm Hỏa Vẫn. Vạn cái Hỏa Vẫn loại chất liệu này đủ khiến Vương Chấn Núi như vậy luyện khí sư vì này điên cuồng rồi linh dược cốc lão tổ đỗ bắc năm cùng tông chủ nam hạo sinh hai người bọn họ cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm diệp thần phong hai người bọn họ đương nhiên là vừa ý diệp thần phong dùng cái loại này nghịch thiên đan dược bất quá đỗ bắc năm cùng nam hạo sinh luôn cảm giác diệp thần phong thanh âm có phần quen thuộc bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào nghe qua loại thanh âm này hai người bọn họ cũng không có thanh diệp thần phong cùng lúc trước phá hủy dược vương thành người kia liên hệ với nhau dù sao lúc trước Diệp Thần Phong là mang mặt nạ, mà lúc trước luyện khí tông trưởng lão Chu Văn Thường cùng Diệp Thần Phong giao đấu luyện khí, cuối cùng Chu Văn Thường chết rồi Diệp Thần Phong trong tay, lúc trước Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa lão nhân bọn hắn chân dung được đưa đến luyện khí tông đi. Lúc đó Vương Chấn Núi lấy vì chuyện này là do Thiên Hỏa lão nhân một tay chủ đạo, hắn đối với Diệp Thần Phong này tiểu nhân vật chân dung đương nhiên không có quá nhiều lưu ý, cho nên hắn cũng không có nhận ra Diệp Thần Phong đến về phần tán tu xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người, hai người bọn họ đã từng bị luyện khí tông cùng linh dược cốc ân huệ, hai người bọn họ là tới đến âm minh tông tập hợp tham gia trò vui. Cầm trong tay hỏa vẫn kiếm diệp thần phong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo, hắn tiếp tục nói, lẽ nào các ngươi chả không muốn để hân di đi theo ta đi sao? Lẽ nào các ngươi những này cái gọi là đại tông môn, các ngươi nói thật sự chẳng khác gì là đánh giám sao? Lý Bác Ngạo trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, khi hắn vừa vặn muốn thỏa hiệp thời điểm, Tống Long Thiên lại lên tiếng, Lý Tông Chủ, tiểu tử này hơi bị quá mức lớn lối chứ. Hôm nay chính là âm minh tông thánh tử tranh cướp, hắn lại đang âm minh tông như vậy làm càn, ta cho rằng Lý Tông Chủ ngươi nên bắt tiểu tử này. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang cũng lập tức mở miệng nói, không tệ, không tệ, nếu có ai dám quấy rối như vậy ta cũng nguyện ý trợ âm minh tông một chút sức lực thần hạc giang hữu ý vô ý nhìn xem diệp thần phong phía sau cách đó không xa tặng quang viễn cùng tiền vinh an hai người này luyện khí tông tông chủ vương chấn sơn đã tỏ rõ thái độ rồi lý tông chủ chuyện ngày hôm nay thật sự của chúng ta hẳn là muốn cho tiểu tử này cho một câu trả lời lập tức linh dược cốc lão tổ đỗ bắc năm cũng nói lý tông chủ chúng ta đều sẽ giúp đỡ bọn người âm minh tông một chút sức lực xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người đôi này xong bào thai lão đầu bọn hắn cũng mở miệng, nếu luyện khí tông cùng linh dược cốc đều tỏ rõ thái độ rồi, cái kia hai chúng ta lão đầu hôm nay cũng sẽ đứng ở âm minh tông bên này. Âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo, hắn khẩu bên trong chậm rãi nôn thở ra một hơi, lần nữa nhìn về phía diệp thần phong thời điểm, trên mặt của hắn đã hiện lên âm trầm ý cười, hắn nghĩa tránh ngôn từ quát lên, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định muốn cho ta quỳ xuống xin lỗi. Sau đó tại chúng ta âm minh tông bên trong giam cầm 10 năm. 10 năm sau đó ta âm minh tông tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Lý Bắc Ngạo biết những này đại nhân vật dồn dập mở miệng, không thể nghi ngờ là vì Diệp Thần Phong trên người bí mật. Lý Bắc Ngạo đem bị phong bế huyệt đạo Lâm Hân Di chắn phía sau, hắn sợ bị Diệp Thần Phong xuất thủ cứu đi rồi Lâm Hân Di. Diệp Thần Phong trong tay nhanh nắm hỏa vẫn kiếm, hắn chỉ cần trốn hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, là hắn có thể đủ bình an vô sự rồi. Thế nhưng, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể bỏ lại Lâm Hân Di, ai biết sau khi hắn rời đi, người ở chỗ này có thể hay không đem lửa giận di chuyển đến Lâm Hân Di trên người. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di ở giữa khoảng cách vẫn là cách quá xa, hắn không cách nào đem Lâm Hân Di trực tiếp thu nhập hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Mà chính lúc Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An muốn đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh lúc. Trên thủ vị xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người chuyển động, hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt ngăn cản tàng quang viễn cùng tiền vinh an đường đi. Phải biết xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người chính là niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, mà tàng quang viễn cùng tiền vinh an chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng thiên thực lực. Hai người các ngươi không thể gần thêm bước nữa rồi. Xích hỏa chân nhân thản nhiên quát lên, xích viêm chân người cũng nói, hôm nay chính là âm minh tông sự tình, như vậy liền để âm minh tông tự mình giải quyết đi nếu như hai người các người yếu nhúng tay như vậy chúng ta cũng không ngại nhúng tay vào hải thần điện thái thượng trưởng lão thần hạc giang hắn cười nói đúng vậy hôm nay chính là âm minh tông cùng tiểu tử này chuyện nếu có người dám nhúng tay như vậy cũng chớ có trách chúng ta lấy nhiều lấn ít rồi ở đây tất lại còn có những tông môn khác bên trong tông chủ và đệ tử đâu một ít chàng trên mặt lời nói vẫn phải nói rõ ràng đây chính là những này cái gọi là đại tông môn dối trá rõ ràng là bọn hắn nhìn chúng Diệp Thần Phong bí mật, rõ ràng là bọn hắn muốn lấy nhiều lẫn ít, cuối cùng lại còn nói như thế đường hoàng. Về phần tả phi bạch cùng ngô lực phàm, lấy thực lực của hai người bọn họ, hiện tại bọn hắn làm không giúp đỡ được gì rồi. Tại thần Hạc Giang vừa dứt lời thời điểm, từ vị trí đầu não trái dưới trách ghế bên trong đi ra bốn cái lão đầu, này bốn cái lão đầu chính là âm minh tông năm đại trưởng lão bên trong bốn người khác. Trong đó âm minh tông hai trưởng lão lâm lôi, hắn trước tiên đứng dậy hắn biết bây giờ là biểu hiện cơ hội tốt nếu như có thể cho những này đại nhân vật lưu lại ấn tượng tốt như vậy đây nhất định đối với hắn mới có lợi lâm lôi khẩu bên trong trực tiếp một tiếng nổi giận tiểu tử còn không quỳ xuống nói xin lỗi cho ta này lâm lôi có tạo hóa cảnh tứ trọng sáu đỉnh phong thực lực hắn tiếng quát to này bên trong ẩn chứa cực hạn uy thế còn lại ba tên trưởng lão thấy lâm lôi động thủ bọn hắn thầm nghĩ chính mình phản ứng quá chậm Lý Bắc Ngạo thấy hai trưởng lão lâm lôi động thủ, hắn hài lòng gật gật đầu, dù sao hôm nay chính là là bọn hắn âm minh tông sự tình, như vậy nhất định muốn do bọn hắn âm minh tông người tự mình giả hội bộ mặt. Diệp thần phong tuy rằng có thể giết Tống Xuân Mi, nhưng muốn giết chết tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong lâm lôi, chuyện này căn bản là là không thể nào. Này lâm lôi hội một môn uy thế chiến kỹ, hắn có thể đủ đem một thân linh khí toàn bộ chuyển hóa thành uy thế, lấy uy thế đến để cho kẻ địch khuất phục. Từng đợt uy thế, dường như mãnh liệt làn sóng. Diệp thần phong trong nháy mắt cảm giác trên người phản phất được đè ép một tòa thật to sơn mạch, hơn nữa trọng lực trả đang không ngừng gia tăng, ầm. Ầm, diệp thần phong dưới chân mặt đất trong khoảnh khắc nổ tung, đầu gối của hắn có một chút cong. Trên thủ vị lý bắc ngạo, hắn cười nói, đúng vậy, hiện tại cuối cùng cũng coi như biết quỳ xuống nói xin lỗi, người vẫn tính có cứu. Lý Bác Ngạo cái này căn bản là tại dấu đầu hở đuôi, rõ ràng là lâm lôi tại ép bức Diệp Thần Phong quỳ xuống, đạo này thành Diệp Thần Phong chính mình chủ động quỳ xuống nói xin lỗi. Chu vi có phần trong tông môn tông chủ và đệ tử, bọn hắn đều cho rằng âm minh tông cách làm quá không hổ thẹn rồi. Mà Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An đều muốn động thủ, chỉ khi nào bọn hắn động thủ, e sợ không chỉ có xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người muốn động thủ, trên thủ vị những người còn lại cũng sẽ có lý do chính đáng động thủ chính lúc tằng quang viễn cùng tiền vinh an không biết nên làm sao bây giờ thời điểm đầu gối càng ngày càng uốn lượn diệp thần phong hắn cắn chặt hàm răng từ khóe miệng của hắn tràn ra từng tia từng tia tiên huyết ánh mắt của hắn băng lãnh như cùng hung thú hắn nhìn xem lâm lôi quát lên ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ xuống ta diệp thần phong không lạy trời không quỳ xuống đất coi như là thiên vương lão tử đến rồi hắn cũng không chịu đựng nổi của ta quỳ xuống. Diệp thần phong ngông nghênh trong nháy mắt được kích phát rồi. Mà đúng vào lúc này, hắn bên trong đan điền cái viên này bất khuất kiếm ý hạt giống, lóe lên hào quang nhỏ yếu. Ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa thời điểm, kiếm thần hạ vô cực đem bất khuất kiếm ý hạt giống cắm vào diệp thần phong bên trong đan điền thời điểm. Hắn từng nói, chỉ cần diệp thần phong có thể kích phát bất khuất kiếm ý loại tay, như vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt lĩnh ngộ thất giai bất khuất kiêm ý. Trên thủ vị những đại nhân kia, bọn hắn từng cái trào phúng nhìn xem Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ đến lúc này, Diệp Thần Phong lại vẫn tại tranh đua miệng lưỡi. Dù sao Diệp Thần Phong mới chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực mà thôi. Thật là một không biết cái gọi là tiểu giác rưởi Tống Long Thiên âm thanh trầm thấp nói ra, mà âm minh tông hai trưởng lão lâm lôi, hắn trong nháy mắt gia tăng uy thế, hắn lạnh giọng quát lên, tiểu tử, người không phải là làm có bản lĩnh sao? Người có bản lĩnh ngay cả ta cũng giết mất à, ta liền đứng ở chỗ này, chỉ sợ người hiện tại liền di chuyển một bước cũng không làm được chứ. Âm, um, âm, um, âm, um. diệp thần phong dưới chân mặt đất không ngừng nổ tung, trên người thừa nhận uy thế càng lúc càng lớn, làn da của hắn lỗ chân lông chung đô tại chảy ra máu tươi, hai con mắt huyết hồng một mảnh. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an là ở nhịn không được, bọn hắn muốn không ngừng hết thảy động thủ, khẩu bên trong hô, sư phụ. Mà chính lúc thời điểm này, diệp thần phong không ngừng uốn lượn dưới đầu gối đang chầm chậm thẳng tắp, hắn thân thể xương cốt bên trong không ngừng phóng ra suốt vang lên giòn giã thanh âm, trên mặt hắn hiện lên không khuất phục quật cường, hắn quát lên ta đã nói rồi, người không để cho ta quỳ xuống tư cách. Diệp thần phong trong lỗ mũi chảy ra tiên huyết, trong tai chảy ra tiên huyết, trong đôi mắt cũng chảy ra tiên huyết. Nhưng Diệp Thần Phong trên người lại tràn ngập nhất cổ không khuất phục ý chí lực. Diệp Thần Phong cả người đứng càng ngày càng thẳng tắp rồi. Này làm cho Lâm lôi lần nữa quá to, quỳ xuống cho ta. Lâm lôi lần thứ hai gia tăng uy thế. Diệp Thần Phong trên người đột nhiên chịu đến càng gia tăng hơn ép bức. Hắn bên trong đan điền viên kia kiếm ý hạt giống phá xác rồi, nhất cổ màu nâu ánh sáng trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần Phong đan điền, Diệp Thần Phong cảm giác mình trong nháy mắt lĩnh ngộ thất giai bất khuất kiếm ý. Diệp Thần Phong trên người không khuất phục thật khí thế trở nên càng sắc bén hơn rồi. Giờ khắc này, hắn có loại bế muộn thiên hạ cảm giác. Trong thân thể thất giai bất khuất kiếm ý hơi động, trong tay hỏa vẫn kiếm phi thường tự nhiên vung ra ngoài, bất khuất kiếm ý. Nhất cổ bất khuất khổng lồ kiếm khí tại hỏa vẫn trên thân kiếm bạo phát ra bất khuất kiếm y phóng thích ra kiếm khí cực kỳ nhanh chóng chỉ thấy tông sắc quang mang lóe lên diệp thần phong trên người uy thế đột nhiên biến mất rồi mà âm minh tông nhị trưởng lão lâm lôi hắn không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ trên cổ của hắn nhiều hơn một đạo vết máu đạo này vết máu đang không ngừng mở rộng ầm một tiếng lâm lôi đầu lăn rơi đến trên mặt đất tiên huyết trực phún lâm lôi chết rồi đường đường tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong lâm lôi lại bị Diệp Thần Phong cho đập phát chết luôn. Trên thủ vị những đại nhân vật kia trên mặt bình tĩnh nụ cười vẫn không có tản đi. Trên mặt đất lâm lôi đầu lâu an tĩnh nằm, này đối với bọn hắn tới nói là một loại biết bao sắc bén trào phúng. chương 1596, thân phận được vạch trần. Này, đây là cái gì kiếm ý? Lấy vừa nãy phóng thích ra kiếm khí lực sát thương, này tối thiểu nhất là thất giai kiếm ý. Hắn rốt cuộc là ai? đánh chết ta, ta cũng sẽ không tin tưởng hắn chính là là tới từ ở hạ đẳng vị diện bên trong rồi. Chẳng lẽ nói hắn là nhất phẩm trong tông môn bí mật bồi dưỡng thiên tài sao? Nhưng chính là nhất phẩm trong tông môn thiên tài, chỉ sợ cũng không hẳn có nhiều như vậy thủ đoạn đi. Đúng vậy, cấp 3 hàn băng kiếm ý cùng cấp 2 hỏa chi kiếm ý, lại tăng thêm loại này thất giai kiếm ý, trời ạ. À. Hắn dĩ nhiên chọn vẹn lĩnh ngộ ba loại kiếm ý. Hơn nữa có một loại kiếm ý chả đã tới thất giai. Lẽ nào hắn là kiếm thần chuyển thế sao? Trên quảng trường trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử bắt đầu nhao nhao nghị luận, thật sự là Diệp Thần Phong biểu hiện ra hết thảy đều quá mức kinh người rồi. Trên thủ vị những đại nhân vật kia, ra mặt của bọn họ không ngừng co quắp, này Diệp Thần Phong là một lần lại một lần tại siêu vượt bọn họ nhận thức mà bị xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người ngăn cản tàng quang viễn cùng tiền vinh an, hai người bọn họ cũng coi như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Về phần bị phong bế huyệt đạo lâm hân di, của nàng hai cái mày liễu nhíu thật chặt, người biết diệp thần phong tuy rằng giết lâm lôi, thế nhưng tình thế bây giờ đối diệp thần phong cực kỳ bất lợi. Diệp thần phong có thể giết chết lâm lôi, như vậy hắn có thể đủ giết chết lý bác ngạo sao? Hắn có thể đủ giết chết tống long thiên sao? hắn có thể đủ giết chết thần Hạc Giang sao? Hắn có thể đủ giết chết ở đây tất cả cao thủ sao? Lâm Hân Di trong lòng là càng ngày càng lo lắng, người lần thứ hai lo lắng mở miệng nói, thần phong, người đi. Người không cần để ý đến. Được Lâm Hân Di như thế hống một tiếng. Trên thủ vị những đại nhân vật kia dồn dập tỉnh táo lại. Hiện tại cái này chút đại nhân vật là đúng Diệp Thần Phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo, bên trong thân thể của hắn luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ thật khí thế. Hoàn toàn bạo phát ra. Thánh tử Giang Mạc Thiên chết rồi. Ngũ trưởng lão Tống Xuân Mi chết rồi. Bây giờ lại liền nhị trưởng lão Lâm Lôi cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Lý Bắc Ngạo là cũng không còn cách nào đã chịu, hôm nay bọn hắn âm minh tông tổn thất đau đớn thê thảm. Lý Bắc Ngạo trên người khí thế cuồn cuộn, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới vừa vặn diệp thần phong có thể một chiêu miểu sát lâm lôi, ngoại trừ thất giai bất khuất kiếm ý sát thực cường hãn ở ngoài, còn có chính là lâm lôi khinh địch, nếu như lâm lôi có thể phòng bị tốt diệp thần phong lời nói, như vậy cho dù diệp thần phong sử dụng tới thất giai bất khuất kiếm ý. Diệp thần phong dù sao cũng chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực. Lâm lôi còn không đến mức được một chiêu nháy mắt giết trên thủ vị những người còn lại nhìn thấy lý bắc ngạo nộ khí trùng thiên hướng về diệp thần phong lao đi hải thần điện thái thượng trưởng lão thần hạc giang hắn đầu tiên mở miệng nói lý tông chủ nhất định phải lưu tiểu tử này một hơi đúng lý tông chủ lưu tiểu tử này một hơi chúng ta linh dược cốc vô cùng cảm kích linh dược cốc lão tổ đỗ bắc năm cũng quát lên tiếp lấy luyện khí tông vương chấn núi cùng tống long thiên mấy người cũng lần lượt mở miệng bọn hắn đều phải để lại diệp thần phong một hơi lý bắc ngạo tuy rằng hận không thể lập tức đem diệp thần phong lột ra chóc thịt thế nhưng những này đại nhân vật cũng không phải hắn có thể đủ chiêu tới mà tàng quang viễn cùng tiền vinh an nhìn thấy lý bắc ngạo đối diệp thần phong đã phát động ra công kích hai người bọn họ cũng liều lĩnh đối xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người động thủ về phần tả phi bạch cùng ngô lực phàm hai người này bọn hắn tuy rằng biết mình thực lực hèn mọn nhưng là hai người bọn họ cũng không chút do so dự muốn muốn xông ra xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người ngăn cản. Thế nhưng, này xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người chính là là một đôi sinh đôi, bọn hắn phối hợp lại sức chiến đấu, coi như là gặp phải niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Cuống hồ là đối phó trước mặt tàng quang viễn đám người. Một bên khác, cầm trong tay hỏa vẫn kiếm diệp thần phong, hắn trước mắt hoa lên. Lý Bắc Ngạo liền xuất hiện. Còn không có đợi Diệp Thần Phong kịp phản ứng, Lý Bắc Ngạo liền một trường vỗ đi ra. ầm um, một tiếng, Giang rác, sang rác, giang rác. Diệp Thần Phong ngực trong nháy mắt được đập trúng rồi, bộ ngực hắn xương đứt gãy không ít, trong miệng tiên huyết phun, thân thể nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Đây mới thật sự là thực lực tranh lệch. Diệp Thần Phong dù sao mới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ, mà Lý Bác Ngạo có luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong hiện tại khiếm khuyết chính là thực lực. Nếu như Diệp Thần Phong cũng đang luân hồi cảnh tam trọng thiên lời nói, như vậy này Lý Bác Ngạo căn bản không đủ hắn nhét kẻ răng. Lý Bác Ngạo tốc độ cùng sức mạnh vượt qua Diệp Thần Phong nhiều lắm, cho tới Diệp Thần Phong liền ngăn cản động tác cũng không kịp làm ra vừa vặn một trường này lý bắc ngạo dùng toàn lực mặc dù không có thi triển chiến, chiến kỹ nhưng là tuyệt đối đủ để diệp thần phong chịu được nếu như là vậy tạo hóa cảnh nhất trọng thiên người e sợ trực tiếp sẽ bị lý bắc ngạo một trường này cho đập chết cũng may diệp thần phong nhục thân cường độ rất xa đã vượt qua vậy tạo hóa cảnh nhất trọng thiên cao thủ ầm um, một tiếng diệp thần phong thân thể nặng nề té lăn quay trên mặt đất bên trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi trên người của hắn quần áo màu đen cũng bị chấn bể không ít trên cánh tay phải cái kia vòng tròn màu đỏ đồ án lộ ra mà tàng quang viễn bọn người ở tại nhìn thấy diệp thần phong sau khi bị thương sự công kích của bọn họ trở nên càng thêm mãnh liệt đáng tiếc xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người mạnh hơn bọn họ thượng nhiều lắm âm um, âm um, âm um. tàng quang viễn bọn người trên thân một lần lại một lần chịu đến công kích rất nhanh tàng quang viễn bọn bốn người liền không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi mà lý bắc ngạo cũng không có đình chỉ đối diệp thần phong công kích hai tay của hắn nhắm ngay diệp thần phong trong cơ thể linh thể điên cuồng lộ ra đoạt mệnh truy hồn linh khí ở trong không khí ngưng tụ thành một cái cực kỳ to lớn linh khí xiềng xích này linh khí xiềng xích nhanh chóng hướng về diệp thần phong đánh tới này là vừa rồi tống xuân Mi cùng diệp thần phong đối chiến thi triển chiêu thức bất quá Lý Bắc Ngạo trong tay triển khai ra, còn mạnh hơn Tống Xuân Mi Thượng rất nhiều lần. Vừa muốn từ mặt đất đứng lên Diệp Thần Phong, hắn trong nháy mắt được linh khí xiềng xích cho quấn chặt lấy rồi. Theo, Lý Bắc Ngạo thủ trưởng nắm chặt. Linh khí xiềng xích đối Diệp Thần Phong quấn quanh lực càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong trên người không ngừng phát ra tiếng xương gãy, hắn muốn tránh thoát linh khí xiềng xích, nhưng thực lực tuyệt đối tranh lệch, đó cũng không phải yêu nghiệt thiên phú nhưng để bù đắp được rồi diệp thần phong ra trên người không ngừng nứt toác máu tươi từ vết thương của hắn bên trong liên tục chảy xuôi mà ra diệp thần phong có thể trốn hỗn độn trong nhẫn nhưng hắn tuyệt đối không thể bỏ lại tàng quang viễn cùng lâm hân di đám người vạn nhất hắn trốn một chút vào bên trong tiểu thế giới tàng quang viễn đám người đã bị giết làm sao bây giờ diệp thần phong tuyệt đối không làm được vứt bỏ bằng hữu sự tình đến trên thủ vị một đám đại nhân vật bọn hắn nhìn thấy máu me đầm đìa diệp thần phong trên mặt bọn họ cuối cùng cũng coi như hiện lên ý cười, cho dù Diệp Thần Phong sức chiến đấu lại làm sao cường hãn, tạo hóa cảnh dù sao chỉ là tạo hóa cảnh mà thôi. Những này đại nhân vật trong Luyện Khí tông tông chủ Vương Chấn Núi, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trên cánh tay phải vòng tròn màu đỏ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Cái này vòng tròn màu đỏ xuất hiện tại Diệp Thần Phong trên người, vậy thì chứng minh rồi Diệp Thần Phong chính là giết chết hắn luyện khí tông đại trưởng lão hung thủ. Tiếp lấy, vương chấn núi càng ngày càng cảm thấy Diệp Thần Phong nhìn quen mắt rồi, hắn đột nhiên nhớ lại, hắn ban đầu là xem qua Diệp Thần Phong chân dung. Lúc trước hắn cho rằng luyện khí tông trưởng lão Chu Văn thường chết đi là thiên hỏa lão nhân một tay chủ đạo, cho nên hắn mới đối Diệp Thần Phong loại này tiểu nhân vật chân dung không có quá nhiều quan tâm. Bây giờ kết hợp được Diệp Thần Phong hôm nay bày ra tất cả. Vương Chấn Núi hầu như có thể khẳng định, đại trưởng lão chết đi cùng trưởng lão Chu Văn thường chết đi, này Diệp Thần Phong hẳn là mới là cuối cùng người chủ đạo. Vương Chấn Núi trên mặt phẫn nộ bạo phát tới cực điểm, hắn quát lên, Lý tông chủ, gần như nên dừng tay, tiểu tử này ta nhất định phải từ từ dần vặt. Thấy Vương Chấn Núi thật phẫn nộ rồi. Ở đây tất cả mọi người không hiểu nhìn xem Vương Chấn Núi mà Lý Bác Ngạo cũng đem mình ngưng tụ linh khí xiềng xích buông lỏng ra, Diệp Thần Phong bây giờ trên người xương gãy vỡ không sai biệt lắm, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong trên căn bản là phế bỏ. Vương chấn núi tại cảm giác được ánh mắt chung quanh sau, thanh âm hắn lạnh lẽo giải thích, này tiểu giác rưởi chính là ta luyện khí tông kẻ thù, trên cánh tay của hắn vòng tròn màu đỏ chính là ta luyện khí tông đại trưởng lão trong cơ thể cấm chế. Một khi ai giết đại trưởng lão, lớn như vậy trưởng lão trong cơ thể cấm chế cũng sẽ bị kích phát, tại trên người hung thủ lưu lại một vòng tròn màu đỏ. Đồng thời này tiểu giác rời trà cùng chúng ta luyện khí tông một gã khác nội môn trưởng lão chết có quan hệ, thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, lại dám đối với chúng ta luyện khí tông đại trưởng lão cùng nội môn trưởng lão ra tay. Ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là so với chết còn muốn thống khổ trên thủ vị hắn dư đại nhân vật, bọn hắn cũng nghe nói luyện khí tông đại trưởng lão bỏ mình sự tình rồi, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là giết chết luyện khí tông đại trưởng lão người, dĩ nhiên là trước mặt Diệp Thần Phong. Cái này đại náo âm minh tông thánh tử tranh đoạt người. Nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần Phong không chỉ có là giết luyện khí tông đại trưởng lão cùng nội môn trưởng lão người, hơn nữa còn là phá hủy dược phương thành, giết linh dược cốc rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử người, như vậy thật không biết bọn hắn hội là như thế nào một phó biểu tình đâu này. chương 1597, đi địa ngục sám hối đi. Hôm nay trận này âm minh tông thánh tử tranh cướp, quả thực là đặc sắc vạn phần. Gợn sóng một lần lại một lần nhấc lên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương gãy vỡ không sai biệt lắm diệp thần phong, thân thể hắn mỗi một tấc da thịt đều bị tiên huyết bao trùm, phảng phất là vừa vặn ngâm qua huyết chỉ bình thường. Bất quá, Diệp thần phong tiên huyết bên trong mang theo màu vàng, người bình thường nếu như không cẩn thận đến xem, bọn hắn căn bản vô pháp phát hiện cái tình huống này. Lúc trước, Diệp thần phong tại hải tộc bên trong tiểu thế giới, hắn tại chịu đựng tịch diệt tử lôi thời điểm, hắn thi triển một lần bất tử kim thân. Sau đó, xuất hiện tại dược phương thành bên ngoài, hắn và nam hạo sinh đám người đối chiến thời điểm, hắn lại thi triển một lần bất tử kim thân lúc đó lấy diệp thần phong trong cơ thể thần huyết mức độ đậm đặc hắn chỉ có thể thi triển hai lần là bất tử kim thân này bất tử kim thân chính là thần huyết huyết bên trong chiêu thức thông qua tiêu hao thần huyết đến khôi phục nhanh chóng thương thế một loại biện pháp đương nhiên tiêu hao thần huyết cũng sẽ ở sau này chậm rãi khôi phục như cũ trước đó diệp thần phong thi triển hai lần bất tử kim thân bất quá trong cơ thể hắn thần huyết đã sớm khôi phục lại lại tăng thêm diệp thần phong hôm nay liên tục đột phá thực lực, trong cơ thể hắn thần huyết lại trở nên nồng nặc một ít, hắn bây giờ có thể liên tục thi triển ba lần là bất tử kim thân. Nằm trên đất không nhúc nhích diệp thần phong, hắn hàm răng đem đầu lưỡi cho cắn nát, hắn nhất định muốn để đầu của mình duy trì tỉnh táo. Nếu như hắn thi triển bất tử kim thân, như vậy linh dược cốc nam hạo sinh, khẳng định cũng sẽ nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong. Thế nhưng, hiện tại bất kể như thế nào, những người này đều phải động thủ với hắn rồi, cho nên diệp thần phong cũng không sao cả rồi. tại luyện khí tông tông chủ vương chấn núi nói ra diệp thần phong chính là luyện khí tông kẻ thù sau. không khí của hiện trường không thể nghi ngờ lại một lần nữa trở nên suốt sáng lên, được xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người đánh ngã trên mặt đất tầng quang viễn đám người, bọn hắn không có sức mạnh lại đứng lên rồi. trước mắt tầng quang viễn đám người lại nghe được vương chấn núi mấy câu nói bọn hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, xem ra hôm nay tính mạng của bọn họ yếu viết di chúc ở đây rồi. Trên thủ vị hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, hắn đối với vương Trấn núi nói ra, vương tông chủ, kế tiếp chúng ta tới thảo luận một chút xử trí như thế nào tiểu tử này đi. Tiểu tử này trên người bí mật không ít, chúng ta nhất định muốn thảo luận suốt một hợp lý phương pháp xử lý. Linh dược cốc lão tổ đỗ Bắc Nam, hắn cũng đầu nói ra, đúng vậy, tại không có đem tiểu tử này trên người bí mật ép hỏi ra trước khi đến tiểu tử này tuyệt đối không thể chết âm minh tông tông chủ lý bác ngạo hắn đối với ngũ đại trưởng lão bên trong còn sót lại ba người nói ra các ngươi cho ta chú ý cho kỹ tiểu tử này nói xong lý bác ngạo cũng hướng về vị trí đầu não đi đến dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong cơ bản phế bỏ căn bản không lật nổi bọt nước đến rồi âm minh tông ngũ đại trưởng lão Bây giờ chỉ còn dư lại đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão rồi. Âm Minh Tông đại trưởng lão chính là một cái khuôn mặt tiểu tụy lão đầu. Thực lực của hắn tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Âm Minh Tông tam trưởng lão chính là một cái gầy trơ xương lão đầu. Thực lực của hắn tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Âm Minh Tông tứ trưởng lão chính là một cái môi ưng lão đầu, thực lực của hắn tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Này ba cái lão đầu khi nghe đến tông chủ lý bác ngạo mệnh lệnh sau, bọn hắn lập tức đi tới nửa chết nửa sống diệp thần phong bên cạnh, dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ diệp thần phong cùng một con chó chết không có gì khác nhau rồi. Trên thủ vị những đại nhân vật kia, bọn hắn bắt đầu thảo luận xử trí diệp thần phong phương pháp xử lý rồi. Trong đó thần hạc giang cháu trai thần nam, con trai của tống long thiên tống bằng, trong lòng bọn họ một mực không sảng khoái diệp thần phong vừa vặn Diệp Thần Phong biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu sau, hai người bọn họ trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Bây giờ Diệp Thần Phong không còn sức đánh trả rồi, này thần Nam cùng Tống Bằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng rồi. Thần Nam cùng Tống Bằng hướng về Diệp Thần Phong đi tới, thần Hạc Giang cùng Tống Long Thiên cũng không hề ngăn cản. Dù sao Diệp Thần Phong đã sống dở chết dở rồi, hơn nữa còn có âm minh tông đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trông coi thần nam cùng tống bằng cực kỳ phách lối đi tới diệp thần phong trước mặt bọn hắn khinh thường nhìn xem nằm ở trên mặt đất diệp thần phong tống bằng một mặt cười lạnh nói tiểu tử người không phải mới vừa trả rất châu sao ông nội ta chết đi cùng người có quan hệ bây giờ liền luyện khí tông đại trưởng lão chết đi cũng cùng người có quan hệ người quả thực là chết chưa hết tội thần nam liếc nhìn tống bằng hắn lại nhìn một cái trên thủ vị bị phong bế huyệt vị lâm hân di hắn nói ra tống bằng ta biết ngươi khẳng định coi trọng cái kia trời sinh lạnh thể nữ nhân nói thật ta cũng nhìn chúng không bằng chúng ta tới tỉ thí một chút ai có thể để tiểu tử này trước tiên cầu xin tha thứ cái kia trời sinh lạnh thể nữ nhân liền về ai ngươi xem coi thế nào tống bằng một mặt tự kiêu nói lẽ nào ta còn biết sợ ngươi sao nói xong Tống Bằng trực tiếp một cước giẫm tại Diệp Thần Phong trên cánh tay, Diệp Thần Phong trên cánh tay xương đã đứt gãy, được Tống Bằng như thế giẫm mạnh nghiền một cái, Diệp Thần Phong trên cánh tay phải xương lập tức có loại nát bấy xu thế. Bất quá, Diệp Thần Phong trong cổ họng liền một tiếng rên đều không có phát ra. Thấy Tống Bằng động thủ, Thần Nam cũng không chút do so dự động thủ, hắn một cước trực tiếp giẫm tại Diệp Thần Phong trên đùi, Diệp Thần Phong bắp đùi bên trong xương trong nháy mắt nát tan, tiên huyết đang không ngừng tuôn ra. Nằm ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn cắn chặt hàm răng, hắn cảm ứng trên thủ vị những người kia chậm rãi đem sự chú ý rời đi nơi này, bọn hắn đang chuyên tâm thảo luận yếu xử trí như thế nào hắn. Diệp Thần Phong biết cơ hội của hắn đến rồi, nếu những người này không cho Diệp Thần Phong dễ chịu, như vậy hắn liền trước đem thần nam đám người giết lại nói. Lâm Hân Di nhìn thấy Diệp Thần Phong được thần nam cùng tống bằng rằn vặt dáng dấp, người đã sớm là khóc không ra tiếng, nước mắt không ngừng từ viền mắt của nàng bên trong chảy ra. Mà nằm trên đất không cách nào đứng lên tầng quang viễn đám người, bọn hắn cũng không đành lòng nhìn thấy Diệp Thần Phong được hành hạ. Đến khắp chung quanh những tông môn khác bên trong tông chủ và đệ tử, có chính là chống đỡ âm minh tông, mà có thì còn lại là cho rằng âm minh tông loại hành vi này quá mức vô sỉ. Nguyên bản chính nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, Tống bằng thấy Diệp thần phong mở mắt ra, hắn phách lối quát lên, tiểu giác rưởi, ngươi là không nên hướng về ta cầu xin tha thứ. Nhanh, nhanh tiếng la ra ra tới nghe một chút. Thần nam cũng liền vội vàng nói, tống bằng, ta xem là này tiểu giác rưởi muốn hướng về ta cầu xin tha thứ, nơi này cũng không chuyện của ngươi. Về phần âm minh tông đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Bọn hắn một mặt hí hành hạ nhìn trên mặt đất Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần Diệp Thần Phong không bị dằn vặt đến chết, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản thần nam cùng tống bằng. Diệp Thần Phong trong con người đột nhiên hung khí bao phủ. Thần nam cùng tống bằng thấy thế, hai người bọn họ sợ đến một cái run rẩy. Sát theo đó, so với vạn năm kẽ băng nứt còn lạnh hơn thanh âm, từ Diệp Thần Phong trong cổ họng phát ra, có phải hay không các người cảm thấy rất chơi vui? Như vậy ta liền để cho các người chơi thống khoái diệp thần phong cảm ứng trong cơ thể thần huyết hắn đột nhiên đã vận hành lên thần huyết quyết trong gân mạch thuộc về thần huyết quyết cái kia linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển bất tử kim thân từ diệp thần phong trong cơ thể lập tức đã tuôn ra một cỗ sóng năng lượng diệp thần phong trong nháy mắt được một tầng hào quang màu vàng cho bao phủ lại rồi hắn trên người vết thương tại dùng một loại tốc độ kinh người khép lại vết thương khép lại gãy vỡ xương một lần nữa tiếp hảo rồi chỉ là ngăn ngắn hai giây đồng hồ tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong trong nháy mắt triệt để khôi phục lại. Trên thủ vị người được một cái động tĩnh hấp dẫn, khi bọn họ thấy cảnh này thời điểm. Bọn họ là trong nháy mắt sợ ngây người. Mà khôi phục thương thế Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Cách Diệp Thần Phong gần nhất âm minh tông đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, bọn họ là trước hết phản ứng lại, Đại trưởng lão tốt xấu cũng có tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực dưới cái nhìn của hắn, cho dù Diệp Thần Phong sử dụng tới thất giai bất khuất kiêm ý, Diệp Thần Phong cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Mà Thần Nam cùng tống bằng hai người này, hai người bọn họ cơ thể hơi run rẩy, bất quá nhìn thấy có ba tên Âm Minh Tông trưởng lão ở bên cạnh, hai người bọn họ mới an tâm một chút. Âm Minh Tông đại trưởng lão trong nháy mắt ra tay rồi. Hắn biết nhất định muốn tiên phát chế nhân. Diệp Thần Phong biết mình cũng không phải là đối thủ của đại trưởng lão, hơn nữa hiện tại hắn nhất định muốn đánh nhanh thắng nhanh. Cũng còn tốt, đang hấp thu Giang Mạc Thiên Hung khí sau, hắn địa ngục ma nhãn có thể thức tỉnh 10 cái hô hấp rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể trong nháy mắt đã vận hành lên Ma Thiên Quyết. Theo, Ma Thiên Quyết vận chuyển diệp thần phong thử đem sức mạnh tập trung đến trong đôi mắt đi địa ngục ma nhãn thức tỉnh diệp thần phong hai con mắt trong nháy mắt biến thành đen tuyền phảng phất là tới từ địa ngục ác ma cho người một loại cực kỳ âm u cảm giác khủng bố làm diệp thần phong địa ngục ma nhãn nhìn về phía đã tại công kích đại trưởng lão tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lúc này ba cái lão đầu trong nháy mắt thân thể cứng ngắc lại này ba cái lão đầu trước mặt cảnh tượng thay đổi bọn hắn đi tới một chỗ núi thây trong biển xác đầy đất đều là tiên huyết, trên mặt đất đâu đâu cũng có máu me đầm đìa phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hung khí không ngừng bao quanh bọn hắn, bên tai quanh quẩn gào khóc thảm thiết thanh âm. Tiếp lấy, giữa bầu trời cũng trở thành màu máu đỏ một mảnh, giữa bầu trời phảng phất cũng đang tràn ra tiên huyết đến. Từ dưới nền đất không ngừng toát ra các loại hung khí xâm xâm quái vật, từng cái khủng bố bộ xương màu đen đầu vây quanh bọn hắn. Ở nơi này bọn hắn căn bản không có sức phản kháng, thân thể của bọn họ không ngừng đang bị quái vật gặm cắn, loại thống khổ này cùng sợ hãi kích thích bọn hắn mỗi một cái thần kinh não bộ. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là ảo giác, bất quá, địa ngục ma nhãn chỗ chế tạo ra ảo giác gần như có thể lấy giả đánh cháo, chỉ có được địa ngục ma nhãn người vừa ý, bọn hắn mới sẽ thân hãm trong ảo giác. A-Hát, à không được, không được, âm minh tông trên quảng trường đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, bọn hắn hoảng sợ ôm lấy đầu của mình, trong miệng khàn cả giọng gầm rú, này làm cho người chung quanh nghĩ mai mà không ra, dù sao người chung quanh nhưng không nhìn thấy ảo giác. Đồng dạng ở địa ngục ma nhãn ảnh hưởng dưới, thần nam cùng tống bằng cũng lâm vào khủng bố trong ảo giác, hai người bọn họ cái gọi là thiên chi kiêu tử, giờ khắc này, bọn hắn dĩ nhiên sợ đến quần đều ướt. Từ trên chân của bọn họ không ngừng lướt xuống nhất cổ chất lòng, cái mông đã sớm co quắp ngồi ở trên mặt đất. Diệp Thần Phong đã thi triển là ngục ma mắt năm cái hô hấp rồi, hắn bây giờ địa ngục ma nhãn nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong trong tay hỏa vẫn kiếm chuyển động, hỏa vẫn kiếm nhanh chóng đâm ra. Xi si xi, si, xi si xi, si, xi si xi. Si. Âm Minh Tông đại trưởng lão tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trái tim trong nháy mắt bị đâm thùng, thân thể chậm rãi hướng xuống đất đổ tới rồi. Tại đây ba cái lão đầu chết đi sau đó địa ngục ma nhãn thời gian còn lại ba cái hô hấp rồi, hắn lập tức đình chỉ thi triển là ngục ma mắt, cuối cùng ba cái hô hấp địa ngục ma nhãn, hắn cũng không muốn lãng phí ở thần nam cùng tống bằng loại phế vật này trên người. Diệp thần phong ánh mắt màu sắc khôi phục bình thường ở địa ngục ma nhãn thu hồi sau đó co quắp ngồi ở trên mặt đất thần nam cùng tống bằng bọn hắn trước mắt ảo giác cũng đã biến mất. bất quá thần nam cùng tống bằng ánh mắt lại trong nháy mắt chừng lớn chỉ thấy diệp thần phong hỏa vẫn kiếm hướng về bọn hắn vùng đã tới thần nam cùng tống bằng chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên thực lực còn nữa bọn hắn vừa vặn được sợ mất mật rồi hiện tại liền trong cơ thể linh khí cũng tăng lên không đứng lên tại tử vong trước mặt. Tống bằng hoảng sợ cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta gọi ngươi ra ra, ta gọi ngươi ra ra. Thần Nam cũng không chịu yếu thế cầu xin tha thứ, đúng, ta còn không muốn chết, ngươi là ta thần Nam ra ra, ta gọi ngươi ra ra. Mà lúc này, trên thủ vị thần Hạc Giang cùng Tống Long Thiên hai người này, bọn hắn cũng phản ứng lại, bọn hắn không hẹn mà cùng quát tiểu tử, ngươi dám diệp thần phong khinh thường nói ta có những gì không dám dù sao những người này nhất định sẽ không bỏ qua diệp thần phong rồi mà diệp thần phong lại có cái gì tốt băn khoăn trong tay hỏa vẫn kiếm kéo trong không khí lửa nóng thuận lợi từ thần nam cùng tống bằng trên cổ xẹt qua hai người các ngươi tới địa ngục đi sám hối đi không không thần nam cùng tống bằng thanh âm im bật đi hỏa vẫn kiếm hạ xuống Tống bằng cùng thần nam hai cái đầu cũng đã rơi vào trên mặt đất. Âm minh tông ngũ đại trưởng lão toàn bộ chết rồi tại diệp thần phong trên tay. Bây giờ liền thần nam cùng tống bằng cũng đã bị chết ở tại diệp thần phong trên tay. Xem ra cục diện hôm nay đúng là không chết không thôi rồi. chương 1598, lão già, trả lại cho ngươi. Âm minh tông nghiêm ác trên sân tình thế thay đổi trong nháy mắt. Diệp Thần phong động tác thật sự là quá nhanh rồi, làm cho ở đây bất luận người nào đều không có ngăn cản cơ hội. Hải Thần Điện Thái thượng trưởng lão Thần Hạc Giang, hắn nhìn phía xa cháu mình đầu lâu yên tĩnh nằm trên mặt đất thượng, cặp mắt trợn lên lớn vô cùng. Này Thần Hạc Giang trong lòng lửa giận dường như núi lửa bạo phát, hắn dưới gối chỉ có Thần Nam như thế một cái cháu trai, hắn bình thường đối Thần Nam có thể nói là muốn gì được đó, bây giờ cháu của mình chết rồi. Này làm cho Thần Hạc Giang làm sao có thể tiếp nhận. Mà Tống Long Thiên giờ phút này phẫn nộ cũng không so với Thần Hạc Giang thiếu, bị hắn coi vì tương lai tay trái tay phải Giang Mạc Thiên chết rồi, cùng hắn cùng cha khác mẹ Tống Xuân Mi cũng đã chết, bây giờ liền ngay cả con trai của hắn Tống Bằng cũng chết tại Diệp Thần Phong trên tay. Tống Long Thiên hận không thể bới Diệp Thần Phong ra, rút Diệp Thần Phong gân, ăn Diệp Thần Phong thịt, uống Diệp Thần Phong huyết. Bất quá Thần Hạc Giang cùng Tống Long Thiên cũng không suy nghĩ thật kỹ, yếu không phải là bọn hắn hùng hổ dọa người một thần nam cùng tống bằng sẽ chết sao? Yếu không phải là bọn hắn không cho Diệp Thần Phong mang đi Lâm Hân Di, cuối cùng hội biến thành bây giờ cục diện này sao? Thần Hạc Giang động tác so với Tống Long Thiên còn nhanh hơn một bước, ngực của hắn trong nháy mắt được lửa giận cho lấp đầy, hắn đã không lo được Diệp Thần Phong trên người bí mật, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Diệp Thần Phong đến vì cháu của hắn báo thù. Này thần hạt giang thân là hải thần điện thái thượng trưởng lão, hắn tu luyện chính là thủy hệ công pháp và thủy hệ chiến kỹ, hắn được địa huyền giới nhân xưng chi vì hải long vương. Nhiết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thật khí thế đột nhiên tăng vọt, phẫn nộ làm cho thần hạt giang bắp thịt trên mặt vi vi rút quát, hắn hai cánh tay một trận vung vẩy, trong không khí thủy nguyên tố cực nhanh hướng về hắn ngưng tụ. Chỉ là hai cái chớp mắt thời gian, tại thần hạc mặt sông trước liền ngưng tụ thành một đầu dài ước 50 mét, thân thể khoan dung cự bồn nước lớn vậy cự xà. Này to lớn xà bên trong ẩn chứa cực hạn khủng bố lực lượng. Thần hạc giang hai tay hơi động, cự xà quấy đuôi. Này do thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành cự xà, nó hướng về diệp thần phong tịch quyển nhi đi, tại khoảng cách diệp thần phong xa 20 mét địa phương, này con cự xà đuôi hướng về diệp thần phong quét qua. Phàm là được cự xà đuôi đảo qua địa phương, trên mặt đất đất đều vén lên, mặt đất từng tấc từng tấc nước toác. Một chiêu này, thần Hạc Giang không chút nào hạ thủ lưu tình. Bất quá, thân là tu luyện thủy hệ công pháp và chiến kỹ người, chỉ có tại có nước mà mới có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu đến. Thế nhưng, cho dù tại không có nguồn nước dưới tình huống, một chiêu này cự xà quấy đuôi, trên căn bản đầy đủ để niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả tan xương nát thịt. Cự xà to lớn đuôi hướng về Diệp Thần Phong quét đi, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy bên tai là vù vù trói tai tiếng gió, hắn quần áo trên người rách nát không ngừng nhấp nhô. Thần Hạc Giang phẫn nộ quát, chết đi, tiểu rác rưởi Tống Long Thiên quát lạnh, tiểu rác rưởi tiện nghi ngươi rồi, để ngươi chết thoải mái như vậy. Luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, hắn cao mày, hắn vốn là muốn muốn hảo hảo dằn vặt Diệp Thần Phong một phen, đáng tiếc bây giờ căn bản không thể nào, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong muốn muốn thừa nhận ở Thần Hạc Giang một chiêu này, hoàn toàn là xả đạm linh dược cốc lão tổ đỗ bắc năm hắn bất đắc dĩ lắc đầu hắn chả muốn có được diệp thần phong trên người cái kia nghịch thiên đan dược đan phương đây này đáng tiếc hiện tại hết thảy đều chậm lúc trước diệp thần phong tại dược phương thành bên ngoài thi triển bất tử kim thân thời điểm này đỗ bắc năm vẫn không có chạy tới cho nên đỗ bắc năm trước đó cũng chưa từng thấy bất tử kim thân thi triển mà đứng tại đỗ bắc năm bên cạnh linh dược cốc tông chủ nam hạo sinh hắn nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt trên mặt hắn vẻ mặt không ngừng biến hóa khi thì sợ hãi khi thì phẫn nộ hắn hiện tại biết vì sao lại cảm thấy diệp thần phong thanh âm quen thuộc nguyên lai nguyên lai diệp thần phong chính là cái kia lúc trước dược vương thành bên ngoài rác rưởi cái kia đem linh dược cốc trọng thương rác rưởi âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo trên mặt hắn vẻ mặt dường như phát cuồng bình thường hôm nay vốn là âm minh tông ngày vui nhưng âm minh tông thánh tử chết rồi âm minh tông năm đại trưởng lão đều chết hết đây đối với tông chủ lý bác ngạo lai nói quả thực như tình thiên phích lịch. Mà bị phong ở huyệt vị lâm hân di, người còn chưa kịp vì diệp thần phong giết chết thần nam đám người mà cao hứng, nàng liền lại thấy được này hẳn phải chết một màn, người không đành lòng cau chặt lông mày, trong lòng thầm nghĩ, thần phong, hân di hội vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, coi như là đi địa ngục, hân di cũng phải cùng ở bên cạnh ngươi. Về phần nhìn xem tầng quang viễn đám người xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người, hai người bọn họ cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Xích hỏa chân nhân nói, tiểu tử này cũng tính là một hôm nay mới rồi, hắn vừa nãy thi triển chiêu thức gì. Bất quá hôm nay nơi này nhất định là hắn táng sinh chi địa N. Nằm ở trên mặt đất tầng quang viễn cùng tiền vinh an đám người, trên mặt bọn họ hiện lên không cam lòng, diệp thần phong một lần lại một lần biểu hiện ra sức chiến đấu cùng thiên phú. Bọn hắn biết nếu như Diệp Thần Phong một mực có thể tiếp tục trưởng thành, tại tương lai rất có thể sẽ trèo lên đỉnh địa huyền giới, nhưng tất cả những thứ này lẽ nào thật sự yếu vào hôm nay kết thúc rồi hà? Nghiêm ác chàng chu vi tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, bọn hắn cũng dồn dập nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Ai, ta bội phục người trẻ tuổi này dũng khí của hắn ta thật sự bội phục, đáng tiếc a -Hát. Thực sự là đáng tiếc. Người càng dám ở chỗ này nói lời như vậy này tiểu giác rưởi nhưng là hải thần điện cùng luyện khí tông kẻ thù các ngươi lẽ nào không muốn sống rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta liền tư cách nói chuyện cũng không có? Người sống cả đời, không thể sống quá uất ức, vị tiểu huynh đệ này dám đến âm minh tông cứu người, hắn liền là bội phục hắn, về phần hải thần điện cùng luyện khí tông cùng để cừu hận của hắn, người dám nói nhất định là vị tiểu huynh đệ này lỗi sao? Nếu như không phải là bọn hắn chọc tới vị tiểu huynh đệ này, như vậy vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ mình đầu có vấn đề. Hắn muốn đi gây phiền toái. Chủ vi tất cả đại tông môn bên trong người, có chính là chống đỡ diệp thần phong, mà có thì còn lại là lựa chọn làm luyện khí tông các loại tông môn chó xù. Tại tất cả mọi người mỗi người một ý thời điểm. Tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Con cự xà kia đuôi khoảng cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, càng ngày càng gần mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị cự xà đuôi cho quét thành thịt nát rồi. Mà cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn lẫm liệt không sợ, bởi vì hắn trong thân thể Thủy Linh Châu có phản ứng, này Thủy Linh Châu nhưng là trung phẩm bảo khí đây. Trung phẩm bảo khí trên đất huyền giới nhiễm nhiên có thể xưng tụng là trí bảo rồi, tại toàn bộ địa huyền giới, nắm giữ bảo khí tông môn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là có bảo khí tông môn, bình thường đều là đem bảo khí lấy tư cách bảo vật chấn phái, bình thường dưới tình huống tông môn là sẽ không vận dụng bảo khí, chỉ có tại tông môn nguy cơ lúc chỗ, bọn hắn mới sẽ vận dụng bảo khí. Mà Diệp Thần phong thủy Linh Châu, tại bình thường dưới tình huống khả năng không có bất kỳ lực công kích, chỉ khi nào gặp phải nước, này thủy Linh Châu power liền sẽ tự mình hiển hiện ra. Tàn nhẫn theo vừa mới lão bạch cùng lão hắc từng nói, có thủy Linh Châu bảo vệ, Diệp Thần phong hoàn toàn có thể tiếp được một chiêu này dù sao này cự xà quấy đuôi là dựa vào ngưng tụ trong không khí thủy nguyên tố thi triển. Màu xanh ra trời thủy linh châu nhất thời từ diệp thần phong thân thể bên trong bay ra, vững vàng trôi nổi ở diệp thần phong đỉnh đầu. Trung phẩm bảo khí thủy linh châu vừa ra, diệp thần phong chu vi trong nháy mắt tràn ngập nồng nặc thủy nguyên tố rồi. Tại thủy linh châu xuất hiện nháy mắt, trên thủ vị những đại nhân vật kia dồn dập biến sắc, luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, hắn thân là luyện khí sư, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Thủy Linh Châu phẩm bậc, hắn mất nói trong, trung phẩm bảo khí. Tại vương chấn núi vừa mới nói ra Thủy Linh Châu phẩm bậc lúc. Từ trong Thủy Linh Châu thả ra nhất cổ đáng sợ sức hút, nguyên bản yếu quét vào diệp thần phong trên người cự xà đuôi. Chỉnh con cự xà chỗ giữa được Thủy Linh Châu cắn nuốt mất rồi. Thủy Linh Châu tại đem cự xà quấy đuôi sau khi cắn nuốt, lại lần nữa đem cự xà quấy đuôi một chiêu này phóng thích ra ngoài. Dường như lấy gậy ông đập lưng ông, lúc này, từ trong thủy linh châu phóng thích ra cự xà quấy đuôi hướng về thần hạc giang quét qua. Diệp thần phong quát, lão già, trả lại cho ngươi. Thần hạc giang thấy thế, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, hắn không còn kịp suy tư nữa rồi, hắn thân thể nhảy một cái, trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc đã đến cực hạn, hắn trực tiếp hai tay muốn đem cự xà quấy đuôi cho chống đỡ đỡ được. Ầm, uhm, một tiếng bởi thần hạc giang ngăn cản quá vội vàng rồi hắn căn thần hạc giang thân thể lâm vào dày nặng trong tấm bia đá hắn trong thân thể một trận huyết khí dâng lên đi ngăn cản hai tay của đá máu me đầm đìa rồi khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu trên mặt đỏ lên một mảnh không biết là thần hạc giang phẫn nộ đến ngủ điểm nguyên nhân đâu này hay là hắn bị thương nguyên nhân tại thần hạc giang được quét bay nháy mắt lúc này âm minh tông toàn bộ nghiêm ác trên sân không khí phảng phất hoàn toàn động lại phải biết thần hạc giang nhưng là đường đường niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cao thủ a hát chương 1599, bạch tiểu nhu lên sàn thủy linh châu an tĩnh trôi nổi ở diệp thần phong đỉnh đầu thật giống vừa vặn bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh như thế chung quanh quảng trường tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử bọn hắn dồn rập là hút vào hơi lạnh bọn hắn một lại một lần cho rằng diệp thần phong phải xong đời nhưng diệp thần phong lại một lần lại một lần chuyển nguy thành an rồi. Lúc này, nhưng là đường đường nhất bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thần hạc giang tự mình ra tay rồi, kết quả lại còn là không thể giết diệp thần phong này tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tiểu tử. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trôi nổi tại diệp thần phong đỉnh đầu Thủy Linh Châu, vừa vận luyện khí tông tông chủ vương chấn núi nhưng là nói ra viên này Thủy Linh Châu phẩm bậc rồi, đây chính là trung phẩm bảo khí đây này ah bây giờ ở đây phần lớn người từ trong đáy lòng không tin diệp thần phong chính là hạ đẳng vị diện người rồi cái này căn bản là quỷ tán dóc, ủng có trung phẩm bảo khí người hội là tới từ ở hạ đẳng vị diện cái này căn bản là đang làm nhục bọn hắn thông minh ở đây có rất nhiều định lực không đủ người bọn hắn nhìn xem thủy linh châu trong cổ họng bọn họ đã tại nuốt nước miếng trung phẩm bảo khí đủ khiến địa huyền giới bất luận cái nào tông môn điên cuồng rồi thậm chí là nhất phẩm tông môn cũng nhất định sẽ đối trung phẩm bảo khí sản sinh nồng nặc hứng thú. Phải biết trên đất huyền giới, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là lục phẩm luyện khí sư mà thôi, lục phẩm luyện khí sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí mà thôi. Từ Thủy Linh Châu thôn về cự xà quấy đuôi, lại tới Thủy Linh Châu một lần nữa thả ra cự xà quấy đuôi, cuối cùng lại tới thần Hạc Giang được cự xà quấy đuôi cho quét bay ra ngoài, này một dãy chuyện chỉ phát sinh tại ngăn ngắn mấy giây bên trong này thần hạc giang vốn là tự làm tự chịu rồi, nguyên bản hắn muốn lấy cự xà quấy đuôi muốn diệp thần phong mệnh. Nhưng kết quả lại là chính hắn đem một chiêu này cho chịu đựng được, này bằng với là mình dùng sức giật chính mình một người và miệng, không chỉ phi thường đau nhức. Chả cực kỳ uất ức, bị phong bế huyệt đạo lâm hân di, nàng nhìn thấy diệp thần phong lại một lần nữa thoát ly nguy hiểm, người nhất theo tâm tư cuối cùng cũng coi như lại hơi chút đã thả lỏng một chút. Mà nằm ở trên mặt đất tầng quang viễn đám người, đặc biệt là tả phi bạch cùng ngô lực phàm bọn hắn nhìn thấy thần hạc giang được quét bay ra ngoài hai người bọn họ mặt trong nháy mắt được kích động cho che kín canh chừng tầng quang viễn đám người xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người hai người bọn họ lông mày chăm chú nhíu lại xích viêm chân người hừ lạnh nói tiểu tử này thủ đoạn ngược lại là rất nhiều ngược lại xích viêm chân người vừa lại nhìn trên mặt đất tầng quang viễn đám người quát lên bất quá các ngươi cũng không cần thật cao hứng, tiểu tử này trên đỉnh đầu hạt châu kia, tuy rằng chính là trung phẩm bảo khí, thế nhưng chỉ có gặp phải nước mới sẽ phát huy tác dụng. Mà thần hạt giang lại vừa vặn tu luyện chính là thủy hệ công pháp và thủy hệ chiến kỹ. Nếu như vừa vặn thần hạt giang không thi triển thủy hệ chiến kỹ, hắn trực tiếp một trường thì có thể đập chết tiểu tử này, hạt châu kia chỉ là để tiểu tử này trước khi chết thở thở ra một hơi mà thôi. Nghe vậy, Tàng quang viễn cùng tiền vinh an đám người lần nữa biến sắc mặt, bọn hắn biết xích viêm chân người ta nói một điểm đều yếu không sai. Dù sao vừa vặn diệp thần phong cùng Lý Bắc Ngạo đối chiến thời điểm, Thủy Linh Châu căn bản không có từ diệp thần phong trong cơ thể nhô ra, mà Lý Bắc Ngạo chỉ có luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ thực lực, nhưng như thường có thể thanh diệp thần phong đánh cho sống dở chết dở, vậy thì chứng minh rồi viên này Thủy Linh Châu chỉ biết đối nước. Hoặc là Thủy Nguyên Tố có phản ứng thân thể rơi vào trong tấm bia đá thần hạc giang, hắn chỉnh tấm mặt mo thượng giận nổi gân xanh. Bên trong thân thể khí thế trong nháy mắt bạo phát, ầm. Một tiếng, dây nặng bia đá trong nháy mắt biến thành vô số bột phấn, khóe miệng tràn ra một vệt máu thần hạc giang, hắn vững vàng đứng ở trên mặt đất, trong miệng hắn chậm rãi nôn thở ra một hơi, máu me đầm đìa hai tay của hơi có chút run dày, hắn đang cực lực áp chế tức giận trong lòng. Giờ khắc này thần hạc giang vẫn đục trong tròng mắt tràn đầy nóng rực, hắn nhìn xem diệp thần phong đỉnh đầu Thủy Linh Châu, hắn nhưng là tu luyện thủy hệ công pháp và thủy hệ chiến kỹ, nếu như hắn có thể có được viên này Thủy Linh Châu lời nói, như vậy hắn quả thực là như hổ thêm cánh rồi, coi như là đối chiến niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, hắn cũng có mấy phần chắc chắn rồi. Tuy rằng bởi vì cháu trai thần nam chết đi, vừa vặn để thần hạc giang phẫn nộ đã đến liều lĩnh, thế nhưng hiện tại hắn trái lại lại bình tĩnh lại, Diệp Thần Phong trên người bí mật vô số, cháu của hắn Thần Nam đã bị chết, nếu để cho Diệp Thần Phong thoải mái như vậy chôn cùng, chuyện này quả thật là tiện nghi Diệp Thần Phong rồi. Trên thủ vị linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh, hắn tại nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong sau, cả người hắn trở nên hơi kinh hoàng lên, thật sự là lúc trước dược vương thành bên ngoài, Diệp Thần Phong phóng thích diệt sinh thanh lôi cảnh tượng, cho tới bây giờ đối với Nam Hạo từ nhỏ nói cũng là một cơn ác mộng linh dược cốc lão tổ đỗ bắc nam hắn nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệch nam hạo sinh trên mặt hắn hiện lên không thích hắn quát lên hạo sinh lẽ nào ngươi cũng bị tiểu tử này dọa sợ sao trung phẩm bảo khí tuy rằng lợi hại thế nhưng tiểu tử này trung phẩm bảo khí có quá nhiều đã hạn chế chỉ có gặp phải nước mới có thể phát huy ra tác dụng dùng ngươi luân hồi cảnh thực lực ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết tiểu tử này nam hạo sinh cử động khác thường cũng đưa tới chú ý của những người khác Nam hạo sinh khi nghe đến lão tổ đỗ bắc năm sau, hắn vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, hắn giải thích, lão tổ, ta nhận ra tiểu tử này thân phận, hắn chính là lúc trước hủy chúng ta dược phương thành, giết chúng ta linh dược cốc rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử hung thủ. Tia, uyên của tui VN, đỗ bắc năm nghe vậy, hắn trong nháy mắt trợn mắt trừng trừng, hắn chất vấn, ngươi không có nhận sai. Nam hạo sinh cực kỳ khẳng định gật gật đầu, nói ra, lão tổ, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, tuy rằng tiểu tử này lúc đó đeo mặt nạ, thế nhưng hắn sẽ một loại khôi phục nhanh chóng thương thế pháp môn, tự như cùng vừa vạn lý tông chủ đưa hắn đả thương sau như thế, lúc trước hắn tại dược phương thành bên ngoài cũng là như thế này khôi phục thương thế. Nam hạo sinh chắc chắn như thế trả lời, này làm cho đỗ bắc nam biết nam hạo sinh hẳn là không có nhận lầm người, chẳng trách tiểu tử này âm thanh sẽ có chút quen thuộc, nguyên lai trọng thương linh dược cốc hung thủ dĩ nhiên tựu là trước mặt tiểu tử này. Đỗ Bắc Năm lửa giận trong lòng cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, ánh mắt của hắn nhìn thẳng cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn quát lên, người chính là lúc trước hủy chúng ta dược vương thành hung thủ. Trên đỉnh đầu lơ lưỡng thủy linh châu, trong tay cầm hỏa vẫn kiếm Diệp Thần Phong, trong đầu hắn thần kinh trước sau căng thẳng. Hắn cười lạnh hỏi ngược lại, nếu như ta nói không phải, lẽ nào ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta sao? lập tức diệp thần phong lại theo thói quen nhún vai một cái nói ra đúng vậy dược phương thành là ta hủy diệt linh dược cốc rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng chết tại trên tay ta diệp thần phong trong thanh âm không có một tia hổ thẹn lúc trước tất cả những thứ này đều là linh dược cốc tự tìm đỗ bắc năm cùng diệp thần phong ở giữa đối thoại này không thể nghi ngờ lại một lần để không khí của hiện trường trở nên bạo động lên bất luận không ai từng nghĩ tới Trước mắt Diệp Thần Phong lại còn là phá hủy Dược Vương Thành, giết linh dược cốc rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử người, theo thân phận của Diệp Thần Phong một lần lại một lần được vạch trần, ở đây rất nhiều người đều đã chấn kinh không cách nào phục hồi tinh thần lại rồi. Mà nằm dưới đất tầng quang viễn đám người, bọn hắn trong miệng trong nháy mắt phát khổ lợi hại. Diệp Thần Phong không chỉ có là giết luyện khí tông đại trưởng lão hung thủ, nguyên tới vẫn là phá hủy Dược Vương Thành hung thủ, xem ra hôm nay bọn hắn muốn sống rời đi nơi này chuyện này quả thật so với lên trời còn khó hơn trên thủ vị hắn dư đại nhân vật bọn hắn thấy diệp thần phong lại còn là linh dược cốc kẻ thù sống còn này để cho bọn họ từng cái là mừng rỡ có luyện khí tông linh dược cốc cùng hải thần điện liên hợp cho dù diệp thần phong thật sự có bối cảnh không tầm thường vậy thì như thế nào dù sao luyện khí tông cùng linh dược cốc trên đất huyền giới có cực kỳ địa vị đặc thù âm minh tông tông chủ lý bắc ngạo Hắn một mực tải áp chế trong lòng lửa giận, bây giờ hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên có nhiều như vậy kẻ thù, hắn biết hắn cơ hội xuất thủ đến rồi, yếu là hôm nay hắn không thể tự tay phế bỏ Diệp Thần Phong, e sợ trong lòng của hắn liền sẽ lưu lại ám ảnh rồi, sau này thực lực không cách nào khi chiếm được đột phá. Lý Bác ngạo đối với những người còn lại, nói ra các vị, trước tiên để cho ta tới phế bỏ này tiểu rác rưởi, sau đó lại để cho các vị đến chậm rãi xử trí hắn trên thủ vị những người còn lại, bao quát bị thương thần Hạc Giang, bọn hắn đều không có ngăn cản. Thần Hạc Giang là tu luyện thủy hệ công pháp và chiến kỹ, hắn mới sẽ được thủy linh châu áp chế lại, bây giờ Lý Bắc Ngạo động thủ, e sợ Diệp Thần Phong lại cũng bị đánh chính là sống dở chết dở rồi. Lý Bắc Ngạo trong cơ thể luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ thật khí thế tuôn ra, thanh âm hắn âm lãnh quát lên, tiểu giác rưởi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần thương thế mắt thấy lý bác ngạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở diệp thần phong trước mặt một quyền không chút lưu tình hướng về diệp thần phong ngực đánh tới rồi không khí phảng phất đều bị một quyền này cho đánh tan lúc này thủy linh châu không có cảm ứng đến thủy nguyên tố nó quả nhiên không có phát huy ra tác dụng đến thậm chí bay thẳng trở về diệp thần phong trong cơ thể diệp thần phong trong tay nhưng không có đối kháng lý bác ngạo lá bài tẩy hắn duy nhất có thể làm chỉ có là mượn lão bạch cùng lão hắc sức mạnh mà lão bạch lại mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, số ngươi cũng may, ta cảm giác được có người tới cứu ngươi rồi. Lão bạch vừa dứt lời, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy nhất cổ hơi thở quen thuộc đang áp sát. Mà giờ khắc này, Lý Bác ngạo khí thế hung hăng nắm đấm, càng đến gần càng gần, dường như muốn đem Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp đánh đối xuyên. Tiểu giác rưởi, yên tâm, ngươi sẽ không chết, nhiều nhất chỉ là đem ngươi một cái thân thực lực phế bỏ đi mà thôi. Lý Bác Ngạo cực kỳ tự phụ quát lên, nhưng mà, đang lúc này, một vệt bóng người màu trắng nhanh chóng lướt vào Âm Minh Tông quảng trường. Xen lẫn một đạo luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, bao phủ quảng trường. Này bôi bóng người màu trắng nhanh chóng xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Thần Phong một cái kéo vào trong lồng ngực. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác một trận rất thơm hương vị bay vào trong lỗ mũi của hắn. Này bôi thân ảnh màu trắng chính là một mỹ nhân, một cái từ đầu đến đuôi mỹ nhân, như thác nước mái tóc dài màu đen khoác ở đầu vai, màu da như tuyết, ngũ quan tinh xảo, hai chân thon dài, ứng với chỗ nên lõm thì lõm, hẳn là chỗ nên lồi thì lồi, quả thực có thể có thể xưng hoàn mỹ. Này tướng mạo đẹp nữ nhân chính là một đường đi theo cảm giác đang tìm kiếm Diệp thần Phong Bạch tiểu Nhu rồi. Bây giờ Bạch tiểu Nhu thực lực cũng tăng lên, thực lực của nàng đã khóa nhập luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi. Cửu U băng sư sư vương một mạch quả nhiên không phải thổi. Bạch Tiểu Nhu thật chặt thanh diệp thần phong kéo vào trong lồng ngực, dưới cái nhìn của nàng trên thế giới này không ai có thể bắt nạt của nàng diệp đại ca, không có bất cứ người nào. Nếu có ai dám bắt nạt người Bạch Tiểu Nhu diệp đại ca, như vậy nàng chính là yếu làm cho đối phương chết. Bạch Tiểu Nhu đột nhiên xuất hiện, này làm cho Lý Bắc Ngạo hơi sững sờ. Bất quá, Lý Bác Ngạo cũng sẽ không thương hương Tiếc Ngọc, hắn xuất hiện đang suy tư không được nhiều lắm, hắn chỉ muốn trước đem Diệp Thần Phong phế bỏ. Lý Bác Ngạo quả đấm hướng về Bạch Tiểu Nhu đánh tới rồi, nắm đấm bên trong thật khí thế trở nên càng sắc bén hơn rồi, hắn quát lạnh, chỉ là luân hồi cảnh Tam trọng thiên sơ kỳ, dĩ nhiên cũng dám tới nơi này làm càn. Bạch Tiểu Nhu nghi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa đồ án vi vi lóe lên, người âm thanh lạnh bỏ đi rồi, người khẽ kêu nói: không ai có thể bắt nạt Diệp Đại Ca, không ai bất luận người nào có thể bắt nạt của ta Diệp Đại Ca. Người có thể đi chết rồi, đây là người bắt nạt Diệp Đại Ca hẳn là yếu trả giá cao. Bạch Tiểu Nhu trong cơ thể khí thế toàn bộ bộc phát ra, một trường hướng về Lý Bác Ngạo quả đấm vỗ tới. Lý Bác Ngạo thấy thế, hắn quát lên, muốn chết. ầm uhm, một tiếng, mà khi bàn tay cùng nắm đấm tiếp xúc nháy mắt, Lý Bác Ngạo trên mặt biểu lộ cứng ngắc ở hắn không dám tin nhìn xem chính mình cánh tay hắn vung ra nắm đấm cánh tay này bây giờ nghiễm nhiên hóa thành một vũng máu sương mù bạch tiểu nhu một trưởng trực tiếp phế bỏ lý bác ngạo một cánh tay điều này sao có thể chính lúc lý bác ngạo chả không thể nào tiếp thu được sự thực này thời điểm bạch tiểu nhu lần nữa động thủ một trưởng không chút lưu tình vỗ vào lý bác ngạo trên chán. trong lòng bàn tay linh khí bạo phát tại lý bác ngạo thân thể bay ngược ra ngoài nháy mắt ót của hắn thường xuất hiện một cái lại một cái vết dạn nứt, cuối cùng dường như nổ tung dưa hấu. Âm, um, một tiếng, Lý Bắc Ngạo đầu nổ tung mà chết. Phải biết cửu U băng sư sư vương một mạch, bình thường đều là sức chiến đấu phi phàm, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cái gì nan đề. Huống chi bạch tiểu nhu cùng Lý Bắc Ngạo trong lúc đó chỉ thua kém một cái tiểu tầng thứ mà thôi. chương 1600, át chủ bài cuối cùng. Đối với âm minh tông tông chủ lý bác ngạo chết đi, Bạch Tiểu Nhu vốn là không nhúc nhích, phảng phất ở trong mắt của nàng cũng chỉ có Diệp Thần Phong một người mà thôi. Người cái kia ngập nước mắt to nhìn xem Diệp Thần Phong, cánh tay nhưng vẫn là ôm Diệp Thần Phong. Dù sao Diệp Thần Phong lúc trước đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đã đánh vào Bạch Tiểu Nhu mi tâm, cái kia ngàn năm băng tuyết liên hoa nhưng là được Diệp Thần Phong đã luyện hóa được. Ở phía trên có Diệp Thần Phong khí tức, cho nên, bởi vì ngàn năm băng tuyết liên hoa nguyên nhân, Bạch Tiểu Nhu đối Diệp Thần Phong là đặc biệt thân cận. Tại bây giờ địa huyền giới đừng nói là cửu U Bang Sư Sư Vương một mạch rồi, coi như là phổ thông cửu U Bang Sư đều rất khó tìm đã đến. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc thời đại kia, cửu U Bang Sư Sư Vương một mạch chính là một cái chủng tộc cao quý, Sư Vương nhất mạch người luôn luôn đều phi thường lành lạnh, thậm chí không quá nguyện ý cùng những người khác tiếp xúc. Bất quá, tại Lão Bạch cùng Lão Hắc thời đại kia, cửu u băng sư sư vương một mạch vô cùng cường hãn, nếu như những chủng tộc khác người và sư vương nhất mạch người kết hợp, như vậy sanh ra hài tử thiên phú sắp trở nên cực cao. Cho nên, vào lúc đó rất nhiều thiên tài đều yêu thích theo đuổi sư vương nhất mạch nữ nhân, đặc biệt là mỗi một nhiệm sư vương nhất mạch công chúa, theo đuổi sư vương một mạch công chúa thiên tài là đếm không xuể. Được Bạch Tiểu Nhu ôm Diệp Thần Phong, trong lỗ mũi của hắn không ngừng chui vào từng trận mùi thơm ngát, được bạch tiểu nhu như thế ôm diệp thần phong ngược lại là có chút không thói quen hắn cũng tạm thời đã quên bây giờ tình cảnh nói ra tiểu nhu ngươi có thể hay không trước tiên buông ra ta ngươi làm sao sẽ tới nơi này bạch tiểu nhu phi thường nghe lời buông lỏng ra diệp thần phong nhưng nàng buông ra diệp thần phong sau thân thể của nàng lại chủ động đầu nhập vào diệp thần phong trong lồng ngực diệp thần phong chỉ có thể nói ra tiểu nhu ngươi bạch tiểu nhu hai con mắt cực kỳ tinh khiết Nàng nhìn Diệp Thần Phong cực kỳ tự nhiên nói ra, "Diệp đại ca, ta thích nằm ở trong ngực của ngươi, lẽ nào Diệp đại ca ngươi không thích Tiểu Nhu làm sao như vậy?" Diệp Thần Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chỉ có thể ôm Bạch Tiểu Nhu thon thả rồi. Bạch Tiểu Nhu trên mặt này mới khôi phục thiên chân vô tà nụ cười. E sợ chỉ có đang đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, Bạch Tiểu Nhu mới sẽ biểu hiện ra bộ này tư thái đến rồi diệp thần phong liếc nhìn chu vi lần nữa kinh ngạc đến ngây người mọi người làm hắn nhìn thấy bị phong bế huyệt đạo lâm hân di lúc hắn từ lâm hân di tròng mắt lạnh như băng bên trong nhìn thấy nồng nặc vị chua này làm cho diệp thần phong cực kỳ bất đắc dĩ nữ nhân này ghen lên thật đúng là không phân trường hợp hiện tại mệnh đều nếu không có này lâm hân di lại vẫn đang ghen còn nữa diệp thần phong cùng lâm hân di nhưng còn chưa có xảy ra thực chất quan hệ đây Tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực Bạch Tiểu Nhu, người nhíu nhíu béo mập mũi, hỏi, Diệp Đại Ca, bọn hắn vì cái gì khi dễ ngươi? Mặc dù nhỏ Nhu thực lực còn có giới hạn, thế nhưng Tiểu Nhu tuyệt đối không cho phép bất luận người nào bắt nạt Diệp Đại Ca đây. Diệp Thần Phong cảm giác được suốt Bạch Tiểu Nhu đơn thuần quan tâm. Hắn không nhịn được sờ sờ Bạch Tiểu Nhu mái tóc dài màu đen, hôm nay muốn thoát hiểm lẽ nào thật sự muốn dùng Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh sao? Diệp thần phong biết nếu như hắn mượn lão bạch cùng lão hắc sức mạnh, ra như vậy trắng cùng lão hắc có khả năng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Này lão bạch cùng lão hắc chính là Diệp Thần Phong trên con đường tu luyện dẫn đạo giả, tuy rằng Diệp Thần Phong ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng của hắn thanh hai cái này lão đầu cho rằng là sư phụ đối xử, hắn thật tâm thật ý thanh lão bạch cùng lão hắc làm làm sư phụ. Diệp Thần Phong cũng không muốn lão bạch cùng lão hắc rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng bây giờ vẫn có thể có biện pháp gì lão bạch ngô phong rỗi rảnh thanh âm lần nữa vang lên tiểu gia hỏa trừ đi ta cùng lão hắc sức mạnh ngươi còn có cuối cùng một lá bài tẩy đây lá bài tẩy này đủ khiến ngươi thoát ly hôm nay nguy hiểm bây giờ thực lực của ngươi đã tới tạo hóa cảnh ngươi nên miễn cưỡng có thể sử dụng lá bài tẩy này rồi tiểu gia hỏa ngươi hẳn còn nhớ thế tục giới chỗ kia đáy biển cung điện chứ được lão bạch như vậy vừa nhắc nhở diệp thần phong đương nhiên là nhớ rõ thế tục giới chỗ kia đáy biển cung điện được rồi lúc trước lâm hân di hay là tại bên trong cung điện được tống xuân my một tia thần niệm mang đi diệp thần phong còn tại bên trong cung điện đã nhận được một quyền tên là bùa chú cổ tịch còn có một khối dỉ xét loang lổ thiết bài bất quá khối này thiết bài lúc đó đang hấp thu diệp thần phong tiên huyết sau đó biến thành mới tinh đen tuyền rồi căn cứ lúc trước lão bạch cùng lão hắc từng nói chỗ kia cung điện chính là âm minh tông một cái bí bảo. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc thời đại kia, âm minh tông vẫn là vô cùng cường thịnh, lúc ấy có một người trẻ tuổi bị trục xuất âm minh tông, sau đó tên kia người trẻ tuổi dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú, không chỉ về mặt thực lực lấy được thành tựu bất phàm, hơn nữa hắn còn trở thành trí tôn phù sư. Quyền kia tên là bùa chú trong sách cổ chính là ghi chép các loại phù phương pháp luyện chế cùng kinh nghiệm năm đó tên kia người trẻ tuổi tại có thực lực sau hắn vì ra một khẩu khí hắn liền đem âm minh tông bí bảo trộm đi ra cũng chính là thế tục giới chỗ kia đáy biển cung điện căn cứ lão bạch cùng lão hắc từng nói chỗ kia đáy biển cung điện thuộc về nửa bước tiên khí mà diệp thần phong lấy được khối này thiết bài đã sáp nhập vào diệp thần phong tiên huyết có thể nói diệp thần phong đem khối này thiết bài cho đã luyện hóa được khối này thiết bài chính là điều khiển động chỗ kia cung điện chìa khóa. Nửa bước tiên khí ngẫm lại đều cho người kích động, lão bạch cùng lão hắc đã nói, chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi, là có thể để thế tục giới đáy biển cung điện vượt qua pháp tắc không gian, phá không tới đất huyền giới bên này. Diệp thần phong ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, lẽ nào ta có thể điều khiển động thế tục giới chỗ kia đáy biển cung điện? Đây chính là nửa bước tiên khí A-Hát. Lão Hắc Giang Vận Thiên không vui nói, tiểu tử, người ít ý nghĩ kỳ lạ rồi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù rút khô ngươi hết thảy linh khí, có kia khối thiết bài lấy tư cách xúc động, người tối đa cũng chỉ có thể làm cho chỗ kia cung điện phá không mà đến, về phần ngươi muốn điều khiển động chỗ kia cung điện tới giết người hầu như là không thể nào. Bất quá, ngươi chỉ cần để chỗ kia đáy biển cung điện phá không tới đất huyền giới đến, như vậy người nơi này đều không coi vào đâu, chỗ kia bên trong cung điện nhưng bên trong có cản khôn. Đúng rồi, chỗ kia cung điện tên là Lưu Ly Cung Điện, chính là thứ thiệt nửa bước tiên khí. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng mở miệng nói, tiểu gia hỏa, lão Hắc nói không sai, bây giờ ngươi tuy rằng bước vào tạo hóa cảnh rồi, lại tăng thêm khối này ngươi tại Lưu Ly Cung trong điện lấy được thiết bài trợ giúp, tiểu hao hết ngươi bây giờ cơ hồ tất cả linh khí. Ngươi cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng để lưu ly cung điện phá không đi tới nơi này. Thế nhưng, này liền đủ rồi, chính như lão hắc nói tới lưu ly cung trong điện có cản khôn, đầy đủ ngươi hóa giải hôm nay nguy cơ rồi, nếu như vận dụng thật tốt, người có thể giết chết ở đây tất cả mọi người rồi, đây chính là ngươi trừ đi ta cùng lão hắc sức mạnh bên ngoài, một tờ cuối cùng lá bài tẩy. Diệp thần phong biết lão bạch cùng lão hắc hẳn là sẽ không vũng hố hắn, hắn lập tức đem khối này đen tuyền thiết bài từ hỗn độn trong nhẫn lấy ra ngoài. Thiết bài nắm trong lòng bàn tay, có một loại lạnh lẽo lạnh lẽo cảm giác. Diệp thần phong nhìn một vòng chung quanh quảng trường còn lại tất cả đại tông môn bên trong tông chủ và đệ tử. Diệp thần phong ngược lại cũng không phải một cái máu lạnh vô tình người. Hắn vừa vặn cũng nghe được một ít chung quanh tiếng bàn luận. Trong đó có một nhóm người là bội phục Diệp thần phong này dũng mãnh hành vi. Làm trên thủ vị những đại nhân vật kia chậm rãi từ Bạch Tiểu Nhu xuất hiện, cùng với Lý bác Ngạo tử vong bên trong tỉnh hồn lại thời điểm. Diệp thần phong hướng về phía chung quanh quảng trường người, hắn cực lực quát, nếu như ở đây có không muốn người đối nghịch với ta, như vậy mời các ngươi lùi tới quảng trường cửa vào địa phương. Nếu có người muốn tuyển chọn làm luyện khí tông, linh dược cốc cùng hải thần điện chó xù, như vậy các ngươi có thể đứng tại chỗ không nên cử động. Diệp thần phong lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới cực kỳ to lớn sao động. Trên thủ vị luyện khí tông tông chủ vương chấn núi, hắn quát lạnh, tiểu giác rưởi Lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Phải dựa vào chính ngươi cùng ngươi trong lòng ngực người phụ nữ kia. Ngươi quả thực không biết sống chết. Linh Dược Cốc Lão Tổ Đỗ Bắc Nam, hắn cũng quát lên, các vị, các ngươi là muốn tuyển chọn ở một bên nhìn xem đâu này. Vẫn là lựa chọn đứng ở chúng ta bên này. Trung quanh quảng trường tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, có chút nhớ nhung yếu liếm luyện khí tông các loại tông môn cái mông, Bọn hắn không chút do so dự liền tỏ rõ thái độ rồi. Dù sao luyện khí tông các loại tông môn bên kia, Niết bàn cảnh cường giả còn có Thần Hạc Giang, Đỗ Bắc Nam, Xích Hỏa Chân Nhân cùng Xích Viêm Chân người đâu. Mà Diệp Thần Phong trung phẩm bảo khí chỉ có đối nước mới sẽ sinh ra phản ứng, xem ra tiếp theo này vài tên Niết bàn cảnh cường giả yếu đồng thời động thủ. Chúng ta chống đỡ luyện khí tông, linh dược cốc cùng Hải Thần Điện, tiểu tử này quả thực là đáng chết. Đúng này tiểu giác rưởi hôm nay nhất định phải chết. Trung quanh quảng trường phần lớn tông môn đều tỏ rõ thái độ rồi, chỉ có hai cái tông môn tông chủ đang do dự chỉ chốc lát sau, bọn hắn mang theo tông môn đệ tử lùi tới quảng trường lối vào. Kỳ thực hai cái này tông môn tông chủ cũng không coi trọng diệp thần phong, nhưng là bọn hắn cảm thấy luyện khí tông các loại tông môn cách làm quá vô sỉ, hai cái này tông môn tông chủ, bọn hắn thuộc về thẳng tính người, Bọn hắn không muốn làm trái với chính mình nội tâm ý nghĩ. Ôm Bạch Tiểu Nhu thon thả diệp thần phong, hắn nhìn thấy vẫn cứ đứng tại chỗ phần lớn tông môn tông chủ và đệ tử, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười lạnh như băng, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa đi Diêm Vương điện đăng báo nói, cũng chớ có trách ta không có cho các ngươi sống sót cơ hội. Audio điện tử Võ Tấn bền. hết tập 80.